Bất quá hắn nhưng không biết đệ đệ hắn đúng là chết, không sai, chỉ là Trung Sán lại còn sống, chỉ là mai danh ẩn tích đi, không biết tránh địa phương nào đi. Dù sao người lão thành tinh, hắn tu vi đều phế đi, trả lại, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Suy, bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì Thánh Hỏa Tông Tuyết họ lão giả bất ngờ đã xuất thủ, một đôi tay bắt ngưng tụ thành hình móng, ngưng tụ ra liệt diễm. Mọi người ở đây nhãn thần kinh khủng dưới hung hăng vỡ ra đến, hướng về Trần Phi trong ngực mãnh liệt đi, mang theo vô cùng sát khí. Nhưng mà kế tiếp, hắn lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì một đôi tràn ngập cương mãnh hơi thở tuổi còn trẻ bàn tay, lại đột ngột xuất hiện ở trước ngực hắn, hung hăng xuống phía dưới áp, liền cư nhiên dường như búa tạ vậy đưa hắn hung hăng bước lui. Xoẹt phập tương đương, Tuyết họ lão giả bàn chân đủ trên mặt đất ma sát gần 2-3 giây đồng hồ. Mang theo làm người ta chói tai bén nhọn thanh, già nua khuôn mặt khóe miệng càng mơ hồ có tiên huyết tích lạc, khiến về sau Bạch Bân đám người cùng với Thần Hỏa Tông đám người, đều chợt biến sắc, thần sắc rung động. Làm sao có thể, hắn? Quân Nguyên Nghĩa lúc này thần sắc kinh hãi muốn diệt, không cách nào tưởng tượng Trần Phi cư nhiên có thể cho Tuyết trưởng lão thụ thương. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đã thành công đột phá. Tiểu tử này, hắn? Không chỉ là hắn. Ngay cả nguyên bản khẽ nhíu mày Bạch Bân trắng đại thiếu, lúc này đều vô ý thức đôi mắt vi nheo lại, thần sắc có chút dị dạng. Bởi vì hắn biết rõ, vị kia Thánh Hỏa Tông Tuyết họ lão giả, tuyệt đối cùng hắn, chính mình xuất nhập cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cảnh giới thực lực, nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên bị một trường bước lui đả thương. Hơn nữa còn là bị một vị cùng hắn Bạch Bân vậy, cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch gì? Tiểu Bân. Nhưng vào lúc này, Bạch Huyên Trắng đại đội trưởng đột nhiên lại gần, khi hắn bên tai nhỏ giọng dì tai. Một lát sau, Bạch Bân trên mặt dị dạng vẻ trở nên càng thêm nồng nặc lên. Lại là thực sự, nửa bước tiên thiên. Tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Có dám hay không hãy xưng tên ra? Mà nhưng vào lúc này, Phổ Thiên cái địa truyền đến Thánh Hỏa Tông vị kia Tuyết họ lão giả giống giận. Chỉ thấy kỳ cứ như vậy khí thế cổ đáng theo đứng ở tại chỗ. Quanh mình cực nóng đáng sợ, phong vân biến sắc, kỳ nhãn thần lại không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thoáng chảy lộ ra một tia khó có thể tin sợ hãi. Chẳng lẽ, làm sao sẽ? Tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Có dám hay không hãy xưng tên ra? Làm Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên Tuyết họ lão giả như vậy mang theo khó có thể tin chất vấn, thốt ra, hầu như một chốc. Ở đây hầu như tất cả mọi người nhãn thần cũng không có so với chú mục chính là hướng về giao dịch khu nội, bắt được tuổi còn trẻ thân ảnh khuôn mặt trên rơi xuống đi qua, kỳ vọng từ trong miệng hắn nghe được đáp án. Dù sao đây chính là nửa bước tiên thiên A, hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên, cũng liền tứ đại ẩn môn trong cũng chỉ có cao cấp nhất kỳ tài, mới có khả năng làm được. Tỷ như lúc này tự ở hiện trường Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia thế hệ này truyền thụ Bạch Bân. Hắn cũng sắc mặt một ngưng. Lẳng lặng nghe. Như vậy thiên tư có thể cùng hắn chạy song song với bạn cùng lứa tuổi, nếu là địa vị lại kinh người hơn một ít, có thể lại sẽ là một cái vướng tay chân kình địch. Cũng không biết, đối phương đến tột cùng đến từ nội tình mạnh mẽ thế lực, chẳng lẽ, là phương Bắc bên kia? Ngươi hỏi ta. Thế mà, ngay như vậy hiện đang lúc mọi người không gì sánh được trích liệt ánh mắt phi đổ dưới, người trẻ tuổi kia Trần Phi như trước thần sắc hờ hững mỉm cười. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt xẹt qua hàn mang, sau đó một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Phi báo đệ nhất hành động tiểu đội trưởng, Trần Phi. Cái gì? Phi báo. Nghe vậy hầu như ở đây tất cả mọi người vô ý thức sắc mặt kinh biến một chút, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia cư nhiên chính mình thân phận như vậy, phi báo, đây chẳng phải là. Ngươi là phi báo người. Nhất là Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên Tuyết họ lão giả, đang nghe Trần Phi nói, nhãn thần trong nháy mắt không cách nào ức chế thay đổi, bởi vì mệnh danh từ bọn họ Thánh Hỏa Tông đi ra Mã Đông Mã trưởng lão, chính là phi báo người, có thể vì sao? Đáng chết, chẳng lẽ là lão già kia làm phản phải không? Không chỉ là hắn, ngay cả Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng, ở giờ này khắc này nghe được Trần Phi tự giới thiệu, cũng không nhịn được hung hăng nhướng mày. Thần sắc bất thiện mở miệng nói vì sao các ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Cái này Lĩnh Nam núi võ học đại hội, rõ ràng là bọn họ người trong võ lâm võ học thịnh hội, nhưng vì cái gì, những này bên ngoài người chính là tay sai, cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây.
Bọn họ không phải từ tốt nhất một lần bắt đầu, cũng đã không tham gia nữa loại này thịnh hội sao? Một nghĩ đến đây, dù là lấy thân phận của hắn cũng không cấm phiền muộn, bởi vì phi báo cái loại này tổ chức địa vị có thể không bình thường, rất vướng tay chân. Nhưng tuy rằng như vậy, có thể hắn trong lòng lo lắng nhưng dần dần thu liễm. Bởi vì lúc đầu hắn còn cho rằng Trần Phi là đến từ cái gì nội tình cực đáng sợ siêu cường thế lực, hoặc ẩn môn, nhưng lúc này xem ra, kỳ phía sau tựa hồ cũng không nghĩ như vậy giống làm hắn kiêng kỵ. Dù sao phi báo cái tổ chức kia tính chất mặc dù lại đặc thù, có một số việc mà, cũng đúng là vẫn còn xem thực lực. Để ngăn được, nếu không có chân chính sống còn thời khắc, bằng không quốc gia là tuyệt không khả năng lung tung xuất thủ, nếu không như vậy chỉ biết lộn xộn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Mặt trên những người đó cũng nhất định rất rõ ràng. Cho nên nói, một cái trẻ tuổi như vậy nửa bước tiên thiên, hơn nữa đến từ phi báo, cố nhiên làm người ta sợ hãi than, có thể tại bọn hắn Khâu gia trong mắt, cũng không phải không có biện pháp xử lý. Các ngươi Khâu gia có thể tới, chúng ta phi báo dựa vào cái gì không thể tới. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt đã quanh quẩn khi hắn bên tai, khiến kỳ già nua dung nhan trên hiện ra lau một cái nhiệt nộ vẻ, nhãn thần có vẻ thập phần ngoan lệ. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta Khâu gia khắc trong tâm khảm. Phi báo, cáo từ, chặt tiếp theo liền thấy hắn thật sâu âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi, cư nhiên bỏ xuống một câu ngoan thoại, xoay người ly khai. Nghe vậy thấy thế Trần Phi nhưng thật ra hơi mắt híp một cái, lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã xoay quanh vô tâm, nhưng sau cùng, còn là chưa bộc phát ra. Vẻn vẹn chỉ là có lại một lần nữa đem ánh mắt của mình, quét vẻ mặt âm tình bất định Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ trên người lão giả, lãnh đạm nói còn tiếp tục sao? Ngươi! Nghe vậy Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả mạnh giận dữ. Thần sắc chợt biến có vẻ so với trước càng thêm âm trầm, lạnh như băng tầm mắt, lần thứ hai phóng đến Trần Phi trên người, sau đó gặp kỳ lạnh lẽo nói tiểu tử, đừng tưởng rằng tuổi còn trẻ tu luyện tới nửa bước tiên thiên, lại là phi báo người, là có thể không kiêng nể gì cả. Nói cho người biết, ta Thánh Hỏa Tông quân Đoạn Sơn quân lão tổ, ở 12 nhật trước, đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên mặt mũi già nua dâng lên lau một cái châm chọc, nhìn chằm chằm Trần Phi khuôn mặt thản nhiên nói vì vậy ngươi thật cho rằng, ta Thánh Hỏa Tông uy nghiêm, là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể khiêu khích. Thanh niên nhân, ngươi cũng biết, ngươi phạm vào nhất kiện chuyện ngu xuẩn dường nào mà. Hắn cuối cùng suốt đời như sấm hô quát, rung động màng nhĩ mọi người. Bất quá, hắn mới vừa nói cái gì? Bọn họ Thánh Hỏa Tông vị kia quân Đoạn Sơn quân lão tổ, thì đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Không ít người ở trong chớp nhoáng này sắc mặt cứng ngắc, mục trừng khẩu ngốc, hiển nhiên là bị tin tức này chấn không nhẹ. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A, không nghĩ tới Thánh Hỏa Tông cư nhiên có thể như thế đi vận. Thực sự đản sinh ra một vị như vậy đại nhân vật. Như vậy, Thánh Hỏa Tông ở phía Nam Võ Lâm 11 năm thứ hai đại học trải cổ vũ tông môn trong bài danh. Sợ rằng sẽ bởi vì cái này thoáng cái bỗng nhiên tăng vọt đi. Thì tính sao? Có thể nhưng vào lúc này, tại nơi khắp bầu trời ước ao cùng ánh mắt khen tị trong vây quanh Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả, bên tai lại đột nhiên nghe được hắn không tưởng được ngôn ngữ. Bởi vì Trần Phi cư nhiên một điểm đều không sợ, ngược lại là vẻ mặt không kiên nhẫn khấu trừ cái lỗ tai, lãnh đạm nói trong miệng ngươi cái gọi là quân lão tổ, hắn tới sao? Ta Trần Phi đến muốn nhìn một chút. Hắn có thể làm gì ta? Lời vừa nói ra, ở trong sân nhiều người không khỏi thần sắc có chút dị dạng, dù sao viên kia là một vị cổ vũ giả tiên thiên A, ngươi chính là một cái người hiểu biết ít vãn bối, hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại dám ngôn ngữ bất kính như thế, cũng thật là có chút làm càn. Bất quá tuy rằng đạo lý là đạo lý này, nhưng bọn hắn cũng hơi chút có thể lý giải. Dù sao Trần Phi phía sau, đây chính là có phi báo như vậy ngành đặc biệt tồn tại. Tính chất quá đặc thù, nhất là cổ vũ giả tiên thiên cường giả, mới cần kiêng kỵ một chút. Tốt một cái xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử. Mà đang nghe Trần Phi như vậy nhục nhã bọn họ Thánh Hỏa Tông ngôn ngữ, Thánh Hỏa Tông tuyết họ lão giả sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, một lát sau cư nhiên lộ ra một tia lành lạnh dáng tươi cười ta rất xác định, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lời nói và việc làm, trả giá thật lớn. Dứt lời sau. Hắn cư nhiên mang người mặt âm trầm ly khai. Hắn biết rõ lấy bọn họ trạng huống trước mắt, là không mở ra ni làm gì được Trần Phi, vì vậy cùng với lưu lại mất mặt,
không bằng đơn giản ly khai, dù sao thực sự muốn báo thù, còn sợ không có cơ hội. Có thể Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng, cũng có thể là muốn như vậy đi. Đều đi. Thấy thế Trần Phi hơi khóe miệng một phiết, ngược lại cũng không nghĩ tới đối phương hai nhóm người cư nhiên đều có thể như vậy sạch sẽ lưu loát. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng còn cần tiên một ít máu, mới được. Nghĩ đến đây hắn cũng đánh mất tiếp tục ở đi dạo đi xuống nhàn hạ thoải mái, dù thế nào đồ vật cũng tốt mù góp được không sai biệt lắm. Theo chỉ thấy hắn một bên lắc đầu, một bên hướng Bùi đội trưởng đám người nói Bùi đội phó, chúng ta cũng đi thôi. Nói, hắn liền vẻ mặt bình thản chuẩn bị ly khai. Nhân quần trong nháy mắt sao động cho hắn nhường đường, không ít người đều kính nể, phức tạp nhìn hắn. Trẻ tuổi như vậy, lại cư nhiên có thể có được như vậy chấn động lòng người thành tựu, đồng thời ngay cả hôm nay Thánh Hỏa Tông cùng với Khâu gia, đều chỉ có thể cắn răng thiệt thòi lớn. Loại trình độ này đủ để cho người rung động, phát ra từ nội tâm. Tiểu huynh đệ, vân vân chờ đã có thể nhưng vào lúc này, Bạch Huyên Bạch đội trưởng chợt mở miệng nói. Nhất thời mọi người thần sắc chấn động, mà Trần Phi Nguyên vốn đã đạp đi ra chân, cũng dừng lại. Bất quá hắn vẫn chưa trở về. Chỉ là thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói thế nào, Bạch đội trưởng còn có cái gì chỉ bảo. Chỉ bảo cũng không thể nói, chỉ là vừa rồi Bạch mỗ cũng không rõ sở tiểu huynh đệ lai lịch của ngươi, hành vi có chút thiếu sót, cho nên muốn tại đây cho ngươi nói cái không phải là, xin chớ trách. Không nghĩ tới từ vị kia Bạch Huyên Bạch đội trưởng trong miệng lại nói lên như vậy một phen nói, không chỉ là mọi người tại đây ngây ngẩn cả người, ngay cả Trần Phi cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này cũng không phải đại sự gì, qua cũng đã vượt qua, không có gì. Theo chỉ thấy Kỳ hơi xoay người lại, thản nhiên nói. Nếu đối phương nguyện ý cho hắn nói cái này khiểm, hắn đương nhiên cũng sẽ không bưng nắm bắt, sảng khoái tiếp thu. Dù sao giữa bọn họ cũng không có gì thâm cừu đại hận, không phải sao? Nhiều tạ tiểu huynh đệ lý giải. Đã như vậy, ta cũng cáo từ trước. Bạch Huyên Bạch đội trưởng hơi chắp tay, xoay người cho bên cạnh mình Bạch Bân đưa cái nhãn thần. Thấp giọng nói Tiểu Bân, ta đi trước. Theo chỉ thấy hắn mang đội ly khai. Mà ở nhìn thấy bên cạnh mình Bạch Huyên Bạch đội trưởng mang đi ly khai, Bạch Bân hơi tuấn lãng gương mặt hơi một điểm, sau đó ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên nở nụ cười nhiệt tình nói Trần Phi Trần huynh đệ đúng không? Ta là Bạch Bân, người tới tự thiên khuê phường thị Bạch gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Như sấm bên tai tên, Bạch Huynh nhưng thật ra khách khí. Nghe vậy Trần Phi mỉm cười giơ tay lên, xem như là khách khí đáp lại một câu, ở sau liền không có làm bất kỳ dừng lại gì xoay người ly khai. Bạch Bân nhìn bóng lưng của hắn, lẳng lặng ma sát tay mình chỉ, mâu quang lóe ra, thật lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, mới thấy hắn đột nhiên nhếch miệng cười nói a, có ý tứ. Theo chỉ thấy hắn tựa hồ lại khôi phục lại trước khi tới bản sắc, ôm trong lòng hai vị vóc người. Quần áo tất cả nóng bỏng nữ tử lo lắng rỗi rãnh ly khai. Hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên, thì tính sao? Cùng lúc đó, về Trần Phi như vậy một đám đến từ Phi báo tên, lúc cách 9 năm, tròn hai giới cũng không tham gia, nhưng ở hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở đây thiên khuê phường thị tin tức, dần dần đi qua các loại con đường, tốc độ bay nhanh truyền ra ngoài. Mà cái này cũng nhất thời dẫn phát rồi không nhỏ rung chuyển, cùng với rất ít người căm thù. Bởi vì ở có vài người trong mắt, phi báo căn bản là không gọi được là bọn hắn trong vòng người, hơn nữa đều đã liên tục vắng họp hai giới, lại còn không biết xấu hổ một lần nữa xuất hiện. Không chỉ có như vậy, không ít người còn khắc sâu ấn tượng năm đó một màn kia. Nếu là bị ác long đàm hóa đào ổ những người đó biết chuyện này, nghe thế tin tức, cũng không biết sẽ làm ra phản ứng gì ni. Dù sao ở năm đó... Phi báo có thể xem như là bị bọn họ một tay đuổi ra lĩnh Nam núi võ học đại hội A. Bóng đêm từ từ kéo tới, thiên khuê núi ở giữa thiên khuê phường thị đứng mũi chịu sào cảm thụ được hoàng hôn xuất hiện, từng giọt dường như lạnh như băng sông vậy cắn nuốt riêng lớn lĩnh Nam quần sơn đại địa, sau cùng, hết thảy đều bị kỳ bao phủ. Bất quá dù vậy, bóng đêm cũng như trước không có thể che lại thiên khuê phường thị náo nhiệt. Kèm theo lĩnh Nam núi lớn thậm chí toàn bộ phía Nam võ lâm. Càng ngày càng nhiều cổ vũ giả đến, xô trào tràng diện hướng tiêu, đầu người nhốn nháo, ít nói thì đã tụ tập được hơn ngàn người. Phải biết rằng loại trình độ này có thể không bình thường. Dù sao bình thường thực lực cổ vũ giả, có thể không có biện pháp đi qua bên ngoài bị hoàn toàn đủ để được xưng là thiên hắc thông đạo. Như vậy có thể thấy được,
mấy ngày sau thịnh sẽ ảnh hưởng lực có bao nhiêu sao thật lớn, hoàn toàn có thể nói là tịch quyển hơn nửa phía nam võ lâm. Trong màn đêm, Thiên Khuê Phường thì ở chỗ sâu trong ta điêu lan ngọc thế thời cổ đại cung điện, thoạt nhìn tuy rằng không lớn, nhưng lại hết sức to lớn và đại khí. Cung điện sự giãn ra, thủ vệ trọng trọng, không ngừng có quần áo nón nảy theo khôi giáp sĩ binh đi qua, rõ ràng là Bạch Gia Bạch Long vệ. Có thể lấy như vậy bộ đội tinh nhuệ làm thủ vệ, không khó nghĩ đến chỗ này tất nhiên không giống tầm thường. Có người nói, tại đây Thiên Khôi Phường thị chỗ sâu nhất, có một tòa Bạch Gia trung tâm quyền lực, được khen là có thể cùng trời khuê các chạy song song với tồn tại, liền phải là tòa cung điện này Bạch Thị Cung. Bất quá lúc này, ở cung điện này nội bộ lối đi duy nhất nội, lại có một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh chính đang chậm rãi ghé qua. Cứ nhiên không ai ngăn cản cước bộ của hắn, cũng không có bất kỳ người nào vô cùng kinh ngạc sự hiện hữu của hắn. Chỉ thấy cái này tuổi trẻ thân ảnh quần áo bạch sam, trên mặt góc cạnh có chút tuấn lãng, cả người khí chất bừng bừng phấn chấn, làm cho một loại uyên đình nhạc trì dày nặng cảm. Mà người trẻ tuổi này không là người khác, chính là được khen là Bạch Gia mấy chục năm qua kiệt xuất nhất truyền thụ Bạch Bân. Chỉ thấy kỳ chậm rãi đi qua cung điện này nội duy nhất hành lang, sau đó đi tới Lâm Mỗ đình đài tiểu viện chỗ. Một đình, một hồ nước, một thoa lạp ông. Chỉ thấy một vị tuổi già thân ảnh già nua ngồi xếp bằng ở băng đá trên, thoạt nhìn ước chừng 50-60 tuổi đi, trong tay nắm có cần câu, đang lẳng lặng thả câu theo. Chỉ là trong suốt thấy đáy nước hồ phản chiếu đi ra ngoài lưỡi câu, lại là thẳng, thẳng câu. 3. Bạch Bân tựa hồ cũng tốt giống như sớm thành thói quen thân ảnh kia cổ quái, thật chặt la lên một tiếng, liền tùy ý ngồi xuống. Nguyên lai 50-60 tuổi già thân ảnh lại là Bạch Bân phụ thân, thoạt nhìn cả người có chút còng xuống, vóc người gầy, một gương mặt già nua trên còn tràn đầy bên trái một khối bên phải một khối hạt ban, có thể trên giang hồ lại không ai dám khinh thường hắn, bởi vì kỳ danh đầu chân thực quá mốc, được khen là trí thoa lạp ông, trí mưu gần yêu, có rất thích thả câu. Tới, ngồi đi. Lão giả kia quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Bạch Bân vậy, có chút hiền hòa mở miệng nói tình huống thế nào. Bạch gia chúng ta hôm nay khôi phường thị, sẽ phải rất náo nhiệt đi. Đúng vậy, quả thực đã rất náo nhiệt. Trên giang hồ có mặt mũi tông phái, gia tộc, đã tới hơn phân nửa, hơn nữa có người nói tứ đại ẩn môn trong có chút, cũng đã động thân, hẳn là tùy ý liền gặp phải đi. Nghe vậy Bạch Bân khẽ gật đầu, nói. Tứ đại ẩn môn a. Nghe vậy lão giả kia khàn khàn đôi mắt hơi híp mắt, bỗng lại nhếch miệng lộ ra một tia nụ cười nói a Bân a, vi phụ có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nghĩ nghe sao? Tin tức tốt gì? Ta dĩ nhiên muốn nghe xong. Nghe vậy Bạch Bân không hề nghĩ ngợi, tự đương nhiên nói. Ha ha, tiểu tử ngươi a, còn là tính tình cấp, không nín được. Nghe vậy lão giả kia lắc đầu cười, chợt chậm rãi nói ra thứ nhất tin tức kinh người trước ta đã cùng ngươi Thanh Tú A Di đi qua điện thoại. Hắn tựa hồ đã mang theo Thanh Khâu đệ tử xuất phát, mà trong, hình như có ngươi thích người. Ta thích người, ai? Vân vân chờ đã, chẳng lẽ là... Nghe vậy Bạch Bân đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên vô ý thức trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là, hắn tới? Hình như là vị kia tên là Tiên Vũ tiểu cô nương đi. Có người nói hắn đã thành công đột phá đến nửa bước tiên thiên, tu luyện tới Thanh Khâu năm đại bí điển nội công tâm pháp một trong vô ngân kiên quyết đến đệ thập nhất nặng. Hơn nữa tiểu nha đầu kia hình như mới 25 tuổi đi, thật là một khối ngọc thô chưa mài rũa, Thanh Khâu lại nhặt được bảo. Lão giả vừa nói một bên nếu có cảm thán lắc đầu cười nói. Tuy nói con của hắn cũng đồng dạng ưu tú, nhưng mấy tháng trước thành công đột phá đến nửa bước tiên thiên, có thể hắn năm nay đều đã 28 tuổi. Cùng 25 tuổi nửa bước tiên thiên so với, còn là chênh lệch một mảng lớn. Thực sự, Tiên Vũ muốn tới, thật sự là quá tốt. Từ lần trước ở Thanh Khâu cùng hắn vô tình gặp được sau, chúng ta tựa hồ đã lâu không gặp, thực sự rất tưởng niệm a. Nghe vậy khá có vài phần cà lơ phất phơ Bạch Bân cư nhiên đột ngột khác thường lên, hai bên gương mặt như có như không sinh ra lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, nhãn thần bên trái miểu bên phải miểu, có chút kích động, lại có một ít chột dạ. Tiểu tử ngươi như vậy thích nữ hài tử có thể không làm được. Lớn mật một điểm, buông ra một điểm, bằng không tiểu ngươi như bây giờ, có thể rất khó sẽ làm tiểu nha đầu kia cái loại này thiên chi kiêu nữ, coi trọng ngươi một chút. Hiểu chưa, mà ở nhìn thấy nhà mình nhi tử như vậy vô dụng biểu hiện, lão giả kia không khỏi vô ý thức lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cha ngươi yên tâm đi,
ta sẽ nhường Tiên Vũ cảm thụ được ta thật tình cùng ưu tú. Có thể Bạch Bân lại rõ ràng nghe không vào những lời này, vẻ mặt tràn đầy tự tin ngạo nghễ nói. Hắn thấy, hắn Bạch Bân như vậy kinh tài tuyệt diễm, niên kỷ 28 tuổi cũng đã đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh giới, đây là hạng phong thái. Đối phương làm sao có thể không ái mộ cho hắn? Thế mà hắn nhưng không nghĩ muốn, coi như là hắn Bạch Bân 28 tuổi thành tựu nửa bước tiên thiên cảnh giới, vậy thì thế nào? Phải biết rằng đối phương vị kia tên là Tiên Vũ Thanh Khâu Thiên Chi Kiêu Nữ, thế nhưng ở 25 tuổi cũng đồng dạng đạt tới. Cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cảnh. Mà cái này hai người bọn họ người gian, đủ tương xoa gần 3 năm. Đây đối với bất luận cái gì một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài mà nói, đã đủ để cải biến rất nhiều chuyện mà. Ai, nghe vậy thấy thế, lão giả kia trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, minh bạch con trai mình hoàn toàn là tự đại, dù sao hảo cảm, cảm tình loại vật này, lại có thể tùy tùy tiện tiện kết luận, nói xong rõ ràng. Chớ nói chi là mà chống đỡ phương vị kia tiểu nha đầu, chính là 25 tuổi, là có thể bước vào nửa bước tiên thiên cảnh giới đáng sợ thiên tư, con trai mình hiện tại loại này thành tựu, có thể hay không như đối phương mi mắt, thật đúng là nói không nhất định. Bất quá dù sao cũng là con trai mình, hắn cũng không tiện nói thêm nữa mọi người con trai mình tính tích cực. Rồi hãy nói chuyện này, kỳ thực hắn cũng rất vui với nhìn thấy, bởi vì cái loại này thiên kiều nữ nếu là có thể bị bọn họ Bạch gia binh sĩ sở bắt tù binh, cái này vô luận là đối với bọn hắn Bạch gia, hay là đối với hắn nhi tử, đều là rất có ích lợi một việc. Vẹn toàn đôi bên. Vì vậy, trước tranh thủ nhìn rồi hãy nói. Nói không chừng, tự thành công ni. Ba, còn có chuyện mà. Có thể nhưng vào lúc này, con của hắn Bạch Bân thanh âm lại đột nhiên lần thứ hai khi hắn bên tai vang lên ngày hôm nay chúng ta Thiên Khuê phường thì tới một đám xa lạ người, tự xưng là đến từ phi báo. Phi báo, ngươi nói, bên ngoài cái kia phi báo. Nghe vậy lão giả kia nao nao, vô ý thức phản hỏi tới. Không sai, là bọn hắn. Trong bọn họ có cái tuổi còn trẻ, tuổi không lớn lắm, tính tình cũng không tiểu, theo trước khi nói từng đem quân nguyên nghĩa một tay chém, nhưng lại thiết kế gài bẫy Thánh Hỏa Tông ba vị trưởng lão, để cho bọn họ có đến mà không có về, mai danh ẩn tích. Nói đến đây Bạch Bân hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng nói hơn nữa hiện tại hắn hình như lại cùng Khâu gia đối mặt, hình như còn gây ra hai cái nhân mạng. Có thể lý giải chuyện tình. Thế mà nghe vậy lão giả kia lại khẽ cười nói bọn họ đều đã liên tục vắng họp hai giới lĩnh Nam núi võ học đại hội, nếu không gây ra giờ hù dọa người chiến trận, ai sẽ coi trọng bọn họ. Rồi hãy nói Thánh Hỏa Tông cũng chính là cái nhị lưu, không đáng giá nhắc tới. Ba, ý của ngươi là, tiểu tử kia là cố ý. Nghe vậy Bạch Bân có chút chần chờ nói. Nói đến đây hắn lại bỗng nhiên bổ sung trên một câu nói còn có, Thánh Hỏa Tông cái kia lão gia này, tựa hồ đã bế tử quan thành công. Thành công, vậy bọn họ Thánh Hỏa Tông, thật đúng là vận khí tốt ha. Nghe vậy lão giả kia chố mắt nhìn, chợt khẽ lắc đầu cảm thán lên, nói. Đây đúng là vận khí thật tốt quá. Dù sao trước đó, bọn họ ai cũng không cho là quân Đoạn Sơn lão gia hỏa kia, sẽ thành công. Có thể hắn hết lần này tới lần khác làm xong rồi. Bất quá theo hắn lại đem tin tức này vứt ở sau ót, nhìn về phía mình nhi tử chậm rãi nói ngươi đã nói những người đó đem Thánh Hỏa Tông cùng Khâu gia đều đắc tội, chỉ kia sợ hai phe này cũng không biết thiện bày làm huề đi. Dù sao nháo xảy ra nhân mạng. Đúng vậy, trước khi tới, ta đã nhận được tin tức, Thánh Hỏa Tông người tựa hồ đã lén tiếp xúc qua Khâu gia. Ba, chuyện này chúng ta muốn không nên nhúng tay. Nga, được rồi, còn có chuyện mà ta vừa đã quên nói. Ta nói tên kia hình như cũng đã bước vào nửa bước tiên thiên, hơn nữa, hắn còn tựa hồ cùng ta lớn bằng. Bạch Bân đột nhiên hình như nhớ tới cái gì, nói bổ sung. Giống như ngươi lớn tuổi. Nghe vậy lão giả kia lại lần nữa chố mắt nhìn, kỳ khàn khàn đôi mắt xẹt qua lau một cái quang hoa, tự lẩm bẩm thì ra là thế. Ta nói bọn họ thế nào đột nhiên lại nhô ra, nguyên lai là muốn khoe khoang cho chúng ta nhìn. Bất quá. Bọn họ lẽ nào đã quên hóa đạo ổ này không giảng đạo lý man nhân, hay là cho rằng đã có chỗ ỷ lại. Loại này chuyện hư hỏng mà Bạch gia chúng ta còn là đừng xâm hợp, dù sao cũng cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ cần bọn họ đừng ở trước mặt chúng ta đả sanh đả tử, tự quyền đương nhìn không thấy đi. Dù thế nào mấy năm nay, chết ở chúng ta Thiên Khuê phường thị ngoài cốc cũng không biết có bao nhiêu. Theo sát mà hắn lại mở miệng nói. Ta đã biết. Nghe vậy Bạch Bân gật đầu,
bỗng nhiên cười nói kỳ thực ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút tiểu tử kia, đến tột cùng từ đâu mà đến lo lắng, dám đồng thời đắc tội Thánh Hỏa Tông còn có Khâu gia. Mặc dù Thánh Hỏa Tông trước đây bất nhập lưu, nhưng bây giờ, lại tốt xấu cũng có một vị cổ vũ giả tiên thiên ra đời a. Thực sự là mặn cá đại xoay người. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy, có thể nói không chừng đuổi Minh 2-3 ngày, người tự nhận được tin tức. Thánh Hỏa Tông còn có Khâu gia người bị toàn diệt, toàn quân bị diệt. Lão giả kia cười đứng dậy, cư nhiên thu hồi cần câu chậm rãi ly khai ta đi tìm ra ra ngươi tâm sự. Cái này lĩnh nam núi lớn nội lại nhiều hơn một vị cổ vũ giả tiên thiên, hơn phân nửa bạch gia chúng ta lại được chuẩn bị một chút, dù sao, đây là truyền thống. Toàn quân bị diệt, ha ha, khả năng sao? Có thể Bạch Bân đang nghe cha mình câu nói đầu tiên, lại không hiểu trầm mặc, thất thần hồi lâu, lúc này mới đột nhiên lắc đầu, bật cười khanh khách. Hắn minh biết mình cha những lời này hiển nhiên là đùa giỡn, có thể vì sao, tổng cảm giác có dũng khí kỳ quái dự cảm đi. Chẳng lẽ, Thiên Khuê núi ở giữa Thiên Khuê phường thì tuy rằng chừng gần 100 mẫu nhiều như vậy đại, khu nhà san sát nối tiếp nhau, có thể bởi vì lần này tụ tập mà đến người chân thực nhiều lắm, lại thêm gốc rễ đến Bạch gia nhân khẩu sẽ không ít, cũng không thể đủ bảo chứng mọi người dừng chân. Vì vậy, làm đêm khuya dần dần đã tới sau. Không ít người ly khai náo nhiệt phường thị khu nhà, gần đây tìm kiếm thích hợp khu vực nghỉ ngơi lên. Cũng có một số ít người trực tiếp ly khai sương mù đặc trận pháp bao phủ khu vực, đi hướng vắng vẻ như băng lãnh cự thú đêm khuya thâm sơn đại trạch. Tổng huấn luyện viên, phía trước có tòa thạch động, xuyên toa ở vắng vẻ không tiếng động đêm khuya Thiên Khuê núi, đột nhiên Bùi đội trưởng chỉ vào phía trước nói. Chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa địa phương, chính là có một tòa thấp bé thạch động. Không giống như là dã thú, trái lại như là bởi vì kiến tạo. Chắc là vãng giới những người đó mở đi ra ngoài, mặc dù có chút cũ, bất quá chấp nhận một đêm cũng không vấn đề gì. Trần Phi quan sát thạch động liếc mắt, vừa cười vừa nói. Bất quá nghe vậy Bùi đội trưởng lại có chút nghi hoặc nói tổng huấn luyện viên, mấy người chúng ta cũng không có vấn đề, nhưng thật ra ngài. Bạch gia bên kia không phải nói đã vì chúng ta chuẩn bị cho tốt dừng chân sao. Nguyên lai bọn họ bản không cần như vậy chạy đến, tìm chỗ ở, bởi vì lấy bọn họ phi báo thân phận, Bạch gia bên kia đã đều cho bọn hắn chuẩn bị xong. Thế nhưng, Trần Phi lại không giải thích được cự tuyệt. Điều này làm cho hắn chân thực có chút không giải thích được. Bởi vì tuy nói bọn họ bình thường lúc thi hành nhiệm vụ, thường thường sẽ lộ túc hoang dã, thâm sơn đại trạch, vì vậy sớm đã thành thói quen tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh, tùy tiện ứng phó, chấp nhận một chút. Nhưng vấn đề là lấy Trần Phi thân phận, đường đường cổ vũ giả tiên thiên, bọn họ phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, như vậy, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Ta, nghe vậy Trần Phi nao nao, vô ý thức liếc mắt một cái phía sau mấy đạo âm lãnh ánh mắt tập trung bọn họ phương hướng, đột nhiên cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt, lướt qua một tia cười nhạt, nói ta có thể là vì đêm nay thật là tốt làm trò, mới ra ngoài. Trò hay. Nghe vậy Bùi đội trưởng nao nao, đang muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện Trần Phi đã nghiêng người sang đưa ngón tay đặt ở ngoài miệng, nhất thời và đem thốt ra nói bị hắn ngay tức khắc thu hồi, thức thời không nói một lời lên. Theo, bọn họ một chuyến 7-8 người liền xuất hiện ở cách đó không xa thạch động trong, hơi bắt đầu thu thập chuẩn bị lên. Mà Trần Phi cùng với Bùi đội trưởng nhưng thật ra không cần làm loại này việc nặng mà, chỉ thấy bọn họ đứng ở đó tọa thấp bé thạch động mặt trên. Ngưỡng nhìn nơi xa liên miên bất tuyệt hùng núi. Vắng vẻ đêm khuya lĩnh nam núi lớn, tựu thật giống như bị tự thiên khung hạ xuống bôi đen chướng đắp lại vậy, tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng không hiểu góc cạnh rõ ràng, khí thế khỏe mạnh, giống như một đầu phủ phục ở đêm khuya quái vật lớn băng lãnh cự thú, lẳng lặng thổ lộ theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí, làm cho cảm giác được thật sâu kính nể. Bất quá đây cũng là trong mắt thế nhân cảm thụ, cùng Trần Phi lúc này đều nhìn thấy hơi chút có chút không giống. Thật là đáng sợ địa mạch, chỉ thấy hắn vì hơi híp mắt quan sát đến xa xôi chỗ san sát nối tiếp nhau, cũng sắp lăng tiêu thẳng đứng ngàn nhận hùng vĩ, cư nhiên không hiểu trong lòng lại có một loại trầm thấp gào thét thú minh đang vang vọng, xé rách theo nội tâm của hắn. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối không là cái gì ảo giác, mà là rất có thể tại đây gần nghìn trong lĩnh nam núi lớn ở chỗ sâu trong, có thể chôn giấu vật gì vậy. Bởi vì cái loại này tự địa mạch ở chỗ sâu trong bay lên thảm liệt khí tức. Khi hắn loại này thuần khiết người tu chân trong mắt là rất khó khăn ẩn núp. Thật giống như, từ thời cổ đại đến nay. Nói thật đi,
nói rất khó tưởng tượng ở hôm nay cái này công nghệ cao tung hoành thời đại, lại còn giống như cái này tràn ngập cũ kỹ hơi thở hoang dã dãy núi tồn tại, hơn nữa còn là kéo gần nghìn trong. Nhìn phiến vắng vẻ đêm tối dưới liên miên bất tuyệt to lớn dãy núi, Trần Phi khẽ lắc đầu cảm thán nói. Lại nói tiếp, đây là hắn lần đầu tiên tới cái này cái gọi là lĩnh nam núi lớn, thế mà để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên, lại thực sự không bình thường a. Làm ta Hoa Hạ đại địa lên tiếng danh truyền xa tam đại kỳ sơn một trong, cái này lĩnh nam núi lớn quả thật có rất nhiều chỗ độc đáo. Có người nói từ xưa thời gian chúng ta Hoa Hạ võ đạo văn học hưng thịnh ngày khởi, cái này lĩnh nam núi lớn, vẫn là phía nam võ lâm trong một viên tối sáng chói minh châu, không có một trong. Thậm chí đến bây giờ, tại nơi xa xôi núi lớn ở chỗ sâu trong, cũng còn cất giấu tính bất tận bảo tàng cùng cơ duyên. Đợi người hậu thế che già măng mọc đi thăm dò. Quả thực rất không bình thường. Bùi đội trưởng cũng không nhìn được khẽ gật đầu, nếu có một tia cảm thán nói. Không lâu sau, Lam Thạch Động đã bị phi báo thành viên sửa sang lại. Lửa trại bốc lên, nhàn nhạt hỏa quang bị xua tan theo hắc ám. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, ta một người tại đây gác đêm là được. Bất quá ghi nhớ kỹ, đừng thả lỏng cảnh giác, bởi vì có lẽ sẽ có chuyện đùa mà gần phát sinh. Lửa trại tỏa ra Trần Phi trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn như có như không cười nói. Bởi vì có lẽ sẽ có chuyện đùa mà gần phát sinh. Nghe vậy vô luận là Bùi đội trưởng hay hoặc là này phi báo thành viên cũng hơi biến sắc, chợt trên mặt thần sắc từ từ trịnh trọng lên. Bởi vì, bọn họ nghe rõ. Như vậy lại qua chưa tới nửa giờ sau, cự ly thạch động cách đó không xa một gốc cây trên đại thụ che trời, mấy đạo cả người sát khí đằng đằng bóng đen, quỷ dị giống như u linh xuất hiện. Khiến ngồi xếp bằng ở thạch động ở ngoài gác đêm Trần Phi hơi mắt lườm một cái, khóe miệng câu lạc rốt cục bỏ được hiện thân. Tuyết huynh đều chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, dường như u linh bóng đen một người trong đó xốc lên hắc bào trên mũ, lộ ra một trương già nua mà lại âm xâm xâm khuôn mặt. Người này cư nhiên không là người khác, chính là vị kia Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng. Chỉ thấy kỳ giọng nói lành lạnh hỏi. Khâu Đồng trưởng lão xin yên tâm, đã đều bị chuẩn bị thỏa đáng. Đêm nay, lượng tiểu tử kia có chắp cánh cũng không thể bay. Ở sau đó phương một vị đồng dạng cả người khí chất sẵng giọng còng xuống thân ảnh hồi đáp. Cùng lúc đó cũng đem tựa đầu trên đầu mũ xốc lên, lộ ra một trương như chết héo vỏ cây vậy nếp uốn răng đầy khuôn mặt. Người này không phải là so với người, chính là vị kia Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên cường giả Tuyết họ lão giả. Không nghĩ tới, hai người bọn họ nhà đều thực sự liên hợp ở cùng một chỗ. Vậy động thủ đi. Để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân hơi liota một chút đầu lưỡi, âm lãnh dâng lên. Vâng, tiếng nói vừa dứt, tự phía sau hắn ngay tức khắc vang dội kình phong xé rách thanh âm, sau đó khí lãng cổ đáng gian, cư nhiên lại có năm đạo bóng đen nổ bắn ra ra. Bọn họ toàn thân tràn ngập làm cho sát khí, giống như là trong đêm đen đến đây lấy mạng tử thần vậy, lặng yên không hơi thở lược ra, khiến da đầu tê dại, cực sợ. Thấy tình cảnh này, dù là Tuyết họ lão giả loại này Thánh Hỏa Tông tân tấn nửa bước tiên thiên cường giả, cũng không nhịn được kỳ khàn khàn đôi mắt hơi lộ ra lau một cái kiêng kỵ, tự tiếu phi tiếu thở dài nói không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Khâu gia ảnh vệ quân, hôm nay gặp, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Cứ nghe, Khâu gia tư để hạ có một không thấy được ánh sáng đáng sợ hắc ám tổ chức, tên là ảnh vệ quân, 5 người một đội, chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên tồn tại mới có tư cách tuyên truyền. Chính mình ngăn chặn nửa bước tiên thiên cường giả thực lực, thập phần đáng sợ. Mà ngày hôm nay sở kiến, cũng quả thực không làm hắn Tuyết mẫu người thất vọng a. Bởi vì ngay cả hắn, đường đường nửa bước tiên thiên cường giả, đều ở đây đối phương năm người kia trên người cảm giác được lau một cái khôn kể nguy hiểm rung động, mà cái này, cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Đó là tự nhiên. Nghe vậy Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng cười ngạo nghễ. Chợt ánh mắt âm trầm nhìn cái hướng kia, châm chọc nói phi báo mấy người kia quả thực khó đối phó, có chút thực lực, vì vậy ta ngay cả đêm thông chi gia tộc điều tới một đội ảnh vệ quân, như vậy, tiểu tử kia coi như là thông thiên bản lĩnh, cũng có chắp cánh cũng không thể bay, người nói là đi. Khâu quân trưởng lão, nói hắn cư nhiên đem mâu quang hướng phía sau quét tới, mà ở nơi này, trong bóng tối, có một vị tay cầm hắc sắc trường đao toái phát trung niên nam tử. Chính một chương đao tước phủ khắc quốc tự mặt to trên nhộn nhạo lau một cái âm hàn. Cũng đang nhiều hứng thú rét căm căm cười. Rất thú vị tuổi nhỏ người, không phải sao?
Cái này cư nhiên bất ngờ lại là một vị cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cường giả, hơn nữa cả người cái loại này âm hàn, ẩm ướt khí tức, cường đến đáng sợ. Đen kịt vắng vẻ thạch động ở ngoài, Trần Phi mặt không thay đổi nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt quang thải, chỉ tiếc nhục nhãn phàm thai nhưng không cách nào thấy. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên mở mắt ra nhẹ di một tiếng, sau đó một bàn tay chẳng biết lúc nào lại dịch chuyển đến trước mặt, mà ở hắn lòng bàn tay trong lúc đó, giờ này khắc này, bất ngờ đã nhiều hơn một thanh lóe u quang ngắn mũi tên. Thúc dục độc. Ai? Lăn ra đây cho ta. Nhất thời từ Trần Phi phía sau thạch động nội phát sinh Bùi đội trưởng quát chói tai thanh. Ngay sau đó năm sáu đạo bóng đen nhanh chóng hiện thân. Nguyên lai bọn họ trước đang nghe Trần Phi nói sau, dĩ nhiên kỳ thực cũng không có ngủ, mà là vẻn vẹn dựa vào sự giãn ra cạn độ nghỉ ngơi, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền lập tức không chút do dự vọt ra. Là các ngươi, mà ở nhìn thấy Bùi đội trưởng đám người sự xuất hiện của ngươi, từ đen kịt cây trong rừng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Theo sát mà liền có 5 người chậm rãi xuất hiện. Là các ngươi, mà ở nhìn thấy 5 người kia, vô luận là Bùi đội trưởng hay hoặc là kỳ sau lưng phi báo tinh anh, cũng không từ theo bản năng thần sắc hơi đổi đổi, chợt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Rất hiển nhiên, bọn họ song phương tựa hồ là quen biết đã lâu, đều biết. Ha ha! Kèm theo cùng Bùi đội trưởng chào hỏi hắc bào nhân âm xâm xâm cười nhạt vang lên, nhất thời kỳ phía sau có 3 đạo làm người sợ hãi thân ảnh. Chậm rãi xuất hiện, từng bước một đi tới, như phong bạo xé rách không khí trầm muộn vậy, làm cho lấy to lớn trùng kích cùng áp lực. Cũng khiến Bùi đội trưởng đám người vô ý thức thần sắc đột biến, ngực khó chịu. Bởi vì 3 người kia quanh thân, bất ngờ nhộn nhạo có thể nói đáng sợ kình khí ba động. Bọn họ, rõ ràng là 3 vị nửa bước tiên thiên. Thanh niên nhân, biệt lai vô dạng đi, còn nhớ rõ ta trước cho ngươi đã nói sao? Thánh Hỏa Tông Tuyết họ lão giả mặt mang nụ cười nhìn Trần Phi, chỉ là nụ cười kia, làm thế nào xem đều có chút âm trầm cùng dữ tợn a. Phải, 3 gã nửa bước tiên thiên, nguyên lai đây chính là các ngươi dựa. Trần Phi ánh mắt đảo qua 3 đạo thân ảnh, khóe miệng hơi cong lại. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ lấy ra chút cái gì dáng dấp giống như đội hình, nào biết kết quả, cũng liền 3 gã nửa bước tiên thiên. Ai? Tựa hồ có chút coi trọng a. Tiểu tử, thoạt nhìn, người không sợ ta. Ngay Trần Phi nội tâm đã có một chút phi thất vọng, từ Thánh Hỏa Tông Tuyết họ sau lưng lão giả đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười. Chỉ thấy cầm trong tay hắc sắc trường đao trung niên nam tử chậm rãi về phía trước, khỏe mạnh thân thể, trên mặt mũi âm lãnh ngạo nghễ dáng tươi cười, cộng thêm chừng 1 thước 8, 9 cái đầu, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi làm trò ngược vậy mở miệng nói. Sợ ngươi, ta cái gì phải sợ ngươi? Nghe vậy thấy thế Trần Phi khẽ ngẩng đầu, nhìn đối phương khẽ cau mày nói. Trên thực tế, hắn cũng không thích loại này ngưỡng vọng người khác tư thái, trong lòng cảm giác không quá thoải mái. Vì sao? Ha ha, ngươi xem một chút người phía sau, chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy tay kia cầm hắc sắc trường đao nam tử khôi ngô ngẩn ra, như là nghe được cái gì tốt cười trò cười, hơi cười lạnh, sau đó cư nhiên chỉ vào Trần Phi sau lưng Bùi đội trưởng đám người. Vẻ mặt làm trò ngược nói. Ta người phía sau, nghe vậy Trần Phi chân mày nhíu lợi hại hơn, theo sát mà vô ý thức hướng phía sau nghiêng đầu. Lướt qua, lại phát hiện, Bùi đội trưởng cùng với mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên, chẳng biết lúc nào, sắc mặt lại có một ít kịch biến lên. Trần đội, hắn là Khâu Quân. Khâu gia Khâu Quân. Chỉ thấy Bùi đội trưởng cái trán lại có một ít đổ mồ hôi mở miệng nói, nhìn tay kia cầm hắc đao nam tử thần sắc kinh khủng. Bởi vì, này Khâu Quân, đây chính là một vị truyền kỳ nhân vật đáng sợ. Làm nửa bước tiên thiên cảnh giới đỉnh phong hắn, tại đây lĩnh nam núi lớn nội, thậm chí toàn bộ phía nam võ lâm, đều chính mình tiếng tăm lừng lẫy thanh uy. Hơn nữa hắn đã từng còn sáng tạo ra nhất kiện đáng sợ chiến tích, đó chính là từng tự mình chém giết quá một vị cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả. Tuy rằng vị kia vẻn vẹn chỉ là mới vào cái cảnh giới kia, có thể cái này cũng không ảnh hưởng lúc đó toàn bộ phía nam, thậm chí toàn bộ hoa hạ vòng tròn nội cổ vũ giả các, đều cảm giác sợ hãi, cùng với xôi trào. Dù sao cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, loại trình độ đó không có thể như vậy đùa giỡn, coi như là phóng nhãn toàn quốc, có thể có mấy người. Có thể bây giờ lại bị thấp nó một tầng thứ người nào đó cho làm thịt, đây tuyệt đối là đủ để chấn động lòng người đại sự món. Vì vậy từ đó về sau,
có người đem Khâu Quân Dự Vi là hoàng xà núi Khâu gia không thể tranh cãi đệ tam lão tổ, ông vua không ngai. Không, không nghĩ tới Khâu gia đưa hắn đều mời tới. Ở Trần Phi bên tai giảng giải ra đối phương vị kia liên tiếp đáng sợ sự tích sau, dù là Bùi đội trưởng biết rõ Trần Phi chân chính nội tình, cũng mặc cho nhưng mà nhìn không được vô ý thức gian nan nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không có, đối phương Khâu gia cư nhiên phái ra cái này đám nhân vật đích thân đến. Cùng vị kia so với, trước xuất hiện 5 cái Khâu gia ảnh vệ quân tiểu đội, đều hoàn toàn thiếu xem. Hiện tại biết lợi hại. Mà ở nhìn thấy Bùi đội trưởng cùng với phi báo tinh anh thành viên sắc mặt kinh khủng, run rẩy dung nhan, Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng lành lạnh cười, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi ngạo mạn. Phải biết rằng hắn mặc dù có thể đủ đem vị này bọn họ Khâu gia ông vua không ngai mời tới, hoàn toàn là bởi vì trước Trần Phi giết chết Khâu Quang Minh, cùng hắn có họ hàng gần quan hệ. Vì vậy lúc này đây, vô luận là Trần Phi lại làm sao cuồng vọng, chỉ sợ cũng tất nhiên chỉ có một con đường chết. Sẽ chết không có chỗ chôn. Ngu không ai bằng tiểu bối. Thật cho rằng hơi có ít ngày tư, là có thể tùy ý làm bậy. Hôm nay, yên tĩnh này hoang sơn dã lĩnh, liền đem là của ngươi chôn xương nơi. Mà Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả thần sắc giống vậy ngạo nghễ cười nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhãn thần nếu có hung quang tràn ngập. Phải. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên hăng hái bừng bừng nở nụ cười, một bên hoạt động gân cốt. Vừa cười mở miệng nói nguyên tưởng rằng chỉ là một hồi không thú vị trò chơi. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ hơi chút có thể có một chút ý tứ a. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Nghe vậy cầm trong tay hắc sắc trường đao Khâu Quân đôi mắt hơi co lại, cả người khí tức lãnh lệ. Nếu không ngươi cho là ni. Nghe vậy Trần Phi cuối cùng hoạt động một chút cổ tay các đốt ngón tay. Bỗng cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia cây Ethiota người phong mang, ôm lấy khóe miệng nhìn thẳng đối phương cặp kia từ từ nổi lên khởi hàn ý con ngươi, thản nhiên nói lẽ nào ngươi sẽ không thật cho rằng, tùy tùy tiện tiện nhô ra người nào, ta Trần Phi, phải sợ. Lời vừa nói ra, vô luận là Bùi đội trưởng đám người hay hoặc là Khâu gia này ảnh vệ quân thành viên đều chợt biến sắc. Thậm chí ngay cả Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả cùng với Khâu gia Khâu Đồng Khâu trưởng lão đều giống nhau. Bởi vì bọn họ đã từ bây giờ Trần Phi trên người, cảm giác được một cây Ethiota người bá khí, ở chấn động bốc lên. Điều này làm hắn Khâu Quân Xương Hàn đôi mắt hung hăng vừa nhíu. Thực sự là làm người ta ghét tự tin a. Động thủ, giết, tiếp, một đạo tràn đầy kiệt ngạo cùng lạnh lùng lạnh giọng. Từ tay kia cầm trường đao Khâu gia trung niên nhân Khâu gia trong miệng truyền ra, nhất thời lau một cái hàn mang cắt không khí, một thanh hắc sắc đáng sợ trường đao hướng về Trần Phi kéo giết mà đến, dắt cuốn khủng bố làm người ta kinh úy chấn động cùng với âm lãnh, ẩm ướt khí tức, phô thiên cái địa sát khí nhất thời đem Trần Phi điên cuồng bao phủ lại. Thấy tình cảnh này, đứng ở kỳ sau lưng Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng, cùng với Thánh Hỏa Tông này nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả tất cả thần sắc dữ tợn cười lạnh cười. Chợt thân ảnh nhất tề bạo ngược ra, sát khí bốc lên, cực nóng cùng âm lãnh chạy song song với, giết hướng Trần Phi, uy thế khủng bố tới cực điểm. Xem ra chúng ta cũng phải hảo hảo đấu đấu. Gặp tình huống như vậy, Khâu gia ảnh vệ quân thủ lĩnh nhân vật âm trầm Eliota môi một cái, xuất lĩnh thủ hạ đem muốn trợ giúp Trần Phi Bùi đội trưởng đám người ngăn lại, song phương chiến làm một đoàn. Siêu, siêu, siêu. Theo sát mà sau một khắc. Một đạo đỏ ngầu thân ảnh hoành lược đi ra ngoài, lái về phía viễn phương. Kỳ phía sau ba đạo sát khí đằng đằng bóng đen lập tức đuổi theo ra đi, theo đuổi không bỏ. Nhất thời quanh mình không khí như là bị mãnh liệt lôi kéo ra mấy đạo chấn động vết rách, kéo dài không tiêu tan. Tiểu tử, người đã như vậy tự tin, vì sao hiện tại lại muốn chạy trốn chạy? Cầm trong tay hắc sắc trường đao Khâu gia trung niên nhân mặt mang châm chọc, cười lạnh nói. Nhất thời từ Thánh Hỏa Tông tuyết họ lão giả trong miệng phát sinh càn rỡ tiếng cười to, còn một mặt thổi phồng lên, nói còn không phải là bởi vì sợ. Chỉ bằng hắn chính là một người, lại có thể ở Khâu Quân Khâu trưởng lão trong tay ngươi, nhấc lên sóng gió gì. Tiểu tử, hôm nay ta tuyết mẫu người chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn, để tiết mối hận trong lòng của ta. Ngay sau đó hắn lại giữ tợn vạn phần nói. Phải. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Hơi lộ ra một tia làm người ta rung động hàn mang. Chợt, chỉ thấy thân hình mạnh một trầu,
sau đó một tay lại ném ra một tiểu xuyến tương tự với hỏa tinh phát quang vật, hạ xuống mặt đất. Lại theo sát mà, mọi người dưới chân bỗng nhiên lao ra lau một cái làm cho ba động, lại điên cuồng đem thân thể của bọn họ, bao phủ. Đây là trận pháp, lẽ nào Bạch gia người đã ở? Thấy tình cảnh này nhất thời Khâu Quân đám ba người con ngươi mạnh co rụt lại, theo sát mà vô ý thức thân hình mạnh rút lui, kinh hô thành tiếng. Bởi vì lúc này, đang lúc bọn hắn trước mặt đã xây dựng ra một tòa cực nóng huyền môn trận pháp. Chứa nhiều tràn đầy cường liệt cực nóng vũ khí tràn ngập ra, dường như thao thao bất tuyệt sông, đưa bọn họ lúc này chỗ ở khu vực bao phủ. Ngươi lại còn sẽ bực này huyền môn thủ đoạn. Một lát sau, hãm sâu ở trích sương mù nóng bao phủ bên trong khu vực, dù là Khâu Quân bực này ông vua không ngai nhân vật cũng không khỏi vô ý thức cái trán xuất mồ hôi, hướng về tứ phương giữ tợn quát. Lẽ nào tự cho phép các ngươi lấy ba đánh một, không được ta thử xem lính mới đoạn sao? Thành thật ở bên trong này đợi đi, ba người các ngươi, đêm nay ta sẽ lần lượt thu thập. Trần Phi lãnh đạm thanh âm mạnh vậy, sương mù đặc nhất thời liền đem Khâu Quân thân ảnh bao phủ lên, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, ba động thật lớn. Ngươi! Cùng lúc đó, Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng, cùng với Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả còn cũng không có bị sương mù đặc bao phủ, mà là sắc mặt tái xanh nhìn một màn này, không nghĩ tới Trần Phi ngoại trừ tu vi đi đến nửa bước tiên thiên ở ngoài, lại còn hiểu được loại này huyền diệu vô cùng huyền môn trận đạo. Phải biết rằng, coi như là bọn họ toàn bộ Hoa Hạ vòng tròn nội, có thể hiểu được như vậy thủ đoạn gia tộc hoặc thế lực, một tay đều tính tới a. Hắn không phải là phi báo người sao? Làm sao sẽ? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên trong lòng trở nên càng thêm sợ hãi càng thêm sợ lên. Bởi vì đối phương Trần Phi trẻ tuổi như vậy niên kỷ linh, lại có thể đi đến như vậy thành tựu kinh người, nửa bước tiên thiên, huyền môn trận đạo. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây tuyệt đối đủ để xưng là ngạo thị võ lâm kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Mà người như thế, hoặc là đánh từ vừa mới bắt đầu thì không thể đắc tội. Hoặc là, phải trảm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt, khi hắn lớn lên trước nhất định phải đem bóp chết rơi. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Động thủ, chúng ta cùng nhau giết hắn. Hắn chỉ có một người. Theo sát mà từ trong cơ thể hắn bộc phát ra mãnh liệt kinh khí, già nua đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi dữ tợn nói. Nghe vậy, Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả thần sắc giống vậy âm lãnh, cư nhiên không nói được một lời trực tiếp động thủ. Cầm trong tay kỳ môn binh khí Thánh Hỏa Lệnh Hoành Gọt, lau một cái đáng sợ lửa sóng xoay quanh ra, cực nóng cương mãnh, xé rách Trần Phi đầu. Nói các ngươi lưỡng thật cho rằng chỉ bằng các ngươi, có thể giết ta. Trần Phi thấy thế vẻn vẹn chỉ là cười nhạt tránh sang một bên, tự tiếu phi tiếu nói. Nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng không khỏi vô ý thức con ngươi co rụt lại, chợt khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái lệ quang, nói chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho ta biết. Người còn bài chưa lật, không chỉ có món này. Tân quả, chúc mừng ngươi đáp đúng. Trần Phi đánh một cái búng tay. Mở cái gì chơi, nhất thời Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng nét mặt già nua lộ ra một tia sai lầm vẻ, lớn tiếng vừa quát. Hắn đương nhiên cho rằng Trần Phi đây là đang nói bậy, bởi vì tuyệt không có khả năng này. Có thể giữa lúc tiếp theo xiếp, hắn khóe mắt đột nhiên phiết đến Trần Phi trong lòng bàn tay. Lại vô hình chẳng biết lúc nào đột ngột trôi khởi bốn chuôi thiêu đốt hừng hực hỏa diễm viêm kiếm lúc, hắn đôi mắt lại chợt trở nên kinh hãi gần chết lên. Trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Nhân, bởi vì hắn từ bốn đem chính hừng hực thiêu đốt viêm kiếm trong, cảm nhận được hắn căn bản không cách nào ngăn cản khí tức hủy diệt. Tốt, như tuyệt vọng vậy. Cổ vũ giả tiên thiên. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn một màn này, cơ hồ là từ hàm răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Mắt của hắn ra điên cuồng run run, thậm chí nguyên bản gương mặt già nua kia phía trên cuộn trào mãnh liệt sát ý, đều vào thời khắc này từ từ lờ mờ, vô lực lên. Sau cùng, cả người hắn đều trở nên tuyệt vọng. Bởi vì, đây chính là, thế nhưng cổ vũ giả tiên thiên A. Mà không chỉ là vị kia Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng cảm giác được tuyệt vọng, còn có so với hắn giờ này khắc này càng tuyệt vọng, đó chính là vị kia Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả. Bởi vì kỳ hiện tại đã nhanh vào tới Trần Phi trước mặt, có thể bay bổng ở Trần Phi trong miệng bốn chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm bẻ gãy nghiền nát lực, lại làm hắn cả người như là phát điên vậy run, hoàn toàn khó đè nén chế. Không, vậy làm sao? Tuyết họ lão giả đôi mắt tràn ngập sợ hãi,
sau đó ra đầu rồi đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt kế tiếp. Hắn điên cuồng lui về phía sau. Muốn chạy. Có thể đáp lại hắn nhưng dần dần chỉ là một đạo bình thản khẽ giơ lên ngữ điệu. Theo chỉ thấy đến Trần Phi trong tay bốn chuôi hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí mạnh run lên, cư nhiên trống rỗng quét mấy tiếng tiêu thất, chỉ để lại không khí hơi còn quanh quẩn cực nóng khí tức. Tiếp theo xiếp, bốn chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ xuất hiện ở Tuyết Họ lão giả đỉnh đầu tứ phương. Trong sát na năng lượng kinh khủng nhất thời đem bao phủ cầm cố ở, trực tiếp làm cho người sau khuôn mặt trên hiện lên lau một cái vẻ sợ hãi. Cái này một chốc, nó tựa hồ đã là ngửi được mùi vị của tử vong. Tất cả nói, thật đã cho ta sợ các ngươi. Trần Phi thần sắc bình thản nhìn một màn này, cái loại này đương nhiên giọng cho ra đầu tạc mau. Nhất là Khâu Đồng một gương mặt già nua thần sắc đều trắng bệch, cả người chiến cái liên tục. Muốn, phải biết rằng bọn họ giàu gì cũng là nửa bước tiên thiên, có thể ở Trần Phi như vậy miệt thị giọng trong, nhưng thật giống như, liên phổ thông trẻ con cũng không bằng sao. Không muốn. Xin lỗi. Nhưng ngay khi tiếp, hắn cũng đã không nhàn hạ muốn nhiều như vậy. Bởi vì trong nháy mắt màng nhĩ của hắn đồng thời tiếp thu đến một tiếng thảm thiết gào thét, cùng với một tiếng bình thản hô quát. Theo sát mà, hắn gặp được đã biết suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Trần Phi bình thản giọng nói hạ xuống trong nháy mắt, xoay quanh ở Tuyết Họ lão giả đỉnh đầu tứ phương tam dương chân hỏa kiếm khí bỗng nhiên run lên, sau đó liền cư nhiên dường như hỏa diễm lưu tinh rơi vậy, bao phủ tất cả, cũng che mất tất cả, dưới một chốc, liền vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Tuyết Họ lão giả trên thân hình tứ đại chí mạng bộ vị đầu, trái tim, đan điền, cái cổ. Lại sau, dầm một tiếng đến cùng tiếng vang lên. Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng đã hoảng sợ phát hiện, nguyên bản cùng hắn một phe trong cuộc sống nửa bước tiên thiên Tuyết Họ lão giả, giờ này khắc này, đã hóa thành một câu hừng hực thiêu đốt thi thể, dầm một tiếng ngã xuống lá khô khắp nơi trên đất, mất đi tất cả sinh cơ. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi tại sao có thể là cổ vũ giả tiên thiên? Thấy tình cảnh này, Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng chỉ cảm giác mình chân đều mềm nhũn, cả trương lão mặt trên cảm xúc phức tạp, tịnh vô ích tới cực điểm. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, bằng chừng ấy tuổi Trần Phi, lại là một vị đường đường chính chính cổ vũ giả tiên thiên. Càng trọng yếu là, mặc dù là cổ vũ giả tiên thiên, cũng không có khả năng mạnh như vậy đi. Dù sao Thánh Hỏa Tông vị kia Tuyết Họ lão giả, tốt xấu cùng hắn chính là một vị nửa bước tiên thiên. Coi như cùng cái cảnh giới kia chênh lệch khoảng cách, cũng có thể đính thiên, cũng chính là hoàn chỉnh, nhưng không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện, tự nghiền ép như vậy triệt để, một kích chí mạng đi. Chẳng lẽ nói, đột nhiên Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng con ngươi mạnh cứng đờ, trong lòng hiện ra một loại khó có thể tin ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, hắn so với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, còn mạnh hơn. Làm một người hoàn toàn đánh mất tín niệm sau. Dĩ nhiên là càng trở nên tốt sắp xếp rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu vẻn vẹn chỉ là nửa bước tiên thiên tả hữu trình độ, đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói, khác biệt kỳ thực cũng không lớn. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia tinh mang, sau đó thân hình khẽ động, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền lại có một cổ thi thể ngăn cản ở trước mặt hắn, bị rào rạt tam dương chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Quả nhiên còn là quá khi dễ người a, kém quá cách xa, mà ở làm xong đây hết thảy sau, Trần Phi không mặt hơi lắc đầu, tự lẩm bẩm. Trên thực tế lấy hắn hiện thực lực hôm nay, đã ngưng tụ ra đạo thứ tư tam dương chân hỏa kiếm khí, nghiêm chỉnh mà nói, đã đủ để cùng luyện khí ngũ trọng hoặc là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ lực lượng ngang nhau. Chớ nói chi là cái này tam dương chân hỏa kiếm khí còn là người tu chân thủ đoạn, ở phẩm chất trên đã vượt ra khỏi cổ vũ giả trong cơ thể kình khí một mảng lớn. Vì vậy đây quả thực hãy cùng khi dễ người không khác nhau, bởi vì kém thật quá cách xa. Bất quá ta trận pháp này tựa hồ rất vô dụng a, cứ như vậy một hồi thời gian. Cư nhiên đều phải bị hắn triệt để phá hủy sao? Theo Trần Phi lại nhìn lướt qua gần phá thành mảnh nhỏ trận pháp, khẽ lắc đầu cười cười. Trên thực tế từ mấy tháng trước khởi, hắn cũng đã hữu ý vô ý bắt đầu tự học, huyền môn trận pháp. Tôi mới đầu là nghĩ có ý tứ, chơi thật khá. Càng về sau tác chậm rãi diễn biến thành muốn càng nhiều tăng một kỹ, để mà tăng cường mình nội tình, bàng thân. Vì vậy đây mới là trước hắn liếc mắt là có thể nhìn ra Thiên Khuê phường thị phía ngoài này sương mù đặc, là huyền môn trận pháp nguyên do.
bởi vì hắn mình cũng ở học tập phương diện này gì đó, hơn nữa, tựa hồ tạo nghệ đã không kém. Quên đi, khảo nghiệm cũng không xê xích gì nhiều. Chặt tiếp theo liền thấy Trần Phi lại hơi nỉ non một tiếng, chợt phung tay lên, chỉ thấy tràn ngập vắng vẻ đêm tối chói mắt cực nóng sương mù đặc, cư nhiên trong khoảnh khắc tiêu tán hoàn toàn không có. Mà nhìn nữa sương mù đặc tiêu tán địa phương, nguyên bản tư thái ngẩng cao, được khen là Khâu gia ông vua không ngai, đệ tam lão tổ Khâu Quân, lúc này từ lâu trở nên dị thường chật vật, toàn thân y phục rách nát, khắp nơi đều có thể thấy nhiệt độ cao lưu lại làm cho vết tích, huyết nhục đỏ bừng, dị thường bắt mắt. Ngươi, nhìn một màn này Khâu gia răng đều thiếu chút nữa cắn, một là bầu không khí ở Trần Phi dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn, hai là hắn kỳ thực cũng không nhịn được nội tâm có chút hoảng sợ. Bởi vì coi như hắn vừa rồi đều đã thiếu chút nữa đánh vỡ Trần Phi bày ra tòa trận pháp này, thế nhưng, hắn hiện tại cũng đã kiệt sức. Chẳng lẽ tiểu tử này, chỉ dựa vào huyền môn trận pháp loại thủ đoạn này, tự có thể có được đủ để sánh ngang cổ vũ giả tiên thiên thực lực. Có thể hắn năm nay mới bay lớn a, loại sự tình này mà, làm sao có thể? Bọn họ đâu, người đem bọn họ ra sao? Bất quá tiếp hắn lại không rãnh công phu cân nhắc những. Này, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện cùng hắn đang mà đến hai người khác, cư nhiên, thì đã không thấy. Điều này làm hắn nhất thời con ngươi co rụt lại, da đầu nổ tung lên, lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt nhìn không được hiện ra thật sâu rung chuyển. Tiểu tử này! Hắn, đến tột cùng làm cái gì? Ngươi là ở hỏi bọn hắn sao? Xin lỗi, hình như bọn họ cũng chưa kịp chờ ngươi, đã bước tiếp theo luân hồi địa phủ đi. Trần Phi chỉ vào cách đó không xa Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả, cùng với Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng, hai người bọn họ đã bị đốt trọi thi thể, lãnh đạm mở miệng nói. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, hắn chắc là sẽ không cũng lười đi dưới loại này tử thủ, nhưng bây giờ ai kêu những người này như thế chăng biết điều, đều không quá một ngày, suốt đêm đã nghĩ đến đưa hắn vào chỗ chết. Nói hắn cũng không phải bùn bóp, há có thể không có mấy phần lệ khí. Rồi hãy nói, bùn Bồ Tát cũng có ba phần lửa, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, dù là vi được khen là Khâu gia ông vua không ngai được Khâu Quân, từng chân chính chém giết quá một vị cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đi, lúc này cũng không nhịn được cả người chợt run lên, theo sát mà liền như là bị đạp cái đuôi mèo vậy, thần sắc chợt biến lên, trong lòng rất có một tên là hoảng sợ tâm tình, ở leo lên phía trên. Muốn! Phải biết rằng hắn bị nhốt ở huyền môn trận pháp trong, tối đa cũng liền mới vài phút. Nhưng ngay khi cái này mấy phút trong, lại cư nhiên có chừng hai vị nửa bước tiên thiên bị người trẻ tuổi kia xóa bỏ. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Bởi vì coi như là chân chánh cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, cũng không thấy có thể làm được loại sự tình này mà đi. Dù sao thời gian thực sự quá có hạn, huống hồ nửa bước tiên thiên, cũng không phải thật như vậy hề yếu vô lực. T. Nghĩ đến đây, dù là Khâu Quân loại này thanh danh lan xa hung nhân cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Ở sâu trong nội tâm, từ từ bị một màn kia tên là hoảng sợ tâm tình, triệt để bao phủ. Đúng, xin lỗi, tiền bối, ta biết sai lầm rồi, van cầu ngươi, buông tha ta. Khổng lồ áp lực rốt cục khiến cho hắn nhận rõ ràng hiện thực, minh bạch Trần Phi là cái loại này hắn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng siêu cấp quái vật. Lập tức chỉ thấy hắn gây sự chú ý lôi kéo đầu, mặt không có chút máu cầu xin tha thứ. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, ở tuyệt đối kinh khủng vũ lực trước mặt, hắn về điểm này cái gọi là thực lực cái gọi là hung uy, hoàn toàn chính là cái rắm. Không đáng giá nhắc tới. Về phần hắn sau lưng Khâu gia, nói đùa, loại này có thể nói kinh tài tuyệt diễm quái vật, sẽ đem chính là một cái Khâu gia không coi vào đâu. Buông tha ngươi. Mà đang nghe lời của đối phương, Trần Phi tự tiếu phi tiếu, lãnh đạm nói đêm nay ba người các ngươi cùng đi giết ta, mà bây giờ, hai người bọn họ chết, ngươi lại muốn cho ta buông tha ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy có chút không công bình sao? Nghe vậy Khâu gia đao tước phủ khắc khuôn mặt hơi cứng đờ, cư nhiên phát thông một tiếng quỳ rạp trên đất, nói tiền bối, ta với ngươi không oán không cừu, hơn nữa trước cũng hoàn toàn không biết thân phận của ngươi. Có thể ngươi cũng Khâu gia người. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đem cắt đứt, có chút lãnh đạm chậm rãi nói ta hiện tại giết các ngươi Khâu gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đánh dụng hàm răng đã qua trong bụng nuốt? Xin nhờ, ta cũng không ngu như vậy, hơn nữa cũng không quen bản thân cho mình lưu phiền phức, hiểu không?
Nghe vậy Khâu Gia toàn bộ cái trán giọt mồ hôi toàn bộ dũng mãnh tiến ra, thần sắc trắng bệch, minh bạch Trần Phi lấy như vậy giọng nói lời nói ra, không có thể như vậy đang cùng hắn nói đùa. Thế nhưng, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, tự phế võ công, ta lưu ngươi một con đường sống. Hai, ta tự mình xuất thủ đưa ngươi lên đường. Nhưng ngay khi vẫn còn rơi vào dãy giụa, Trần Phi lãnh đạm thanh âm đã khi hắn bên tai vang lên, làm hắn cả người một cái kích động. Không, ta nguyện ý quy thuận, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, thêm vào phi báo, xin tiền bối niệm và vãn bối tập võ không dễ, mở một mặt lưới, tha ta lúc này đây. Theo sát mà hắn cư nhiên như thế nói rằng, cư nhiên nguyện ý quy thuận. Nghĩ rõ, một khi ngươi tuyển trạch thêm vào chúng ta phi báo, từ nay về sau, cần phải cùng Khâu Gia, thậm chí toàn bộ võ lâm đều phải phân rõ sở giới hạn, bằng không, đó chính là lừa dối quốc gia. Nghe vậy ngay cả Trần Phi đều không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đến như thế vừa ra, có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng loại sự tình này mà, một khi xác định, có thể sẽ không có đã hối hận. Ta minh bạch, tiền bối, ta Khâu Quân hiện tại thề với trời, nguyện ý thoát ly Hoàng Xà núi Khâu Gia, thêm vào phi báo, ra sức vì nước, nếu vì cái này thề, nguyện rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn nhận hết dằn vặt. Làm Hoàng Xà núi Khâu Gia được khen là ông vua không ngai đệ tam lão tổ, Khâu Quân hoàn toàn có thể nói là cần gia tộc, thậm chí toàn bộ lĩnh nam núi lớn nội đều tối tiếp cận cái tầng thứ kia người, tự vẻn vẹn chỉ kém một bước như vậy, tự nhiên không muốn ở vào thời điểm này sắp thành lại bại, đương nhiên cũng càng không muốn cái gì Trần Phi tự mình xuất thủ. Dù sao ở đã trải qua vừa rồi tất cả sau, hắn đã hoàn toàn cảm thụ được, lúc này đứng ở trước mặt hắn vị này hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, cũng triệt để bao trùm ở trên hắn. Tuy rằng hắn cũng không cách nào tưởng tượng, Trần Phi trẻ tuổi như vậy, vì vậy đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn lúc này trong lòng dần dần phồn thịnh đi ra ngoài sợ hãi, cùng với chống cự ý chí chiến đấu từ từ tan hết. Đúng vậy, một cái có thể tại đây vậy tuổi tác, liền chính mình đáng sợ như thế thành tựu kinh thế tuyệt diễm quái vật. Đó là kinh khủng bực nào, làm người ta rung động tồn tại. Hắn Khâu Quân hiện tại chính là một cái cổ vũ giả tiên thiên đều chưa đạt tới tên, ngoại trừ cúi đầu, còn có thể có cái gì tuyển trạch. Nghe vậy thấy thế Trần Phi đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia vẻ trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, vươn tay, ở đối phương ót tâm rạch một cái, nhất thời một đạo đạm hồng sắc vết thương xuất hiện ở, một đạo hơi nhượng kỳ đau đớn hỏa tinh tiến nhập thân thể của đối phương, đón thấm không tiêu thất. Ta nghĩ ngươi cũng mới có thể lý giải loại thủ đoạn này tồn tại. Nếu là tương lai ngươi sinh ra dị tâm, xin lỗi, hạ chàng có lẽ sẽ rất bi thảm. Đang làm hết đây hết thảy sau, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Tiền bối xin yên tâm, ta bảo chứng, vĩnh viễn không có ngày đó phát sinh. Nghe vậy Khâu Quân đầu đầy mồ hôi, run run mở miệng nói. Hắn đương nhiên có thể lý giải loại này ước thúc thủ đoạn, bởi vì hắn bản thân dĩ vãng cũng thường thường dùng đến. Hoặc là hái dùng độc dược uy hát iota phương thức, hay là kỳ bản thân tu luyện võ học nội công, thẳng thắn thì có như vậy tính chất đặc biệt. Không nghĩ tới hắn Khâu Quân cũng có như vậy một ngày, ai, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển A. Được rồi, đi thôi, bên kia chiến đấu còn giống như không kết thúc, vừa vặn, người có muốn hay không cầm đảm đương người bỏ gian tà theo chính nghĩa tờ thứ nhất đầu danh trạng. Trần Phi thân hình lóe lên, tiêu thất ở vắng vẻ đêm tối trong rừng rậm. Nghe vậy Khâu Quân cả người run lên, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng, bước ra bước chân, hướng về Khâu Gia ảnh vệ quân cùng Bùi đội trưởng đám người đại chiến khu vực chạy đi. Sau một lát, một nơi đống hỗn độn. Thế mà hắn và Trần Phi cư nhiên cũng không có chú ý tới, đang lúc bọn hắn hai người trước sau rời đi mấy phút sau, cách đó không xa, một gốc cây từ xưa che trời cổ mộc, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện. Nhất thời phảng phất có từng đợt mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thẩm thấu tâm linh. Chỉ thấy đó là một tên tuổi thanh xuân nữ tử, chừng một thước bảy trở lên cái đầu, chân ngọc thon dài, cơ thể trắng nõn, ngạo nhân dáng người ở quần áo nhũ bạch điểm chuế đạm thanh sắc quần áo trong kéo dài tới, có vẻ tuyệt mỹ, vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là hắn đầu kia sóng vai tóc ngắn chập chờn buổi tối gió nhẹ nhẹ trong, như tinh linh vậy vũ động, có dũng khí không nói được anh khí, cùng với động nhân. Theo chỉ thấy kỳ chậm rãi về phía trước, bước liên tục nhẹ chuyển, vắng vẻ không tiếng động, sau đó liền có một trương tuyệt mỹ dung nhan ở buổi tối hơi yếu ánh trăng chiếu rọi dưới xuất hiện, vành mi nếu trăng rằm, nhu cơ tự bạch tuyết,
làm người khác chú ý nhất còn là một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, cùng với nhu môi trong nhàn nhạt bao quanh con thỏ nhỏ răng. Lại hợp với hắn lúc này non mềm bên hông tà khoác hồ điệp đoản kiếm, đúng là một bộ hoàn toàn mới chẳng diệt, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi người kia, hắn. Tên này tuổi thanh xuân nữ tử nếu trăng rằm tiếu mi hơi nhíu, thanh âm như nước suối leng keng, có chút thanh lương, nhưng cùng nhiều còn là dễ nghe. Hắn cặp kia giống như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi nhẹ nhàng chát động, nhìn phía Trần Phi rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì. Bất quá như thế thật có một ít làm người ta không tưởng được, hắn, sớm là ở nơi này. Tục ngữ nói thật tốt, giấy không thể gói được lửa, nhất là cái loại này địa vị cái loại này tầng thứ nhân vật đột nhiên tiêu thất, cái này càng không thể nào giống như phổ thông sự kiện như vậy, bị thời gian vùi lấp. Cơ hồ là ở ngày thứ hai Thái Dương vừa mới vừa mọc lên thời gian, liền có người truyền ra tin tức, Khâu gia nửa bước trước thiên trưởng lão Khâu Đồng đám người tiêu thất, cùng đồng dạng còn có Thánh Hỏa Tông tân tấn nửa bước tiên thiên cường giả Tuyết họ lão giả. Hai phe này thế lực nguyên bản tới không ít người, nhưng bây giờ, lại cư nhiên chỉ còn lại có con mèo nhỏ ba hai. Nhất là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa, càng sáng sớm, tự thân sắc hoảng sợ mang người chạy thoát, một màn này bị rất nhiều người đều nhìn thấy. Càng thêm dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Rất hiển nhiên, đây là không bình tĩnh, bởi vì không ít người đều biết trước một ngày ban ngày, ở trên trời khuê các trước, giao dịch bên trong khu vực tràng xung đột. Đến từ phi báo ta vị trẻ tuổi, cùng Khâu gia cùng với Thánh Hỏa Tông. Nghĩ đến đây, không ít người suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, chẳng lẽ. Mà đúng lúc này lại có tin tức truyền ra, hơn nữa còn là rất kinh người cái loại này. Có người ở bên ngoài phát hiện đại chiến vết tích, cùng với thi thể. Những thi thể này trong đó có hai cỗ đã bị đốt cháy không còn hình dáng, nhận không rõ ràng lắm thân phận, bất quá. Mặt khác năm cổ thi thể đã có nhân thần sắc hoảng sợ phân biệt ra kỳ lai lịch, Khâu gia ảnh vệ quân. Cái này tắc tin tức một khi bị chứng thực, nhất thời không ít người đều có loại vạn phần hết hồn cảm giác. Bởi vì phải biết đây chính là Khâu gia ảnh vệ quân A. Được khen là cùng Bạch gia Bạch Long vệ chạy song song với tồn tại, kỳ tồn tại, cùng thực lực đều thâm bất khả chắc, thần bí đến cực điểm, lại không nghĩ rằng đủ một đội ngã xuống nơi này. Hơn nữa cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất là bọn hắn hôm nay rơi xuống thời gian tiết điểm quá mấu chốt, cùng với hai cỗ bị đốt cháy được hoàn toàn thay đổi, nhận không rõ ràng lắm thân phận thi thể, vừa vặn đối ứng mất tích Khâu gia, Thánh Hỏa Tông hai đại nửa bước tiên thiên. Chẳng lẽ thật là bọn hắn. Như vậy, mấy ngày kế tiếp, Trần Phi chờ phi báo người như thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người nội, nhất thời có chút dẫn phát gây rối. Sâu chuỗi khởi tất cả. Này, thấy không, chính là bọn họ. Có người nói Khâu gia, Thánh Hỏa Tông hai vị kia nửa bước tiên thiên chính là chết ở trên tay bọn họ. Hư, nhỏ giọng một chút, sớm nhìn thấy. Không nghĩ tới bọn họ phi báo hiện tại lại mạnh như vậy. Dù sao đây chính là đủ hai vị nửa bước tiên thiên, còn có một đội Khâu gia ảnh vệ quân. Ai nói không phải là, bất quá, bọn họ làm như vậy, có đúng hay không có chút quá không lý trí. Dù sao bọn họ cùng Ác Long đàm hóa đạo ổ thế nhưng tình bạn cố chịu oán, hiện tại lại thêm một cái Khâu gia, còn có Thánh Hỏa Tông. Có người nói quân Đoạn Sơn đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên. Làm Trần Phi đám người đi lại Thiên Khuê phường thị nội lúc. Bên cạnh đã không thể thiếu loại này chỉ trỏ, cùng với xì xào bàn tán. Xem chừng, hiện tại chúng ta đều nhanh thành danh nhân rồi. Mà ở tao ngộ loại tình cảnh này, Trần Phi tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút không quá thích ứng, lắc đầu cười khổ, hướng sau lưng Bùi đội trưởng đám người trêu ghẹo. Không có biện pháp, tin tức truyền đi quá nhanh, hiện tại hình như ai cũng biết, là chúng ta phi báo, đem những người đó sắp xếp rơi. Nghe vậy Bùi đội trưởng cũng không cảm thấy có cái gì, trái lại lấy một loại không gì sánh được kính nể nhãn thần nhìn Trần Phi, hơi cảm thán. Dù sao phỏng chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ buổi tối đó, ngoại trừ làm thịt hai đại nửa bước tiên thiên cùng với một đội Khâu gia ảnh vệ quân ở ngoài. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên lại còn đem vị kia được khen là Khâu gia ông vua không ngai, đệ tam lão tổ được Khâu quân, cho thu phục. Hắn biết rõ đối phương vị kia cường đại. Dù sao đây chính là từng giết qua nhất tôn cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ hung nhân, đối với hắn mà nói không khác là cường đại đến trình độ kinh người, lại không nghĩ rằng đối phương đang đối mặt Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên lúc, còn là chỉ có thể cúi đầu cùng phủ phục.
tuy nói trong lòng cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Có thể đây quả thực, là có chút làm cho khó có thể tin. Ai, quên đi, biết chỉ biết đi, dù thế nào La thủ trưởng cũng là để cho ta tới lập uy. Nghe vậy Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên lại suy nghĩ, nói tính toán thời gian, hình như có nữa 2 ngày, chính là lần này lĩnh Nam núi đại hội chính thức bắt đầu ngày đi. Đúng vậy, 2 ngày sau, đó là Thiên Khuê núi thi đấu chính thức kéo lại màn che. Trước Phương phó huấn luyện viên đã đem vào bàn khoán đưa đã trở về. Bùi đội trưởng gật đầu, từ trong lòng móc ra một chương phong cách cổ xưa dị thường thẻ tre. Mặt trên khắc theo cổ soạn Thiên Khuê 2 chữ. Hắn đã trở lại một lần. Vậy hắn hiện tại người đâu? Nghe vậy Trần Phi nao nao, bởi vì hắn hình như cũng không có phát hiện đối phương có đã trở lại. Hẳn là lại lên Thiên Khuê các tầng chót đi đi. Mấy ngày nay, phía trên kia bầu không khí không quá vậy. Bùi đội trưởng nói. Thiên Khuê các. Nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó khóe miệng từ từ buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt nói có người nói mấy ngày nay lục tục xuất hiện không ít có lai lịch trẻ tuổi. Suốt ngày cũng học Thiên Khuê các tầng chót những lão gia hỏa kia, ở 1, 2, tầng phòng khách bầy nổi lên chiến trận. Đúng vậy, có người nói đã có không ít trẻ tuổi đích thực chính nhân vật đứng đầu đến rồi, tỉ như Ác Long Đàm Hóa Đao ổ thế hệ này truyền thụ. Nói đến đây Bùi đội trưởng thanh âm đột nhiên có chút rét run. Hiển nhiên, giữa bọn họ thù cũ, quả thật có chút nặng. Ác Long Đàm Hóa Đao ổ. Vậy được rồi, đã như vậy nói, nếu không chúng ta bây giờ đi xem. Nghe vậy Trần Phi con người cũng hơi lướt qua một tia tinh mang, sau một khắc phất tay một cái nói. Nếu hắn chuyến này là đại biểu phi báo mà đến, có chút ân oán, dĩ nhiên là không có biện pháp tránh cho. Đơn giản tự đi xem đi. Cái gọi là tứ đại ẩn môn, thế hệ này truyền thụ cũng không biết sẽ là dạng gì. Đột nhiên, cách đó không xa nhân quần truyền đến từng đợt gây rối, kèm theo một luồng sợi làn gió thơm kéo tới, có người kinh hô lên xanh, Thanh Khâu. Là Thanh Khâu tới, nhất thời rất nhiều người thần sắc kích động lên, ánh mắt cấp tốc hướng về lối vào quét tới. Thanh Khâu, dù là Trần Phi nghe vậy cũng nao nao, nhịn không được vô ý thức nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Thiên Khuê phường thị lối vào phương hướng, đang có mấy vị nũng nịu, tuổi thanh xuân nữ tử ở một vị phong vận dư âm cung trang mỹ phụ dưới sự hướng dẫn, giống như chúng tinh phùng nguyệt, uyển chuyển yếu ớt, đi vào mọi người trong tầm nhìn. Hầu như tất cả mọi người nhất thời bị các nàng hấp dẫn, động nhân hình ảnh, tràn đầy xuân sắc. Mà ở trong đám người này, không thể nghi ngờ là vị kia phong vận dư âm cung trang mỹ phụ tối dụ cho người chú mục, phấn mặt đôi môi, khí chất thanh nhã, đôi mắt đẹp thanh tú. Nhất là kỳ lúc này cả người chính chậm rãi phát ra nhàn nhạt ba động, càng làm người ta nhịn không được mạnh con người run lên. Bởi vì rõ ràng là, cổ vũ giả tiên thiên khí tức. Mà tên này cung trang mỹ phụ cũng không phải người khác, chính là Thanh Khâu năm đại cổ vũ giả tiên thiên một trong, Nguyễn Thanh Tú. Thanh Khâu là địa phương nào, tin tưởng toàn bộ lĩnh Nam núi lớn thậm chí võ lâm đều trong lòng đều biết. Không nói nó từ lúc 300-400 năm trước cũng đã tồn tại, truyền thừa từ xưa đến nay, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, liền nói nó chỉ là vẻn vẹn chỉ lấy nữ đệ tử hàng đầu, cũng đã hàng đầu đại tới cực điểm, bị đông đảo võ lâm yêu thích phong nguyệt sĩ sở truy phùng. Chớ nói chi là kỳ tồn tại, bản thân nội tình cùng thực lực cũng rất cường. Thậm chí có thể ở lĩnh Nam núi lớn tứ đại ẩn môn trong, bài đệ nhị, gần với Bắc vực lạnh khủng cây Ethiota kiếm tông, bởi vậy thấy rất mạnh. Dù sao đây chính là nhất phương dựa vào nữ nhân chống đỡ cổ vũ giả tông môn, có thể đi cho tới bây giờ loại trình độ này, đã thập phần làm người ta rung động. Hơn nữa từ nào đó trình độ mà nói, loại này hoàn toàn là từ nữ nhân tạo thành thế lực. Từ dễ trong, thật thập phần đáng sợ. Bởi vì bọn họ trong có thật nhiều phong hoa tuyệt đại tiên tử, thiên chi kiêu nữ, lúc còn trẻ đều bị đông đảo các đại cổ vũ giả tông môn, gia tộc tinh anh truy cầu, sau lại những người đó có trở thành nghịch thiên tồn tại. Tự tỷ như lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người Nguyễn Thanh Tú, có người nói ở 30 năm trước, hắn cùng với Bạch gia vị kia trí kế như yêu lão gia này quan hệ khôn kể. Hôm nay, bọn họ một cái thành cổ vũ giả tiên thiên, một cái thành Bạch gia người trưởng đà. Loại sự tình này mà có đôi khi suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực thực sự rất đáng sợ. Đó chính là ảnh tiên vũ sao. Đẹp quá, nhưng vào lúc này, trong đám người lại truyền tới say mê thanh âm, khiến không ít người vô ý thức hướng phía vị kia Nguyễn Thanh Tú sau lưng tóc ngắn bóng hình xinh đẹp nhìn lại. Là trừ cổ vũ giả tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú ở ngoài,
tối làm người ta chú mục, không rời ra bóng hình xinh đẹp. Hắn chân ngọc thon dài, cơ thể trắng nõn, ngạo nhân dáng người ở quần áo nhũ bạch điểm chuế đạm thanh sắc quần áo trong kéo dài tới, có vẻ tuyệt mỹ, vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là hắn đầu kia sóng vai tóc ngắn chập chờn ấm áp thần phong trong, như tinh linh vậy vũ động, có dũng khí không nói được anh khí, cùng với thanh lệ động nhân. Mà có thể xuất hiện ở đây Thiên Khuê núi Thiên Khuê phường thị, hầu như đều là tu vi bất phàm người trong võ lâm, thị lực tự nhiên vô cùng tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo. Hắn vểnh mi nếu trăng rằm, nhu cơ tự bạch tuyết, làm người khác chú ý nhất còn là một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, cùng với nhu môi trong nhàn nhạt bao quanh con thỏ nhỏ răng. Lại hợp với hắn lúc này non mềm bên hông tà khoác hồ điệp đoản kiếm, đúng là một bộ hoàn toàn mới tràng diện. Giang hồ làm có nghe đồn, lúc đầu Thanh Khâu chủ đại thọ, một gã 28 năm hoa tuổi thanh xuân nữ tử dâng lên làm người ta suốt đời khó quên một vũ, không biết bao nhiêu người quên không được ngày đó, đến nay cảm xúc dâng trào. Chính là nàng sao, một vũ ảnh thượng tiên, ảnh tiên vũ, có đã niên mại giang hồ túc lão nhẹ giọng cảm thán. Thế hệ này Thanh Khâu truyền thụ, tựa hồ so với bọn hắn đã từng nhìn thấy. Mạnh hơn nhiều, thật xinh đẹp. Dù là Trần Phi nhìn thấy cái loại này bóng hình xinh đẹp cũng không nhịn được hơi thất thần, vô ý thức dù gì nói. Ngược lại không phải là hắn chưa thấy qua quen mặt, chưa thấy qua mỹ nữ, mà là cái này ảnh tiên vũ khí chất trên người, nhưng thật giống như cùng cô gái bình thường không giống với, có cổ linh tính. Hơn nữa hắn có thể ở 25 tuổi từng tuổi này, đột phá đến cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cảnh, cũng quả thực cùng người thường không giống với, quá ưu tú. Như vậy. Ngay cả phía sau hắn cái khác này nguyên bản hẳn là rất chói mắt Thanh Khâu nữ đệ tử, lúc này cũng dần dần trở nên buồn bã không ánh sáng lên, ít có người chú mục các nàng. Đi thôi, đi Thiên Khuê các, ngay sau đó Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, xoay người ly khai. Thế mà hắn nhưng không có chú ý tới, trong đám người nổi bật nhất vậy được tuổi thanh xuân nữ tử trong, một đôi mắt đẹp, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, đôi mắt đẹp hơi lóe ra. Thiên Khuê các. Làm Thiên Khuê phường thị khu nhà trung tâm nhất nơi, sớm đã trở thành mấy ngày nay mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Một là bởi vì có kỳ tầng cao nhất, khắp nơi cường giả, thế lực khắp nơi đại biểu rằng co, hai là bởi vì chứa nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt cũng đem cái này trở thành là chủ chiến tràng, ở một. Hai, tầng noi theo tầng chót, bày ra chiến trận. T, là hắn, phi báo người kia, mà khi Trần Phi vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở Thiên Khuê các một tầng sau. Không ít người cũng hơi cũng hít một hơi khí lạnh, giật mình lên. Bởi vì, này ít ngày về Trần Phi nghe đồn, vừa thực không ít, nhất là trước đó vài ngày những người đó thi thể bị phát hiện. Chớ nói chi là bản thân của hắn, hình như còn là một vị cổ vũ giả nửa bước tiên thiên, trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn đính thiên cũng liền 26-27. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn có thể cùng tứ đại ẩn môn đương đại kiệt xuất nhất truyền thụ, đánh đồng. Trần Huynh, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, quần áo bạch sam bạch bân xuất hiện ở trước mắt mọi người, chậm rãi đi tới Trần Phi đám người trước mặt cười chắp tay nói. Nguyên lai là Bạch Huynh, quả thật có mấy ngày không gặp. Trần Phi cười gật đầu. Thấy thế Bạch Bân cũng không chậm trễ, trực tiếp phát sinh mời nói Trần Huynh có muốn hay không đi mặt trên ngồi một chút. Mọi người hiện tại hầu như đều ở đây. Mặt trên. Nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó thoáng cái phản ứng kịp cái gọi là mọi người, là chỉ ai. Chợt chỉ thấy Kỳ khóe miệng hơi cong lại, trong mắt đen nhánh vi nheo lại, cười nói cung kính không bằng tuân mệnh. May mắn Bạch Huynh phía trước dẫn đường. Thỉnh, Bạch Bân làm ra một bộ tư thế mời, đem Trần Phi mời được Thiên Khuê các lầu 2. Mà Trần Phi đám người như vậy một bộ khuôn mặt xa lạ đến, tự nhiên khiến Thiên Khuê các lầu 2 bầu không khí hơi chậm lại, rất nhiều ánh mắt nhất thời ngưng tụ ở trên người bọn họ, hơi quan sát. Sau đó rất ít người hơi lộ ra lau một cái giật mình vẻ. Là hắn, đại biểu phi báo năm gần đây tham gia võ học đại hội người kia, có người nói cái này người đã đạt đến cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa, có người nói cái này, đột nhiên im miệng không nói. Cái gì, nguyên lai chính là hắn. Thoạt nhìn quả thực thật trẻ tuổi a, hắn thật có nửa bước tiên thiên tu vi. Có người nói Khâu gia còn có Thánh Hỏa Tông hai đại nửa bước trước thiên trưởng lão, chính là chết ở trên tay hắn, cũng không biết việc này thật hay giả. Nhất thời không ít người đều nghị luận, xì xào bàn tán. Dù sao Trần Phi như đại biểu thân phận có thể không bình thường, mà là đại biểu cho phi báo,
đại biểu cho quốc gia ngành đặc biệt. Chớ nói chi là đã nhiều ngày phía ngoài tin đồn, cũng quả thực có tư cách hơn nhượng mọi người tại đây đều coi trọng. Dù sao đây chính là hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên, cộng thêm còn có sự kiện kia mà. Như vậy ai có thể không nhìn, ai lại dám không nhìn. Ta nói là ai, nguyên lai là phi báo người, không biết loại địa phương này không chào đón các ngươi sao. Thực sự là chướng mắt, có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai hướng vang lên một đạo sảng giọng chào phúng thanh. Nhất thời không khí hiện trường hơi chậm lại, vô luận là Trần Phi hay hoặc là ở đây những người khác, đều vô ý thức mâu quang hướng thanh âm truyền tới phương hướng quét tới. Cũng một vị mặc y phục hàng ngày hơn 20 tuổi thanh niên nhân, vẻ mặt kiêu căng, thần sắc ngạo mạn, chính vẻ mặt khinh thường nhìn Trần Phi đám người. Hắn là, Trần Phi hơi hơi hí mắt, hướng bên cạnh vẻ mặt cười khổ Bạch Bân hỏi. Người sau Trần chờ chỉ chốc lát, vẫn lắc đầu theo thực lấy đáp hắn là Ác Long Đàm Hóa Đạo Ổ đệ tử, cũng là Hung Ngạc Chiêm Hổ đệ đệ, Chiêm Lăng Núi. Hung Ngạc Chiêm Hổ, nghe được Trần Phi hơi nghi ngờ đang nói. Bạch Bân thấp thanh giải thích, đó là Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, tuổi so với ta đều còn muốn lớn hơn 2-3 tuổi, hôm nay, tựa hồ đã có nửa bước tiên thiên đỉnh tu vi đi. Nghe hắn lúc này giọng nói chuyện, tựa hồ rất kiêng kỵ. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao ai kêu đối phương so với hắn đại 2-3 tuổi, có càng thêm đầy đủ thời gian tu luyện tới hôm nay nửa bước tiên thiên đỉnh, so với thực lực của hắn càng mạnh. Loại này chênh lệch sẽ ở cạnh tranh lúc có vẻ càng rõ ràng. Đều đã liên tục vắng mặt hai giới lĩnh Nam núi võ học đại hội, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi các, thực sự là xui. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ chuyện năm đó mà, lần thứ hai tái diễn. Nhưng vào lúc này, nói năng lỗ mãng tuổi nhỏ người Chiêm Lăng núi mở miệng lần nữa, vẻ mặt trào phúng cùng âm trầm nói. Chuyện năm đó mà, ai cũng biết là bọn hắn Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ một tay làm ra. Phá là phi báo sau lại liên tục vắng mặt hai giới cần thịnh hội, bộ mặt mất hết. Lúc này lại bị hắn đường hoàng lấy ra nữa giảng, trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc, rõ ràng. 3. Đã có thể sau đó một khắc, Chiêm Lăng núi chỉ cảm thấy gương mặt đau xót, cả người cư nhiên không tự chủ được ở tại chỗ xoay một vòng. Nhưng là bị một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt. Nhất thời chàng diện thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn bị một cái tát phiến ở trên mặt Chiêm Lăng núi, dĩ nhiên, càng nhiều hơn còn là vẻ mặt cổ quái nhìn đã giơ tay lên, chưa hạ xuống Trần Phi. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tựa hồ đã là đến rồi một cái tát sau. Ta nói, có một số việc mà không cần thiết ngươi như vậy quan tâm. Trần Phi khấu trừ trừ cái lỗ tai, thản nhiên nói. Ngươi hắn ma, ngươi lại dám đánh ta, không biết ta là ai, có biết hay không ca ca ta là ai. Một lúc lâu, Chiêm Lăng núi rốt cục mới phản ứng được đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà, vẻ mặt đau đớn theo, như bị đạp cái đuôi mèo mà vậy, nhất thời vẻ mặt dữ tợn nhảy dựng lên, dùng tay chỉ Trần Phi giọng nói giận không kềm được nói. 3. Lại một cái tát ở trước mắt mọi người xuất hiện, Chiêm Lăng núi lần thứ hai không bị khống chế vòng vo vòng. Ngươi là ai? Ca ca ngươi là ai? Theo ta có dám quan hệ, ngươi có đúng hay không óc có bệnh? Đang làm hết đây hết thảy sau. Trần Phi như xem ngu ngốc vậy nhìn đối phương. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe vậy thấy thế, Chiêm Lăng núi bụng mặt tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài, vẻ mặt dữ tợn, nổi giận đùng đùng, tức giận thẳng run run. Phải biết rằng hắn hạng thân phận, hạng địa vị, đây chính là đường đường Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ Hung Ngạc Chiêm Hổ thân đệ đệ, thân phận tôn quý bất phàm, địa vị siêu nhân nhất đẳng. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Trần Phi liên tục hai cái tát hồ ở trên mặt. To lớn như vậy nhục nhã, hắn làm sao có thể chịu được. Cẩu vật, ta làm thịt ngươi. Sau một khắc hắn không nhẫn nại được bản thân nội tâm sát ý, sắc mặt dữ tợn rút ra bên hông bội đao, đao phong trên lấp lánh hàn mang, hàn tinh một chút, hướng về Trần Phi đầu chạy chồm chặt bỏ đi, rất có một lực lượng khổng lồ nổi lên ở trong đó. Thế mà hắn loại trình độ này ở Trần Phi trong mắt, quả thực quá yếu. Theo chỉ thấy Trần Phi khóe miệng cong lại, giơ chân lên chính là hung hăng một đạp, nếu như roi thép. Phanh! Theo chợt nghe đến một đạo trầm muộn tiếng vang chợt vang lên, một đạo thân ảnh như đường parabol bay lên sau đó hạ xuống. Chỉ thấy Chiêm Lăng núi giống như lăn hồ lô vậy, bị Trần Phi một cước này hung hăng đạp bay ra ngoài, ven đường đụng vào, đụng nứt ra rồi rất nhiều bàn ghế, chật vật không ngớt, đầu rơi máu chảy. Cũng để cho mọi người nhất thời thần sắc cổ quái.
xem ra cái này phi báo, thật đến có chuẩn bị a, xuất thủ căn bản không nể mặt. Việc này Thái Phát Triển không thể bảo là không hài lòng, ngay cả Bạch Bân đều hơi có một ít không phản ứng kịp. Mà chờ hắn phản ứng kịp, Chiêm Lăng núi đã bị Trần Phi một cước đạp bay, điều này làm cho hắn không khỏi lắc đầu cười khổ nói Trần Huynh, nơi này là Thiên Khuê Các, còn thỉnh hai vị đừng ở chỗ này nháo sự. Nháo sự mà, Bạch Bân ngươi có ý tứ, ngươi có đúng hay không mắt mù, ngươi không phát hiện bây giờ là ta Chiêm Lăng núi bị hắn đánh, còn không cho người đem hắn bắt lại cho ta. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, mọi người bên tai lại đột nhiên vang lên Chiêm Lăng núi vẻ mặt thở hổn hển hét lớn. Nhất thời Bạch Bân trắng đại thiếu hơi đôi mắt trầm xuống, thần sắc có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặc dù nói đối phương lai lịch không nhỏ, là ác long đàm hóa đạo ổ chiêm hổ thân đệ đệ, bất quá lấy hắn Bạch Bân thế hệ này Bạch gia thiếu chủ thân phận, tựa hồ cũng không thua gì với đối phương đi. Lúc nào, loại háo sắc này, cũng xứng khi hắn Bạch Bân trước mặt như vậy hô to gọi nhỏ. Chẳng ít chớ nổi giận, Lăng núi hắn nhất thời có chút lửa giận công tâm, miệng không trạch nói, vì vậy xin chẳng ít đừng nghĩ trong lòng đi, thứ tội thứ tội. Bất quá nhưng vào lúc này lại có một đạo khàn giọng niên kỷ mại tiếng vang lên. Cũng một vị ác long đàm hóa đạo ổ trưởng lão đi ra, một bên hướng về Bạch Bân bồi tội, một bên nhãn thần âm ngoan nhìn Trần Phi, nói thanh niên nhân, có một số việc mà làm được quá mức đầu, có thể không tốt lắm. Người này tối thiểu chính mình cổ vũ giả nửa bước tiên thiên thực lực. Nghe vậy Chiêm Lăng núi cũng là không khỏi cả người một cái giật mình, lúc này mới sẽ nhớ tới bị hắn ác nói tương hướng Bạch Bân, là nhân vật nào. Vậy cũng là có tư cách cùng ca ca hắn Chiêm Hổ chạy song song với Bạch gia thế hệ này truyền thụ. Mặc dù là ca ca hắn tự mình thấy đối phương, cũng không quá sẽ đơn giản cùng đối phương nói chuyện như vậy. Có thể hắn vừa rồi lại như vậy miệng không trạch nói, chỉ vào đối phương mũi mắng. Nghĩ đến đây tha là chúng ta Chiêm Lăng núi Chiêm đại thiếu hạng ngạo mạn, lúc này cũng không nhịn được có chút suốt mồ hôi chán. Chẳng ít, xin lỗi, ta không phải là có ý định ghim ngươi. Theo sát mà hắn nhịn không được trong lòng một bên kêu khổ, một bên tạ lỗi. Thế mà tiếng nói vừa dứt, hắn rồi lại nhịn không được vẻ mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, cả trương ngạo mạn khuôn mặt xoay quanh ra một loại trợn mắt mà tính, hung ác nói Đỗ trưởng lão, bắt hắn lại cho ta. Ta Chiêm Lăng núi lớn như vậy, còn chưa bị lớn như vậy nhục nhã, ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Phải biết rằng hắn thế nhưng ác long đàm hóa đạo ổ hung ngạc chiêm hổ đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn bị thụ thân ca ca phúc trạch, từ trước đến nay kiêu ngạo đã quen, làm sao từng bị người như thế vẫy quá cái tát cùng đạp quá chân. Mà ngày hôm nay đụng phải loại đãi ngộ này, hắn tự nhiên giận. Mấy vị, đây chính là ta Bạch gia Thiên Khuê Các. Bạch Bân nhìn không được nhíu mày lên, thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Chẳng ít, mọi việc luôn luôn ngoại lệ. Dù sao hôm nay ta ác long đàm hóa đạo ổ bộ mặt cũng bị nhục nhã lợi hại, nếu không có hành động. Chẳng phải là sẽ làm ta tứ đại ẩn môn bị xem nhẹ. Thế mà ác long đàm hóa đạo ổ Đỗ trưởng lão lại nói như thế, vẻ mặt âm sâm sâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói hơn nữa, có người nói hắn cũng chính mình nửa bước tiên thiên thực lực, như vậy ta Đỗ mới thành cũng không coi là ỷ lớn hát yêu ta nhỏ. Ngươi nói là đi, thanh niên nhân. Ta nói. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng vô ý thức ngoéo. Một cái, chợt lộ ra một tia giễu cợt nói ta nói. Kết quả của ngươi sẽ phải cùng hắn. Hắn cư nhiên chỉ vào Chiêm Lăng núi trên mặt dấu năm ngón tay, cùng với ngực dày ấn nói như thế, nhất thời mọi người một trầu. Xôn xao. Sau đó nhất thời hiện trường một trận ầm ĩ dâng lên. Tiểu tử này, thực sự thật là phách lối a. Phải biết rằng cái này Đỗ mới thành không có thể như vậy người thường, mà là đường đường tứ đại ẩn môn một trong ác long đàm hóa đao ổ nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên cường giả. Ở lĩnh Nam núi lớn, thậm chí trong chốn võ lâm đều chính mình rất vang dội hàng đầu. Đồng thời có người nói chết ở trong tay hắn đồng cấp nửa bước tiên thiên, đã vượt qua năm ngón tay số, xa so cái gì Khâu Đồng, Tuyết họ lão giả cái gì các loại lợi hại nhiều lắm. Vì vậy tựu Trần Phi loại này hậu sinh vãn bối, tại sao có thể là cái loại này tên giảo hoạt đối thủ? Đây quả thực quá không biết lượng sức, cuồng vọng không bên. Chẳng ít, người nghe được. Làm ác long đàm hóa đạo ổ có mặt mũi nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên cường giả, Đỗ mới cố ý trong tự nhiên ngạo khí không kém, mà lúc này, xem hắn nghe được Trần Phi trong miệng như vậy cuồng ngôn, tự nhiên nhịn không được gương mặt âm trầm co quắp, lau một cái hàn ý lặng yên nổi lên. Làm càn, người coi là vật gì vậy,
cũng có tư cách ở đỗ trước mặt trưởng lão như vậy nói ẩu nói tả. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi chờ coi. Đừng nhìn bọn ta Chiêm Lăng núi Chiêm đại thiếu vừa rồi Bạch Bân trước mặt nén giận, hơi chút miệng không trạch nói một câu đã bị sợ xin lỗi, có thể hắn thuộc về, cũng cái thật thật tại tại bắt nạt kẻ yếu quần là áo lượt. Hôm nay có đường đường bọn họ Ác Long Đàm hóa đào ổ đỗ mới thành đỗ trưởng lão cho hắn chỗ dựa, hắn tự nhiên không cảm thấy Trần Phi vẫn có thể đem hắn thế nào, chợt hung tợn bá khí lẫm nhiên nói. Muốn cho Trần Phi cái này gan dám đắc tội hắn Chiêm Lăng núi không biết tự lượng sức mình tên, trả giá thật lớn. Vậy, đi diễn võ trường đi. Nghe vậy thấy thế Bạch Bân cũng biết chuyện này không có cách nào khác lại ngăn cản, chỉ có bất đắc dĩ nói. Tại bọn hắn Thiên Khuê phường thị nội có một chỗ diễn võ trường, có thể dùng để chiến đấu. Đa tạ chàng ít lý giải. Nghe vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão tuét miệng âm lãnh cười cười, chợt một đôi mắt quét về phía, vươn tay làm ra yêu tư thế mời, nói thanh niên nhân, xin mời. Còn muốn đổi địa phương, ta nghĩ không có cần thiết này. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại cư nhiên lắc đầu, nói như thế. Thanh niên nhân, ngươi lời này có ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi phi báo đều nhát gan như vậy nhu nhược, trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng nói, cũng không dám thực hành. Đỗ mới thành sắc mặt có chút khó coi, cho rằng Trần Phi đổi ý. Hanh, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu khó lường, nguyên lai cũng là cái giấy con cọp, hiện tại biết sợ. Sợ tự cho ta quỳ xuống đến nói. Thấy thế Chiêm Lăng núi Chiêm đại thiếu lại lớn lối, chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, rồi lại bị Trần Phi một cái tát hồ ở trên mặt. Thanh Thúy Thanh, chỉ làm cho lòng người bẩn mạnh vừa nhảy. Có thể hay không câm miệng của ngươi lại, nếu không, đừng trách ta lần sau cho ngươi vĩnh viễn cũng không nói được nói. Trần Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua chính dại ra bụng mặt đối phương, bình tĩnh vô cùng thu hồi mình cái tát. Thấy tình cảnh này, Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão nhịn không được thần sắc âm trầm như nước. Mặt lạnh lùng lạnh như băng mắng thanh niên nhân, người có đúng hay không có chút quá cản rỡ. Làm cho hắn Đỗ mới thành mặt mà, hắn Ác Long Đàm hóa đao ổ đủ bị đánh 3 lần mặt, điều này làm cho hắn tờ này nét mặt già nua, để nơi nào. Đã qua chưa để xuống. Làm càn, lẽ nào ngươi không cảm thấy luôn có con ruồi ở trước mặt lắc lư, sẽ rất đáng ghét sao? Nghe vậy Trần Phi lãnh đạm theo quét mắt nhìn hắn một cái, hai tròng mắt không khỏi bắn ra lau một cái nhàn nhạt lãnh ý. Ngươi nói cái gì, muốn chết? Nghe vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão khàn khàn con ngươi chợt hàn mang lóe lên, cư nhiên đột ngột gian xuất thủ, một đạo hàn mang nếu như độc xà vậy hướng về Trần Phi ngực ám sát đi, cũng một thanh chói mắt sáng phiến đoản đao, kỳ nhận trên đỉnh núi tràn ngập nhàn nhạt đen thùi chìm hồn mực quang, khiến không ít người thấy thế nhất thời đôi mắt rụt một cái, thân thể run lên. Không hổ là tứ đại ẩn môn Ác Long Đàm hóa đao ổ nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên, chỉ là chiêu thức ấy cũng đủ để khiến chứa nhiều hảo thủ mặc cảm, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Ngay tại lúc mọi người cả người run lên, Trần Phi lại đột nhiên vẽ tay vi đao, nghiêng chém chém ra, cư nhiên trực tiếp đem Đỗ mới thành đánh lén một đao này, đạn bay ra ngoài, nhất thời làm người sau hơi biến sắc, chợt lộ ra một tia âm ngoan màu sắc trang nhã cũng là có chút thực lực, trách không được dám cản rỡ như vậy kiêu ngạo. Trở lại, nói, chỉ thấy kỳ trong cơ thể võ học nội công cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Lau một cái mạnh mẽ vô cùng kình khí mà theo lòng bàn tay chảy xuôi tới đao phong, hàn mang kia hơi thay đổi phương hướng, cư nhiên mang theo từng mảnh đao ảnh hướng về Trần Phi hai chân lột bỏ. Rất hiển nhiên người này đánh từ vừa mới bắt đầu tự không chuẩn bị lưu thủ, mỗi một lần xuất thủ đều là nhìn đúng Trần Phi chỗ hiểm, hoặc là muốn đoạn hắn cánh tay, chém chân hắn trưởng, thập phần ác độc. Ngay cả Bạch Bân trắng đại thiếu nhìn thấy một màn này, đều có chút khẽ nhíu mày. Một phải không mãn ở đối phương cứ như vậy tại bọn hắn Bạch Gia Thiên Khuê các xuất thủ, có chút quá không nể tình, hai là lúc này đối phương bày ra thực lực, quả thực rất mạnh, liên hắn đều vô ý thức cảm giác được trong lòng có chút áp lực, có chút bất an. Đã có thể sau đó một khắc, hắn nhãn thần lại đột nhiên giật mình. Hơn nữa không chỉ là hắn, ở đây sở hữu những người khác đều giống nhau như đúc. Bởi vì chỉ nghe được răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chuôi này hàn mang đao phong cư nhiên lên tiếng trả lời mà đoạn, một đoạn rơi trên mặt đất, một đoạn chuôi đao đầu kia còn bị Đỗ mới thành dùng tay cầm. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện gì xảy ra, hắn nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn căn bản không có làm rõ ràng, Trần Phi đến tột cùng là như vậy đưa hắn đao cho làm gãy. Có thể tiếp, hắn lại phát hiện mình đã không nên phải hiểu rõ loại chuyện đó mà.
bởi vì hắn chỉ cảm thấy một đạo lăng liệt kình phong hướng về trên mặt của hắn hổ đến. Ba, một tiếng thanh thúy bạt tai thanh đột nhiên tiếng vang, hắn, Đỗ Mới Thành bị một tát này hung hăng hồ ở trên mặt, cả người cùng trước chiêm lăng núi vậy, thân thể không khỏi dạo qua một vòng. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người ngây người. Ngay sau đó nhìn không được một đám trên mặt nổi lên thần sắc kinh khủng. Cái này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hầu như mọi người trong lòng đều có tương tự ý tưởng, phải biết rằng đây chính là ác long đàm hóa đao ổ nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên A, hiện tại cho dù là dẫn đầu đánh lén xuất thủ, lại cư nhiên làm cho một cái tát phiến thân thể xoay quanh, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ tiểu tử kia thực lực, cư nhiên so với Đỗ Mới Thành cái này nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên còn mạnh hơn nữa còn là cường ra rất nhiều. Bằng không tuyệt không biết là loại kết quả này. T. Nghĩ đến đây, không ít người sắc mặt nhìn không được càng thêm thay đổi, thậm chí đều cũng không thiếu cũng hút lương khí thanh âm truyền ra, nhưng ngay sau đó lại bị vô ý thức dừng. Bởi vì nếu là so với Đỗ Mới Thành cái này nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên, đều còn mạnh hơn ra một mảng lớn mà, đây chẳng phải là. Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ, nhưng vào lúc này Đỗ Mới Thành rốt cục có chút bừng tỉnh, vẻ mặt dại ra cùng run rẩy phát ra tiếng. Vì sao không có khả năng, còn nhớ rõ ta vừa rồi theo như lời nói sao, nghe vậy Trần Phi lãnh đạm nở nụ cười một tiếng, đột nhiên lại một lần nữa xuất thủ, một cước vẻn vẹn chỉ là lau trong đầu vai của đối phương mà thôi. Mọi người bên tai lại chợt vang lên xương gãy thanh âm, chỉ thấy Đỗ Mới Thành Đỗ trưởng lão ngụm lớn phun máu hoành bay ra ngoài. Chỉ bằng đối phương vừa rồi đối với hắn đánh lén, cùng với bọn họ phi báo cùng ác long đàm hóa đao ổ thù cũ, hắn căn bản hoàn toàn tự không cần đang suy nghĩ cái gì lưu thủ. Chớ nói chi là hắn hôm nay chuyến này, bản chính là vì lập uy mà đến. Giờ này khắc này, Thiên Khuê các lầu hai nội bộ tính có chút làm cho sợ. Chỉ còn lại có một nơi đống hỗn độn cùng mọi người trái tim phát thông tiếng vang. Bởi vì vô luận là từ Đỗ Mới Thành bị Trần Phi một cái tát phiến ở trên mặt, hay là bị sau đó một cước lau trên bờ vai, thổ huyết bay ra, miêu tả lên tựa hồ rất dài, nhưng thực cũng bất quá chỉ là 2-3 chiêu công phu. Nhưng chỉ có cái này 2-3 chiêu công phu a, lại lệnh đường đường một vị lĩnh nam núi lớn tứ đại ẩn môn một trong ác long đàm hóa đao ổ nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên cường giả. Rơi vào tình cảnh như vậy, bị dường như hình như là tiểu hài tử vậy một cái tát, một cước hồ ở trên người, đây là hạng thực lực khủng bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho dù là Bạch Bân Trắng đại thiếu loại này thiên chi kiêu tử, lĩnh nam núi lớn tứ đại ẩn môn một trong Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền thụ, lúc này cũng không nhìn được mí mắt thẳng run run, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng chấn động. Bởi vì hắn biết rõ loại này chênh lệch cùng với loại này nghiền ép, ý vị như thế nào. Ý nghĩa Trần Phi thực lực không chỉ có vượt qua Đỗ Mới Thành rất nhiều, cũng vượt lên trước bọn họ rất nhiều. Tuy rằng hắn rất không muốn tin tưởng, thậm chí có chút không dám tin tưởng điểm này, nhưng sự thực tựu đặt ở trước mắt, rồi lại không được phép bọn họ không tin. Hắn lại là, cổ vũ giả tiên thiên. Nói loại sự tình này mà, năm đó các ngươi hóa đạo ổ cũng hướng chúng ta phi báo đã làm đi. Chỉ là khác biệt ở chỗ ta vẻn vẹn chỉ là đả thương các ngươi, mà các ngươi năm đó, lại nháo xảy ra nhân mạng. Đang làm hết đây hết thảy sau Trần Phi cũng không có sẽ xuất thủ, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua chiêm lăng núi cùng với Đỗ Mới Thành hai người, mặt không chút thay đổi nói. Tuy nói hóa đạo ổ cùng phi báo năm đó ân ân oán oán, trên thực tế cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng dù sao hiện nay đầu hắn trên chĩa vào có phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên cờ hiệu. Lại thêm xuất phát trước La thủ trưởng đối với hắn nhắc nhở. Chuyện này hắn tự nhiên được thay phi báo muốn một câu trả lời hợp lý. Người hắn mà coi là vật gì vậy? Thật lấy vi thiên phú tốt một chút, thực lực mạnh giờ thì ngon. Ta cho người biết chúng ta ác long đàm hóa đao ổ không có thể như vậy ngồi không? Còn có ta ca ca thế nhưng chiêm hổ, người tin hay không chỉ cần ta một câu nói, là có thể cho các người phi báo đám này rác dưới, đi không ra cái này lĩnh nam núi lớn. Có thể chiêm lăng núi dù sao kiêu ngạo đã quen, tại đây lĩnh nam núi lớn nội từ nhỏ làm trời làm đất lớn lên, lại có ca ca hắn cùng với ác long đàm hóa đao ổ loại này tứ đại ẩn môn cấp bậc quái vật lớn làm chỗ dựa vững chắc, rốt cục nhịn không được Trần Phi dùng như vậy giọng chất hỏi bọn hắn, nhảy ra chỉ vào Trần Phi mũi mắng. Năm đó là bọn hắn làm ác long đàm hóa đao ổ làm, thì thế nào?
coi như nháo xảy ra nhân mạng, thì thế nào? Hắn còn không tin đối phương thật có thể bởi vì, này loại mượn cớ sẽ giết hắn. Phải biết rằng ca ca thế nhưng chiêm hổ, ác long đàm hóa đạo ổ thế hệ này kiệt xuất nhất truyền thụ, thân là như vậy nhân vật kiệt xuất thân đệ đệ, bị dùng loại này sức sẹo lý do dạy dỗ một trầu, đã rất quá phận, càng đừng nói cái gì chuyện năm đó, hoàn toàn là trò cười. Chuyện năm đó mà cũng không phải hắn làm, coi như là, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không phục? Lăng núi, im miệng. Mà ở nhìn thấy loại thời điểm này, chiêm lăng núi lại còn ở chỉ vào Trần Phi mũi mắng, đỗ mới được không từ sợ đến thoáng cái từ dưới đất búng nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch quát lên. Dù sao hắn và chiêm lăng núi loại này không dài óc quần là áo lượt có thể không giống với, đương nhiên minh bạch bọn họ ác long đàm hóa đao ổ cùng đối phương phi báo trong lúc đó thù cũ sâu đậm, cũng minh bạch nếu là đối phương thật đạt tới loại cảnh giới đó, đây cũng sẽ là kinh khủng bực nào một việc. Dù sao hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, đây là hạng ngạo nhân thiên tư a. Nếu là cho hắn thêm 5 năm 10 năm, có thể đi đến loại nào thiên địa, một là hoàn toàn không dám nghĩ, hai là chẳng phải là vô địch. Đi không ra cái này lĩnh nam núi lớn. Tốt, bất quá nghe vậy Trần Phi sắc mặt đã hơi âm trầm xuống, hướng về chiêm lăng núi mặt không biểu tình đi đến. Ngươi muốn làm gì, mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên dám hướng mình đi tới. Trước còn 10 phần phấn khích chiêm lăng núi thoáng cái sắc mặt lại thay đổi, thần sắc tái nhợt, cả người lông tơ dựng đứng, sắc lệ nội cha nói. Siêu! Có thể tiếp, một chương bàn tay lại lặng yên không hơi thở đã xuất hiện ở bờ vai của hắn. Dừng tay, ngay Trần Phi vừa mới chuẩn bị động thủ, cho hắn một bài học lúc, lại có một đạo trầm muộn quát lớn thanh truyền đến. Ừ, chiêm hổ! Bạch Bân dẫn đầu bừng tỉnh, con mắt chỉ hướng về nơi cửa chính quét tới. Theo sát mà, tất cả mọi người mâu quang liền không hẹn mà cùng nhất tề hướng phía cái hướng kia nhìn kỹ đi, thần sắc có vẻ khoa trương cùng kiêng kỵ. Bởi vì chẳng biết lúc nào, đã có một đạo như quỷ mị thân ảnh lặng yên không hơi thở xuất hiện ở nơi ấy. Đạo thân ảnh kia rất cao đại, chừng 2 thước có hơn, giống như là một đầu gấu to vậy, quả đấm nắm chặt lên như là tiểu thớt, hiện đầy tay kén cùng sẹo, gân xanh gồ lên, làm người ta đôi mắt co rụt lại. Thật là hắn, chiêm hổ. Khuôn mặt của hắn thoạt nhìn rất không xuất chúng, thậm chí có một ít khó có thể làm cho nhớ kỹ, có thể cặp mắt kia, nhưng thật giống như là như dã thú, tràn đầy tàn nhẫn cùng vô tình, làm cho chỉ cùng với đối diện một chút cũng cảm giác kim đâm vậy, trong lòng chíp bông. Nhất thời, toàn bộ Thiên Khuê các lầu hai có vẻ lặng ngắt như tờ, có một tên là đè nén bầu không khí, ở lan tràn. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ đi bước một đi tới, ven đường lộ tuyến lập tức phân liệt mà mở. Ít có người dám che ở trước mặt hắn, cũng ít người cũng dám cùng hắn chính diện nhãn thần đối diện. Cuối cùng kéo dài đến Trần Phi bọn họ chỗ ở một chỗ khu vực. Đại ca, người rốt cuộc đã tới. Nhanh tới cứu ta, thấy tình cảnh này, chiêm lăng núi như gặp được cái gì cứu tinh vậy, đảo qua trước trên mặt vẻ lo lắng cùng kinh khủng, vui mừng quá đỗi nói. Buông ra, thấy thế chiêm hổ nhãn thần âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi, đi bước một đi tới Kỳ phụ cận đến. Thân hình khổng lồ, làm cho áp lực cực lớn, còn có dường như dã thú hung ác nhãn thần, như sắc bén răng nhọn vậy, tất cả đều đấu đá bao phủ ở Trần Phi trên người. Chỉ có ác long đàm hóa đạo ổ vị kia nửa bước trước thiên trưởng lão đỗ mới thành thần sắc biến đổi, muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không đem nội tâm lo lắng nói ra. Dù sao hắn thấy, Trần Phi cũng không khả năng đi đến cổ vũ giả tiên thiên, bởi vì hắn là ở quá trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi. Ngươi ở đây ra lệnh cho ta. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai vang lên một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Chỉ thấy Trần Phi hơi đem đặt ở chiêm lăng núi đầu vai tay buông ra, xoay người lại, ngẩng đầu, dần dần đối diện trên đối phương cặp kia nguy hiểm, tràn đầy dã tính ánh mắt, đột ngột khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái làm cho cực sợ cười nhạt. Luận khí thế, hắn sợ quá ai? Mà ở nhìn thấy Trần Phi khóe miệng tia cười lạnh, chiêm hổ vô ý thức một trầu. Đại ca, người này lại dám đối với ta xuất thủ, nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy mà, khiêu khích ta hóa đạo ổ uy nghiêm, tội không thể tha. Ngày hôm nay nhất định không thể để cho hắn chạy thoát, giết hắn. Thế mà hắn loại này buông tay cử động, lại bị chiêm lăng núi cho rằng là cây ết yêu ta đảm sợ. Hắn nhất thời vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói ác độc nói. Tựa như trước hắn nói vậy, hắn chiêm lăng núi hạng thân phận hạng bối cảnh, nhưng ở hôm nay... Ở Trần Phi trong tay mất hết bộ mặt,
nhận hết nhục nhã, còn bị phiến cái tát, chân đá. Hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ loại sự tình này mà phát sinh, hận không thể Trần Phi chết. Chiêm Hổ sư huynh, một hồi hiểu lầm mà thôi, hà tất gây chiến, tổn thương hòa khí. Bạch Bân muốn khuyên can nói. Hiểu lầm sao, ta có thể không cảm thấy đây là một hồi hiểu lầm. Thế mà Chiêm Hổ cũng còn chưa mở miệng, mọi người bên tai lại vang lên lần nữa đạo kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Nói ngươi thật giống như đã quên, ta trước cảnh cáo lời của ngươi. Trần Phi lạnh lùng nói. Dừng tay. Chiêm Hổ nhãn thần một lệ, lấy tốc độ nhanh nhất rút ra một thanh đầu hổ đại đao nhìn về phía Trần Phi, ý đồ ngăn cản Trần Phi tiếp muốn phải làm cử động, đáng tiếc, nhưng vẫn là đã muộn một bước. Trần Phi đã giơ chân lên hung hăng đá vào Chiêm Lăng núi trên mặt, tại chỗ đem đạp bay ra ngoài, vẻ mặt dày ấn, cũng còn có tiên huyết cuồn cuộn tuôn ra. Đây là một lần cuối cùng, tiếp theo ta bảo chứng cho ngươi lại không nói được nói. A, à, Chiêm Lăng núi trên mặt đầu khớp xương chặt đứt mấy cây, đau nhức nhượng hắn nhịn không được kêu lên. Ngươi, nhất thời thân cao thể tráng Chiêm Hổ bộc phát ra một cây S-I-O-T-A người gầm nhẹ, gân mạch gây sự chú ý khởi bắp thịt trên hiện ra nhạt hắc sắc yên vụ, xuất xứ từ sao động nội công tâm pháp, kình khí tuôn ra. Hắn nhãn thần trong nháy mắt trở nên hung ác, thiếu chút nữa không trực tiếp dẫn theo trong tay đầu hổ đại đao chặt bỏ đi. Phải biết rằng Chiêm Lăng núi thế nhưng hắn thân đệ đệ, hiện tại lại cư nhiên bị làm trò mặt của hắn mà như vậy chịu đòn, và lại còn là hầu như không nể mặt cái loại này. Cái này không chỉ là ở nhục nhã đệ đệ hắn, cũng hay là đang nhục nhã hắn Chiêm Hổ bản thân. Xem ra năm đó sự kiện kia mà, các người phi báo còn vẫn canh cánh trong lòng, không phục lắm. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi điềm nhiên nói. Là có giờ không phục, nếu để cho ta ra đời sớm mấy năm, liên tục vắng họp hai giới võ học đại hội, tự ứng cai thị các ngươi ác long đảm hóa đạo ổ. Trần Phi nhàn nhạt đáp lại nói. Phải. Nghe vậy Chiêm Hổ cặp kia tràn đầy dã tính con ngươi hàn mang lóe lên, bỗng trong tay đầu hổ đại đao lôi kéo bên ngoài. Tích, nhạt hắc sắc yên vụ sao động, nhận núi hàn mang, lại đột nhiên hướng về Trần Phi ngực chém tới vậy nếu không hiện tại tự thử nhìn một chút. Hắn cư nhiên động thủ. Hắn dường như phát cuồng như dã thú đụng mở hết thảy trước mắt, trong tay vũ đầu hổ đại đao rất đáng sợ, xương hàn từ trận. Dù là Bạch Bân trắng đại thiếu nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc, nuốt nước miếng một cái. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, Chiêm Hổ lúc này triển hiện ra lực lượng, lại cũng so với trước đỗ mới thành lợi hại nhiều. Nguyên lai nửa bước tiên thiên vẫn có thể đi đến loại trình độ này, chẳng lẽ Trần Phi cũng giống như vậy? Xôn xao. Đương nhiên không chỉ là hắn lúc này thần sắc thay đổi, ở đây không ít người vậy. Nhất thời lầu hai nội từ trận thấp giọng kinh tiếng ồn ào truyền đẩy ra đến, không ít người thần sắc sợ hãi nhìn Chiêm Hổ, da mặt tử hơi run run, kìm lòng không đậu vô ý thức lui về phía sau. Người này đơn giản là cái quái vật. Ông tương đương. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo làm người ta trái tim khó chịu ông Minh Thanh đột nhiên vang lên. Mọi người bất ngờ thần sắc có chút đờ đẫn trông thấy, Chiêm Hổ trong tay chuôi này đầu hổ đại đao, cư nhiên bị Trần Phi một trưởng đánh bay. Xem ra ngươi thật đã cho ta là với ngươi nói chơi. Trần Phi mặt không biểu tình nhìn đối phương, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, xẹt qua một tia hàn ý. Khiến chính khó có thể tin trước mắt một màn này, thần sắc hơi đờ đẫn Chiêm Hổ, đôi mắt chợt co rụt lại. Hình ý quyền hổ hình, hổ bào. Có thể tiếp hắn màng tai lại phảng phất bị đánh rách tả tơi vậy, bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một vua bách thú mãnh hổ thú khiếu sơn lâm tiếng gào thét, đột ngột nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên mặt đất, làm ra giống trạng thái, sau đó bỗng nhiên xoay thắt lưng đứng dậy một quyền oanh đập ra. Thật giống như mãnh hổ đi săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Phanh! Không, một khó có thể ức chế cắt không khí tiếng vang triệt màng tai. Cũng khiến một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, xông lên Chiêm Hổ trong lòng, làm hắn điên cuồng hét lên ra. Thần sắc hắn mạnh thay đổi, thân hình mạnh rút lui, tốc độ cực kỳ nhanh, cư nhiên thật tại nơi chỉ mảnh treo chuông tránh thoát Trần Phi quả đấm. Nhưng dù vậy, vẻn vẹn tại na phiến khắc gian, hắn toàn bộ thân thể cao lớn không ngờ trải qua bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nhất là phía sau lưng, càng thêm mồ hôi như mưa sâm, có như vậy một tia lạnh lẽo. Loại cảm giác này hắn tốt nửa ngày mới chật vật đè xuống, lại nhìn phía Trần Phi ánh mắt lại nhiều hơn lau một cái ngưng trọng cùng hoảng sợ. Theo,
thần sắc hắn vi bạch, da mặt run run, nhíu nhìn Trần Phi lạnh lùng nói cổ vũ. Tiên thiên. Lời vừa nói ra, mọi người đôi mắt nhất thời co rụt lại. Cổ vũ, tiên thiên. Thiên Khuê các lầu hai quanh quẩn không ít người cũng hút lương khí thanh âm, nét mặt tất cả không hẹn mà cùng đều là kinh hãi cùng chấn động. Phải biết rằng, tuy nói bọn họ trước đã có suy đoán, nhưng khi loại vấn đề này chân chính bị đặt ở trên mặt nổi, bị chiêm hổ loại này chân chính có tư cách xác định xuống người, xác định xuống tới, công chư ở chúng sau, bọn họ cũng còn là khó nén trong lòng phân rung động, cảm giác hết sức khó có thể tin. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A, toàn bộ võ lâm có thể có bao nhiêu? Không có thể như vậy đùa giỡn. Huống chi hắn mới bây lớn, đính thiên cũng liền 26, 7 đi. Chỉ nghĩ muốn để người khó có thể tiếp thu. Hắn lại thực sự là một vị cổ vũ giả tiên thiên. Có người tắc nhìn không được thất thần nói, vẻ mặt thần sắc cổ quái. Sau đó, đông đảo người ánh mắt liền ngưng tụ ở Trần Phi trên người, hơi cứng ngắc chuyển không đi. Phải biết rằng cổ vũ giả tiên thiên loại tầng thứ này siêu cấp cường giả, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, tại đây lĩnh nam núi lớn nội, thậm chí toàn bộ võ lâm, đều tuyệt đối xưng là kim tự tháp đỉnh thượng tầng. Vì vậy coi như là tứ đại ẩn môn loại cấp bậc đó tông môn, gia tộc, kỳ có tiên thiên cường giả số lượng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể lấy 5 ngón tay số đến tính toán, và lại còn câu đều là cái loại này thất lão 80 lão gia này, hay hoặc là đời trước. Trên đời trước chân chính kiệt xuất truyền thụ đệ tử, mới có khả năng đi đến loại trình độ đó. Nhưng còn bây giờ thì sao, Trần Phi như vậy một cái chính là hơn 20 tuổi thiếu niên, thậm chí ngay cả chiêm hổ cũng còn nếu so với năm nào dài 3-4 tuổi, lại dĩ nhiên đã bước vào cổ vũ giả tiên thiên cảnh. Loại sự tình này mà, chớ nói mọi người tại đây không nghĩ ra, coi như là chiêm hổ, bạch bân loại này tứ đại ẩn môn truyền thụ cấp bậc kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng đồng dạng không nghĩ ra. Bọn họ hiện tại quả thực có dũng khí sắp mê muội cảm giác, huyệt thái dương hàng loạt co quắp, hàng loạt đau. Người này, đến tột cùng lai lịch gì? Chiêm hổ trong đầu không ngừng sôi trào những lời này, lòng bàn tay mờ u bàn tay lại sớm đã thành ướt đẫm, mờ quang lóe ra bất định. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được đối phương trước theo như lời nói, tựa hồ thật không vậy đùa giỡn. Nếu là người này thật sinh ra sớm cái 10 năm 8 năm, năm đó chỉ sợ sẽ là bọn họ hóa đạo ổ bị nháo tai nạn chết người, sau đó mấy năm vắng họp cần thịnh hội. Ca, ngay cả trước kiêu ngạo không thay đổi Chiêm Lăng Phong lúc này đều đã bị sợ choáng váng, đứng ở chiêm hổ phía sau lạnh run nói. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A, mặc dù là bọn họ ác long đàm hóa đạo ổ, cũng không nhiều ít. Câm miệng, nghe vậy chiêm hổ lệ quát một tiếng, sợ đến Chiêm Lăng Phong cả người mạnh run rẩy, mau ngậm miệng. Sau đó chỉ thấy kỳ hung sát đôi mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, nhìn Trần Phi nhàn nhạt trầm giọng nói các hạ nếu đã bước vào cái cảnh giới kia, còn như vậy ỷ lớn hát yêu ta nhỏ, tựa hồ có chút không thích hợp, cũng không quá phù hợp chúng ta tứ đại ẩn môn quyết định quy củ đi. Thanh âm của hắn, ở tứ đại ẩn môn cùng với quy củ hai cái này từ ngữ trên, tận lực tăng thêm một ít giọng nói, hiển nhiên là ở nói cho Trần Phi, cái này lĩnh nam núi lớn, hay là bọn hắn tứ đại ẩn môn định đoạt. Coi như ngươi Trần Phi đã bước vào cái cảnh giới kia, cũng không có thể tại đây lung tung làm càn. Quy củ, xin lỗi, ta cũng không biết các ngươi có cái gì quy củ, rồi hãy nói, cái đó và ta có quan hệ sao? Thế mà Trần Phi lại căn bản cũng không mua sổ sách, một bên lần thứ hai đi hướng đối phương, một bên thần sắc lãnh đạm chậm rãi nói. Hắn ngày hôm nay vốn là tới gây chuyện, lập uy, tự nhiên lười cùng đối phương đông nói tây nói cái gì lời thừa. Hơn nữa. Vừa rồi hắn quả thực không nghĩ tới, ở khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, đối phương lại còn có thể tránh thoát hắn một quyền kia, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một ít lòng háo thắng, muốn trở lại một chút. Ngươi còn muốn động thủ, thấy tình cảnh này, dù là chiêm hổ trước cái loại này hung tính, lúc này cũng không nhịn được hơi biến sắc, lui về phía sau một bước. Thấy tình cảnh này, không ít người ngầm ồ lên líu lưỡi. Không nghĩ tới chiêm hổ loại này hung nhân cư nhiên thực sự rút lui, khó gặp. Hanh, thật to gan, thật đã cho ta hóa đạo ổ sợ ngươi sao? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng chói tai tiếng hừ lạnh chợt vang lên, chợt một đạo hắc ảnh trong tầm mắt mọi người nội đột một lược ra, kèm theo làm người ta sợ hãi khí thế tràn đầy. Một già nua, bàn tay gầy guộc rồi đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trên đầu mặt, một luồng sợi màu đen khí lưu ở phía trên ngọa nguậy.
hung hăng xuống phía dưới đè một cái. Nhất thời mọi người tại đây đều biến sắc, bởi vì khí thế loại này cùng với đạo kia đột ngột xuất hiện bóng đen chân thực thật là đáng sợ, tuyệt đối là cổ vũ giả tiên thiên mới có tư cách đạt tới trình độ. Một trưởng kia nhắm ngay Trần Phi đầu, nghĩ là muốn kỳ chụp nát. Nguyên lão tổ, mà ở nhìn thấy thân ảnh kia đích thực dung, Bạch Bân Trắng đại thiếu không khỏi chợt đổi sắc. Bởi vì già nua, khổ bàn tay chủ, chính là ác long đàm hóa đạo ổ tứ đại cổ vũ giả tiên thiên lão tổ một trong Nguyên Liệt Cương. Cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Mà ở nhìn thấy vị đại nhân này vật xuất hiện, cái khác lầu các nội mọi người tự nhiên sắc mặt kinh khủng cùng kính úy vô ý thức lui về sau, chỉ có Chiêm Hổ, Chiêm Lăng Phong cái này hai huynh đệ, còn có hóa đạo ổ nửa bước trước thiên trưởng lão Đỗ mới thành trên mặt nhanh chóng lộ ra sắc mặt vui mừng, lại gần đi qua. Lão tổ, giết hắn. Chiêm Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán độc cùng dữ tợn nói rằng. Hắn vừa bị Trần Phi một cước đạp bay, hôm nay cả người đều là thương, lời nói mặt đều đau, tự nhiên lửa giận ngút trời, khó có thể ức chế. Thương! Đã có thể sau đó một khắc, mọi người bên tai lại vang lên một đạo giống như kim qua giao kích thanh âm, nhất thời chỉ cảm thấy màng tai hung hăng chiến giật mình, lại là mê muội lại là quá đau đớn. Vô ý thức cầm cái lỗ tai, chống đối tạp âm. Bất quá cũng có người có thể ngăn cản sóng âm kia tập kích, ngẩng đầu, trong tầm nhìn chính nhìn thấy Thành Bay chính thong thả buông nâng tay lên trường, thần sắc lãnh đạm, sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà vị kia bị chúng người coi là Nguyên lão tổ bóng đen, cũng đã thân hình hơi lóe lên, tiếp theo xiếp xuất hiện ở Chiêm Hổ đám người trước mặt, dùng một đôi âm không gì sánh được hàn con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phi. Hắn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể như vậy bình thản, tiếp được hắn Nguyên Liệt Cương một trường. Ngươi là phi báo người, Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ cả người hiện lên nhàn nhạt hắc khí, giống như cây khô ra trồng chất mi mắt nhộn nhạo một tia vô cùng kinh ngạc. Cùng lạnh lùng vẻ, hỏi người khác trước, không phải là hẳn là trước giới thiệu bản thân sao? Nhưng Trần Phi lại không cho hắn mặt mũi, thản nhiên nói. Nghe vậy thấy thế, nhất thời lầu các nội mọi người không khỏi phát sinh ồ lên thanh âm, thậm chí không hẹn mà cùng vô ý thức thần sắc có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ không có thể như vậy Chiêm Hổ, đây chính là một vị chân chân chánh chánh cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Và lại nghe nói còn là tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Cái loại này tầng thứ đại nhân vật, chỉ sợ cũng xem như là nhìn chung toàn bộ lĩnh nam núi lớn, nhìn chung tứ đại ẩn môn nội, cũng không mấy cái. Lại không nghĩ rằng Trần Phi loại này người hiểu biết ít vãn bối, dám lấy như vậy giọng nói cùng hắn Nguyên Liệt Cương như vậy nói. Coi như kỳ cũng mới vào cái cảnh giới kia. Mà nếu cái này như vậy, không cảm thấy vẫn còn có chút thật ngông cuồng sao? Hanh! Quả nhiên, nghe vậy Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, một trương cây khô vậy nét mặt già nua mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống, trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới Trần Phi ở trước mặt hắn đều dám càn rỡ như vậy bưng cầm. Cũng thật cho là mình là một bao nhiêu nhân vật. Một cái trẻ tuổi như vậy cổ vũ giả tiên thiên gia sơ kỳ, cố nhiên làm cho sợ hãi than. Có thể ở trong mắt của hắn, cũng chỉ thuộc về giết có thể hơi có chút phiền phức cái loại này. Dù sao hắn Nguyên Liệt Cương đều ở cảnh giới này đủ ngây người hơn 20 năm, qua nhiều năm như vậy tích lũy, lại là bình thường. Nguyên Liệt Cương, ngươi có phải là thật hay không cho là chúng ta phi báo dễ khi dễ? Có thể nhưng vào lúc này, lại một nói tràn đầy ma tính lãnh tiếng vang lên, trước mắt mọi người liền nhìn thấy một vị béo đô đô mặt tròn nam tử hơn 40 tuổi. Vẻ mặt âm trầm đi vào Thiên Khuê các lầu 2, nhìn Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ lệ thanh nói. Mà hắn lúc này cả người tán phát khí tức, cũng thập phần dọa người, thậm chí khiến ở đây không ít người đều kìm lòng không đậu cảm giác được áp lực, hô hấp khó chịu, nhất thời mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn nhiều hơn lau một cái rung động. Đó không phải là Vương Đại Sơn sao? Phi báo cối tử tay, cười mặt ma, hắn cư nhiên cũng đột phá đến tiên thiên cảnh. Có người tựa hồ nhận thức Vương Đại Sơn, đầu tiên là sửng sốt, mà là vẻ mặt giật mình kinh hô lên. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đột phá đến tiên thiên cảnh. Phải biết rằng Vương Đại Sơn ở giang hồ núi danh tiếng cũng không yếu, nhất là người này phát điên đến, vậy đơn giản lục thân không nhận, giết người không chớp mắt. Dẫn đến rất nhiều người thấy hắn đều là đi vòng. Không nghĩ tới loại này tên đều dĩ nhiên đã thành công đột phá đến tiên thiên, cái này thật đúng là làm cho. Không tưởng được a, khó có thể tin. Vương Đại Sơn, hiện tại hình như là các ngươi phi báo người không tuân quy củ. Ngay cả Nguyên Liệt Cương ở nhìn thấy người,
cũng không nhịn được hai mắt theo bản năng trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Rất nhiều trầm mặc nửa ngày sau, hắn mới vẻ mặt âm sâm sâm mở miệng, nói. Ngược lại không phải là hắn Nguyên Liệt Cương sợ, mà là hiện tại Vương Đại Sơn là cổ vũ giả tiên thiên, Trần Phi cũng là cổ vũ giả tiên thiên. Lấy hai chọi một, hắn cũng không chiếm cái gì ưu thế a. Quy củ, cái này từ lão nhân ra ngươi trong miệng nói ra, nhưng thật ra có mới mẻ. Năm đó các ngươi hóa đạo ổ nếu giảng quy củ, người của chúng ta, sẽ chết sao? Nghe vậy Vương Đại Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh nói. Năm đó, ha ha. Nghe thế Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ âm cười lạnh cười, vẻ mặt trên khuôn mặt già nua tuôn ra châm chọc nói ngươi nếu nói rằng năm đó. Lẽ nào năm đó người chết, còn không có cho các ngươi phì báo tiếp thu đầy đủ giáo huấn? Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, lĩnh Nam núi lớn là chúng ta cổ vũ giả địa bàn, có thể không chào đón các ngươi như vậy chó săn. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người nhất thời một mảnh ồ lên. Vương Đại Sơn cũng không nhìn được nhãn thần âm ngoan nhìn Nguyên Liệt Cương, giọng nói lạnh lẽo nói lão già kia, có mấy lời lung tung nói cần phải phụ trách. Phụ trách, trò cười. Nghe vậy Nguyên Liệt Cương châm chọc cười, nhãn thần ở Vương Đại Sơn còn có Trần Phi trên người xoay quanh, lạnh lùng nói đừng thật cho rằng vận khí tốt vừa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, là có thể cùng ta Nguyên Liệt Cương chạy song song với, nói chuyện ngang hàng. Nói thiệt cho các người biết, chỉ ngươi các hiện tại loại trình độ này, đính thiên cũng liền tiên thiên sơ kỳ đoạn kết của trào lưu, coi là cái gì. Như vậy nói như vậy theo, hắn già nua, còng xuống thân thể nội lại từ từ tản mát ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức, nhất thời làm cảm thụ nó mọi người cả người mạnh giật mình, trái tim điên cuồng loạn động lên, sờn tóc gáy. Hiển nhiên, làm cổ vũ giả nửa bước tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong Nguyên Liệt Cương, quả thật có nói dọa tư bản. Chí ít mọi người tại đây chỉ là chống đối khí thế của hắn đều rất khó, chứ nói chi là động thủ thật. Đối với chưa đi đến cái cảnh giới kia võ lâm trong rừng người mà nói, vô luận là tiên thiên sơ kỳ, hay hoặc là tiên thiên sơ kỳ đỉnh, ở trong mắt bọn hắn có thể khác biệt cũng không lớn, bởi vì bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể phán đoán mà thôi, mà không cách nào lý giải loại cảnh giới đó chân chính rộng rãi. Nhưng trên thực tế, mặc dù là đều là cổ vũ giả tiên thiên, có đôi khi, thực lực cũng sẽ kém có chút cách xa, tỉ như Tiêu gia vị kia Lan lão cùng với Vương Đại Sơn. Làm chân chính cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh, Nguyên Liệt Cương đương nhiên rất rõ ràng điểm này, rõ ràng Trần Phi, Vương Đại Sơn loại này mới vào tiên thiên cảnh giới người hiểu biết ít mặt học, cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch, vì vậy hắn mới như vậy chẳng đáng. Mà hắn lúc này cả người phát ra cái loại này khủng bố mạnh mẽ khí tức, cũng chứng minh rồi đây hết thảy. Một luồng sợi hắc sắc khí lưu khiến người da đầu tê dại quay chung quanh ở trên người hắn, làm cho vô ý thức có dũng khí sắp sửa hít thở không thông sai lầm, một trận da đầu tê dại, mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống, như không thể xâm phạm tôn chủ vậy. T. Không ít người thần sắc hoảng sợ lui ra phía sau, cũng hút lương khí. Có thể thẳng đến loại thời điểm này, bọn họ mới chính thức ý thức được, tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp khác cường giả, là có kinh khủng bực nào, thậm chí làm cho run. Mà ở đối mặt cái loại này làm cho uy thế dưới, Vương Đại Sơn như trước mặt không biểu tình trầm mặt, nhìn Nguyên Liệt Cương, không tự chủ được lạnh như băng con người bay bổng theo một loại hung mũi nhọn. Quả thật, thực lực đối phương có lẽ là so với hắn cường ra rất nhiều, bất quá. Hắn Vương Đại Sơn hiện tại cũng không phải là ngồi không. Xem ra Nguyên lão tổ ngươi rất tự tin a. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo tuổi còn trẻ lãnh đạm thanh âm chợt đang lúc mọi người bên tai vang lên. Chỉ thấy Trần Phi một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người híp mắt theo, nhìn đối phương, nói đã như vậy nói, nếu không chúng ta song phương bày trận, vẽ dưới đạo nhi, thử nhìn một chút. Bày trận, vẽ dưới đạo nhi. Nguyên Liệt Cương hai mắt híp một cái, chậm rãi nói tiểu tử, ngươi có ý tứ. Có ý tứ. Nghe vậy Trần Phi nhìn chằm chằm Nguyên Liệt Cương trương dường như cây khô vậy già nua khuôn mặt, trên mặt lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu vẻ. Sau đó chậm rãi nói cái này đều nghe không hiểu sao. Ta nói, ước chiến, ta đại biểu phi báo, hướng ngươi ác long đàm hóa đạo ổ khiêu chiến. Thập, cái gì? Khiêu chiến. Cái này hai chữ vừa ra, chiến trường mọi người nhất thời sôi trào. Thậm chí ngay cả Nguyên Liệt Cương trước trương không ngừng nét mặt già nua, lúc này đều có chút hơi âm trầm xuống. Khiêu chiến, phải biết rằng loại này từ nhi, có việc mà cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói lung tung. Ừng ực,
không ít người cũng không nhịn được vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì bọn họ quả thực không nghĩ tới Trần Phi lá gan cư nhiên như thế to lớn, dám ở trường hợp này, làm cho Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ Nguyên lão tổ mặt mà, nói ra những lời này. Đại biểu phi báo hướng Hóa Đao Ổ khiêu chiến. Phải biết rằng, đây chính là tứ đại ẩn môn một trong Hóa Đao Ổ A. Nếu thật đánh nhau, nháo lớn như vậy, đã có thể thực sự ra đại sự. Dù sao tuy nói phi báo vô luận là nội tình hay là thực lực, cũng không thể cùng tứ đại ẩn môn một trong Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ đánh đồng, nhưng vấn đề là, phi báo trên đầu chĩa vào có quốc gia hai chữ. Loại thân phận này không có thể như vậy đùa giỡn. Làm càn. Có thể nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, mâu quang âm xâm xâm mở miệng nói ngươi cho là mang ra lời như vậy mà, ta Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ sẽ sợ. Hơn nữa chỉ bằng ngươi, có tư cách đại biểu phi báo nói ra những lời này sao? Hiển nhiên, coi như là Nguyên Liệt Cương loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh, đường đường tứ đại ẩn môn một trong Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ tiên thiên lão tổ, cũng vẫn là không muốn đơn giản cùng quốc gia đối nghịch. Vì vậy lúc này cho dù ai đều có thể đủ nghe được, hắn khẩu khí tuy rằng còn là thực cứng, nhưng cũng đã hơn một ít sắc lệ nội cha mùi. Bằng không cũng sẽ không nhiều hơn câu nói sau cùng kia. Dù sao tuy nói hắn Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ rất mạnh, ở trên giang hồ cũng rất có địa vị, nhưng vấn đề là loại sự tình này mà. Vạn nhất chọc tới mặt trên sinh khí, chỉ sợ cái gì cái gọi là địa vị, thực lực, cũng phải không tốt, thậm chí nếu không may đến lúc đó phía sau hắn Hóa Đao Ổ cũng phải có đại phiền toái, đó mới thực sự hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta nghĩ ngươi hình như có chút lý giải sai ta nói. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại cười tủm tỉm lạnh lùng nói ta nói, đại biểu phi báo hướng các ngươi Hóa Đao Ổ khiêu chiến, cùng khác bất luận cái gì cũng không quan hệ. Còn nhớ rõ 9 năm trước chuyện này sao? 9 năm trước? Nghe vậy Nguyên Liệt Cương thật sâu nhíu mày một cái, nhìn Trần Phi sắc mặt âm trầm nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Rất đơn giản, 2 ngày sau, Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, chúng ta song phương các phái ra 2 người thua chiến, tiên thiên cảnh giới đi. Quy củ là phương đó trước đem đối phương 2 người toàn bộ đánh bại, liền coi như là thắng. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút. Một đôi con ngươi đen nhánh tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyên Liệt Cương, lại chậm rãi khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, nói đến mức thua nhất phương, tự thành thật ổ ở nhà đợi mấy năm, kế tiếp 2 giới võ học đại học tất cả không có khả năng ra lại tịch, thế nào? Xôn xao. Trần Phi lời vừa nói ra, hiện ở mọi người nhất thời một mảnh ồ lên. Không ít người đều dùng một loại thần sắc cổ quái nhìn Trần Phi. Xem ra tiểu tử này là quyết tâm nên vì phi báo đem năm đó sự kiện kia mà, tìm về bãi A. Bất quá tiên thiên cường giả trong lúc đó chiến đấu. Một chốc, nhất thời mọi người hơi đôi mắt phát sáng lên, trong ánh mắt như có như không hiện lên vẻ mong đợi. Bởi vì phải biết loại cấp bậc đó giao thủ, bình thường thế nhưng rất hiếm thấy, chớ nói chi là nhân số còn nhiều hơn đạt 4 cái, chỉ nghỉ muốn, tự làm cho không người nào so với chờ mong một màn kia. Ha ha! Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ âm xâm xâm cười cười, một đôi âm trầm con ngươi rơi vào Trần Phi trên người, khóe miệng chẳng đáng xem ra ngươi thật đúng là cho là mình là một nhiều nhân vật lợi hại. Nói đến đây hắn nhãn thần rồi đột nhiên tuôn ra lau một cái lạnh lùng, tự tiếu phi tiếu nói đã như vậy, ta Hóa Đao Ổ đương nhiên có thể đòi hỏi của các ngươi nguyện vọng. Chỉ là, khuyên các ngươi tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, 9 năm trước là kết quả gì, 2 ngày sau, vẫn là vậy. Phải. Nghe vậy Trần Phi hơi ma sát ngón tay, ngẩng đầu, đồng dạng cũng là tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương, thản nhiên nói hiện tại cũng không còn bắt đầu. Quá tự tin, cũng đến lúc đó nói thu không trở lại. Đến lúc đó mỏi mắt mong chờ đi. Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ châm chọc nở nụ cười một tiếng, chợt nhãn thần rơi vào Trần Phi trên người, lắc đầu, thản nhiên nói thanh niên nhân, khuyên ngươi một câu, có đôi khi thiên phú cũng không thể để xuống cơm ăn. Xem ra các người phì báo mấy năm nay thực sự là càng ngày càng vô dụng, ai, yên tâm đi, 2 ngày sau, ta sẽ nhường ngươi lưu lại suốt đời khó quên ấn tượng. Lời vừa nói ra, nhất thời không ít người hơi đôi mắt co rút lại, bởi vì... Này loại nói, chẳng phải là đại biểu cho hắn Nguyên Liệt Cương muốn đích thân xuất thủ. Phải biết rằng, hắn thế nhưng tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Phải, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ đi, nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười. Nếu là không nắm chặt, hắn sẽ trêu ghẹo mãi ra loại sự tình này mà sao? Ha ha,
vậy hai ngày sau gặp lại sau. Nga, được rồi, thừa dịp hai ngày này cơ hội, các người có muốn thử một chút hay không lại nỗ đem lực, nói thêm thăng một ít thực lực, nếu không đến lúc đó nếu là quá không thú vị, có thể tựu không có ý gì. Đi, cuối cùng lưu lại một câu chào phúng, Nguyên Liệt Cương mang theo Chiêm Hổ đám người nghênh ngang mà đi, không người dám ngăn. Mà Chiêm Hổ xoay người rời đi lúc, tắc ánh mắt thoáng ở Trần Phi trên người dừng lại một hồi, cặp kia tràn đầy dã tính đôi mắt hơi bay bổng ra một luồng sát khí, bất quá thoáng qua rồi biến mất, bị phải che giấu, tựa hồ tạm thời còn không dám hiển lộ quá mức rõ ràng. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi hơi hí mắt cười cười, ngược lại cũng không thế nào lưu ý cái tên kia. Dù sao thực lực kém quá cách xa, chân thực không để được kính nhi. Hô! Mà ở thấy tình cảnh này, Thiên Khuê các lầu hai đông đảo người nhất là Bạch Bân còn lại là thoáng thở dài một hơi. Dù sao tuy rằng tiên thiên cường giả trong lúc đó chiến đấu cực kỳ hiếm thấy, có thể hắn, có thể bọn họ cũng không nguyện thấy ở loại địa phương này bạo phát, nói cách khác, tất nhiên là thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương. Bất quá bây giờ bọn họ đã đạt được đáp án xác thực, hai ngày sau, Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, Phi Báo cùng với Ác Long đàm hóa đạo ổ bốn đại tiên thiên cường giả sẽ có đánh một trận. Đến lúc đó tất nhiên náo nhiệt vạn phần. Nhất thời không ít người đã bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào sớm chạy tới cướp vị trí. Dù sao loại tràng diện này nếu là bỏ lỡ, vậy thực sự quá đáng tiếc. Đương nhiên còn có một số ít người, dùng ước ao, kiêng kỵ nhãn thần, lặng lẽ trộm nhìn như trước còn dừng lại ở trên trời Khuê các lầu hai nội Trần Phi bối cảnh, chỉ cảm thấy người này trăm triệu chọc không được, quá mang thù, 9 năm trước chuyện này cũng còn không buông tha. Tổng huấn luyện viên, nhưng vào lúc này, Vương Đại Sơn vẻ mặt trần trờ đi ra Trần Phi bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi. Người có đúng hay không không hiểu nổi ta vì sao biết làm ra loại sự tình này mà. Thấy thế Trần Phi sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, khoát tay áo, giải thích nói lúc đầu ta là không muốn làm như vậy, bất quá trước khi tới, La Thủ trưởng lại cố ý tìm tới ta, nhượng ta tốt nhất có thể đem năm đó sự kiện kia mà tính một lần. Mà ta thực lực bây giờ. Nếu là đúng Chiêm Hổ cái loại này nửa bước tiên thiên hạ thủ, quả thật có chút không lớn hợp, cũng không thể nào nói nổi, vì vậy. Có thể Nguyên Liệt Cương thế nhưng tiên thiên sơ kỳ đỉnh, hơn nữa trừ hắn ra, Ác Long đàm hóa đạo ổ cái khác ba vị tiên thiên cường giả cũng không phải đèn hết dầu, có người nói trong đó có một vị, thậm chí đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Nghe vậy Vương Đại Sơn hơi sững sờ, vẫn còn có chút lo lắng đi. Dù sao nếu là vị kia hóa đạo ổ tiên thiên trung kỳ lão tổ tự mình xuất thủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhiều hơn nữa mấy cái hắn Vương Đại Sơn đều là không tốt, căn bản cũng không phải là đối thủ. Sợ cái gì, không phải là còn có ta. Nghe vậy Trần Phi không thèm để ý chút nào, cười khoát tay nói rồi hãy nói bọn họ chỉ cần không phải óc bị cửa kẹp, lại không thể có thể phái ra vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả nghênh chiến, bằng không cái này đều được cái gì. Cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Coi như bọn họ không cần cố kỵ mặt trên, được không xấu, cũng còn là hội yếu giờ mặt đi. Cái này, được rồi, nghe vậy Vương Đại Sơn tuy rằng vẫn còn có chút chần chờ, nhưng vẫn là theo thành thật ngậm miệng. Dù sao loại sự tình này mà Trần Phi đều không lo lắng, vậy hắn cũng quả thực cũng không sao lo lắng cần phải. Bởi vì một là Trần Phi so với hắn cường, đến lúc đó nhất định là chủ lực. Thứ hai là Trần Phi mới là tổng huấn luyện viên. Mà hắn Vương Đại Sơn chỉ là cái phó. Coi như là phải bị trách, cũng không tới phiên trên đầu hắn a. Mấy ngày kế tiếp trong, Thiên Khuê núi Thiên Khuê phường thị trở nên càng phát ra náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều cổ vũ giả từ bốn phương tám hướng tới rồi, hội tụ nơi này, nhất là này chính mình cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn, chân chính có tư cách, ở hai ngày sau leo lên Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh tông môn hoặc gia tộc, càng ân cần dị thường. Dù sao cũng là tứ đại cổ vũ giả tiên thiên cường giả muốn động thủ, loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Chớ nói chi là trận này đánh cuộc song phương còn là Phi Báo, cùng với tứ đại ẩn môn một trong Ác Long đàm hóa đạo ổ. Trong lúc nhất thời, hôm nay Khuê núi trở nên có chút gió nổi mây phun lên, đã có một ít trở thành gần đoạn thời gian toàn bộ phía Nam Võ Lâm tối chú mục chính là địa phương, bị thụ quan tâm. Người càng ngày càng nhiều a. Một ngày sau. Thiên Khuê phường thị một tòa cao vót lầu các trên, Trần Phi ngồi ở vị trí tựa cửa sổ nhìn trên đường phố lui tới nhốn nháo người đầu, nhịn không được chép miệng một cái. Vẻn vẹn cũng liền một đêm thời gian, hôm nay Khuê phường thị nội. Ít nhất, nhiều hơn mấy trăm nhiều người,
hơn nữa không ít vừa nhìn cũng biết là cái loại này lai lịch không nhỏ, thực sự là. Đều chạy tới vô giúp vui. Bất quá không phải không thừa nhận, cái này lĩnh nam núi lớn nội không hổ là phía nam võ lâm, tuyệt đại đa số người trong võ lâm hay hoặc là tông môn, gia tộc đại bản doanh, cùng ngoại giới có chất lượng chênh lệch. Tôi rõ ràng, chính là lúc này đi ở Thiên Khuê phường thì nội này khắp nơi cổ vũ giả, cư nhiên nhất lưu cổ vũ giả trình tự đã ngoài lại cùng chơi dường như, khắp nơi đều có thể nhìn thấy không nói, thậm chí ngay cả nửa bước tiên thiên cái loại này trình tự, đều có chút trở nên không gì lạ. Cứ như vậy buổi chiều phơi nắng một hồi thời gian, hắn ít nói đều đã nhìn thấy hơn 10, quả thật có chút kinh người. Mà những người này trong miệng đề tài nghị luận, sợ rằng ngoại trừ Thanh Khâu đám kia vô luận là đi tới chưa, đều dị thường bắt mắt, dường như bảo thạch vậy thiên chi kiêu nữ ở ngoài, bọn họ những người này nghị luận nhiều nhất chỉ sợ cũng phải kể tới một ngày sau đại chiến. Phi báo versus ác long đàm hóa đao ổ. Cổ vũ giả tiên thiên versus cổ vũ giả tiên thiên. Trên thực tế, chỉ nghĩ muốn, cái này tuyệt đối là đủ để làm người ta chấn động tràng diện, bởi vì bình thường căn bản là không thấy được. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A, hạng thân phận, hạng địa vị, vô luận là đặt ở bất luận cái gì Nam Bắc võ lâm kích thước tông môn hoặc gia tộc, đều tuyệt đối là cái loại này nhất ngôn cửu đỉnh trụ của tồn tại, thân phận địa vị cao thượng không gì sánh được, lại là tùy tùy tiện tiện có thể thấy bọn họ tự mình xuất thủ. Chớ nói chi là có người nói lần này, trong đó một vị đến từ phi báo cổ vũ giả tiên thiên cường giả, cư nhiên, cũng chỉ có 26-27 tuổi. Trên thực tế không ít người vừa lấy được loại tin tức này, đều là thiếu chút nữa ngất. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A. Trong chốn võ lâm chân chính có tư cách được khen là ngôi sao sáng tồn tại, coi như là tại nơi một ít siêu cấp ẩn môn hay hoặc là nội tình từ xưa tông môn trong, cũng tuyệt đối là xưng là đỉnh chiến lực. Mà ở cái khác này địa phương nhỏ, tiểu gia tộc, tiểu tông môn, cổ vũ giả tiên thiên càng là có tư cách xưng bá. Xưng bá nhất phương. Mà nói như vậy loại này có tư cách được xưng là ngôi sao sáng cấp bậc bá chủ cấp bậc cường giả, coi như là thiên phú dị thường, tư chất kinh người, cũng tối thiểu cũng muốn đến hơn 30 phần sau thậm chí 40, mới có thật rất nhỏ tỷ lệ bước vào loại cảnh giới đó, trở thành tiên thiên cường giả. Đồng thời cái này còn vẻn vẹn chỉ là nhằm vào cái loại này tư chất, thiên phú chân chính kỳ giai các đại phái truyền thụ, tỷ như Bạch Bân, Chiêm Hổ loại này. Nếu không những thiên phú khác hơi chút phổ thông chút, ít nói cũng phải đợi được một giáp mở hết. Mà bây giờ, bọn họ lại nghe được cái gì? Một vị hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Loại sự tình này mà thật sự có khả năng phát sinh sao? Ừng ực. Không ít người đang nghe loại này có thể nói quỷ dị tin tức lúc, cũng không nhịn được vô ý thức nuốt hớp nước miếng, mặc dù là các đại phái tiên thiên cường giả, cũng không ngoại lệ. Nói 26-27 tuổi. Hắn cư nhiên có thể đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên, vậy nếu là tự cấp vị kia 5 năm 10 năm, chẳng phải là... Khác không biết, bất quá tự loại trình độ này, 26-27 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, mặc dù là đặt ở tam đại cổ vũ trí cao điện phủ cái loại địa phương đó, cũng coi là thiên chi kiêu tử, độc nhất vô nhị đi. Hư, câm miệng, cái loại địa phương đó há là chúng ta có thể vọng luận. Lẽ nào ngươi đã quên, 11 năm trước? Cổ vũ ba đại trí cao điện phủ một trong Lăng Tiêu Cung, từng phái ra quá một vị hơn 20 tuổi truyền thụ hành tẩu giang hồ, xuất thế lịch lãm, kết quả, ngay cả ngay lúc đó thất tinh phái trưởng giáo Úc Chân Nhân, đều bị người nọ đánh bại. T, còn có loại sự tình này mà, thất tinh phái trưởng giáo Úc Chân Nhân, không phải là ở hơn 10 năm, tựu đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong sao. Mọi việc như thế ngôn ngữ ngẫu nhiên gian ở Trần Phi bên tai vang lên. Làm hắn người không khỏi đón ánh dương quang, nao nao, cổ vũ ba đại trí cao điện phủ. Tên này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì từng ở sư phụ hắn trong miệng thỉnh thoảng nghe được đề cập, bất quá, lão gia hỏa kia nhưng thật giống như đối kỳ kiêng kỵ thâm hậu, không muốn nói chuyện nhiều, vì vậy hắn cũng liền vẻn vẹn biết đại khái mà thôi, không quá kỹ càng tỉ mỉ. Tổng huấn luyện viên ngươi không biết. Tựa hồ là nghe được Trần Phi nỉ non thanh, Vương Đại Sơn xuất hiện ở phía sau hắn. Biết một chút, chỉ là không quá kỹ càng tỉ mỉ. Vương huấn luyện viên ngươi phải biết rằng tự nói cho ta nghe một chút đi đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, tò mò hỏi. Kỳ thực ta cũng không phải quá rõ. Bất quá giang hồ truyền lưu có một câu nói, đó chính là cổ vũ ba đại trí cao điện phủ, chính là người trong võ lâm thánh địa. Vương Đại Sơn nói,
con ngươi lướt qua lau một cái nhàn nhạt dung chuyển vẻ. Có người nói ba đại chí cao điện phủ tồn tại địa phương, tất cả ngăn cách, thường nhân khó có thể tìm được, thật giống như cổ văn Trung Bình có đề cập đến thế ngoại đào nguyên vậy. Hắn lại bổ sung một câu. Khó có thể tìm được, thế ngoại đào nguyên. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình, đôi tròng mắt kia vô ý thức xẹt qua lau một cái vẻ kinh dị. Ngược lại không phải là hắn nghĩ bất khả tư nghị, mà là... hình như nghĩ tới điều gì? Đúng vậy. Vương Đại Sơn khẽ gật đầu, lại lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc nói hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất vâng. Có người nói mặt trên từng phái người, cùng bọn chúng xuất thế hành tẩu giang hồ truyền thụ tiếp xúc qua, sau đó cho ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là tại bọn hắn bên kia, tiên thiên cường giả, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Nghe vậy Trần Phi thân thể mạnh run lên, con người theo sát mà như có như không lược ra lau một cái vẻ kinh dị. Bất quá tựu sau đó một khắc, lầu các ngoại đột nhiên truyền đến một trận gây rối, hai bên đường phố rất nhiều người vô ý thức nhường ra một cái lối đi. Theo, chỉ thấy hóa đạo ổ chiêm hổ, cùng với vị kia nửa bước trước thiên trưởng lão Đỗ Mới Thành, dẫn một vị 30-40 tuổi trung niên nhân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà ở nhìn thấy người nọ, không ít người vô ý thức cũng hút lương khí tê, lại là hắn. Đoạn Cảnh Sơn. 30-40 tuổi trung niên nhân sắc mặt rất đen, cả người quần áo trang phục cũng rất bình thường, thậm chí có một ít quê mùa, có thể phàm là sở hữu nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt mọi người, nhưng căn bản không dám chào cười cái gì, thậm chí từng gương mặt một dâng lên ra cổ quái cùng kinh khủng. Hiển nhiên người này tuyệt là thập yêu tỉnh du đích đăng, bằng không, lại là khiến người nhiều như vậy đều sợ hãi. Đoạn Cảnh Sơn, hắn cư nhiên cũng đột phá. Ngay cả Vương Đại Sơn lúc này đều có chút nhíu, không nghĩ tới đối phương cư nhiên đột phá đến tiên thiên cảnh. Mà hắn hiện tại cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng phải là... thế nào, nhận thức? Phỏng chừng cũng chỉ có Trần Phi không biểu hiện ra quá để ý thần sắc, vẻn vẹn chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, lười biếng dựa vào bên cửa sổ, dày phơi nắng. Căn cứ chúng ta dĩ vãng tin tức, hóa đạo ổ cùng sở hữu 4 vị tiên thiên cảnh giới cường giả. Bất quá cái này trong cũng không có hắn. Tiểu tử kia gọi Đoạn Cảnh Sơn, xem như là đời trước hóa đạo ổ truyền thụ đi, không nghĩ tới hắn hiện tại thì đã đột phá. Vương Đại Sơn thần sắc hơi có chút ngưng trọng mở miệng nói. Dù sao cũng là đời trước hóa đạo ổ truyền thụ, nhân vật như vậy, mặc dù là vừa mới đột phá, cũng rất hiển nhiên tuyệt không có thể lấy phổ thông ánh mắt đến đo. Loại thiên tài này, thông thường sức chiến đấu sẽ xa xa vượt qua cùng giai một đoạn lớn. Hơn nữa ta nếu nhớ kỹ không sai, năm đó sự kiện kia mà, hình như chính là hắn làm. Theo hắn lại bổ sung một câu, khẽ cau mày nói. Là hắn làm. Nghe vậy Trần Phi nhãn thần nao nao, sau đó thoáng trở nên có chút sắc bén. Xem ra những tên kia là thật chuẩn bị một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt ha. Đều đem năm đó phạm tội mà người cho tìm tới, cái này ý vị như thế nào, còn dùng nói. Năm đó Đoạn Cảnh Sơn ở nửa bước tiên thiên đỉnh lúc, cũng đã có thể dùng lực phổ thông tiên thiên sơ kỳ cường giả mà không bại, mà bây giờ, hắn cũng đã thành công đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, chỉ sợ sẽ thâm bất khả trắc a. Vương Đại Sơn có chút lo lắng nói. Xem ra là cái nhân vật hung ác a. Bất quá không có vấn đề nữa, nếu chuyện ban đầu mà là hắn làm, vừa vặn ngày mai sẽ nhường hắn nỗ lực một ít đại giới đi. Trần Phi híp mắt cười cười. Nhưng thật ra không hiểu có chút chờ mong ngày mai. Tổng huấn luyện viên, không có vấn đề gì đi. Vương Đại Sơn hơi chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được nói lúc này đây chúng ta nếu thua nữa, sợ rằng có chút phiền phức. Dù sao loại sự tình này mà không có thể như vậy tiểu đả tiểu nháo, chớ nói chi là còn liên lụy đến loại quan hệ đó đến song phương bộ mặt đánh cuộc, hơi lơ là, liền có khả năng hậu quả thập phần phiền phức. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là Vương Đại Sơn biết Trần Phi rất mạnh, cũng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng a. Yên tâm đi, mặc dù đối với tay rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không thấy tự yếu đi. Theo ta thấy, tiểu tử kia không nhất định có thể đánh bại ngươi Vương phó huấn luyện viên a, ha ha ha. Nghe vậy Trần Phi híp mắt nhếch miệng, không có tim không có phổi cười ha ha. Mặc dù nói đối phương loại chiến trận này quả thực đã rất lợi hại, cũng rất mạnh, nhưng ở hắn Trần Phi trước mặt. Tựa hồ cũng còn chưa đủ xem đi. Nghe vậy Vương Đại Sơn sửng sốt tốt nửa ngày, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không phản bác nữa. Hắn thấy, Trần Phi nói hiện tại đều vẫn có thể biểu hiện như vậy dễ dàng,
tất nhiên là định liệu trước, nắm chắc phần thắng. Chỉ là, Nguyên Liệt cương thế nhưng tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Liên gần muốn mặt đúng loại tầng thứ này cường giả, đều vẫn có thể như vậy định liệu trước, nắm chắc phần thắng. Trần Phi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ? Cùng lúc đó, kinh thành, ta bên trong tứ hợp viện một gian đống đổ đầy các loại dụng cụ, cùng với trong không khí tràn ngập nồng nặc đắng chát thuốc đông y vị căn phòng nội, một vị trẻ tuổi gầy như que củi nằm ở trên giường bệnh, không hề hay biết, đã rơi vào chiều sâu hôn mê. Nhưng mà quỷ dị chính là hắn toàn thân da thịt, cư nhiên hiện đầy khiến người da đầu tê dại kích thước hôi ban, huyết nhục gập ghềnh, chỉ là nhìn tựu dọa người. Mà đang ở tràn ngập đắng chát thuốc đông y vị căn phòng ngoại, một vị thân mặc Âu phục tóc nửa trắng trung niên nhân, chính vẻ mặt thất thần nhìn bên trong gian phòng gầy như que củi, dáng dấp dọa người hôn mê thanh niên nhân, mím môi, không nói được một lời, chỉ là viền mắt thoáng đỏ bừng, cuộn mình ngón tay đầu vẫn còn vô ý thức khẽ run. Kỳ bên cạnh còn có vị cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm lớn trung niên phụ nhân, một tay chăm chú tóm ống tay áo của hắn, một tay nắm miệng, hai mắt vô thần, thân thể hơi lay động, viền mắt thỉnh thoảng có một chuyến thanh lệ chảy xuống. Trần Bộ trưởng, Trần Phu Nhân, dò xét nhìn lên gian đã qua. Nếu không, các ngươi tự đi ra ngoài trước, có thể nhưng vào lúc này, một vị nhân viên y tế ăn mặc lão giả từ phân nhánh hiện, nhìn hai người thần thái khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. A, Nga, thời gian đã đến sao? Thân mặc Âu phục tóc nửa trắng trung niên nhân thần sắc khẽ run lên, ngữ điệu nghe có chút phức tạp hạ nói. Theo sát mà chỉ thấy hắn sợ chụp bên cạnh phụ nhân, nhỏ giọng nói đúng như, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. A, đã đến giờ, nhanh như vậy, chờ một chút đi, nhường ta nhiều hơn nữa xem Tiểu Lân liếc mắt đi. Có lẽ là cảm giác được tóc nửa trắng trung niên nhân chụp bản thân. Cái loại này phụ nhân mới như ở trong mộng mới tỉnh, lăng lăng mở miệng, nhưng sau đó lại bỗng nhiên phản ứng có chút kịch liệt, lớn tiếng nói. Hư, đúng như, ngươi làm gì? Thấy thế đầu kia phát nửa trắng trung niên nhân khẽ nhíu mày, nhưng theo sát mà còn là thở dài một hơi, đem phụ nhân kia mạnh mẽ mang đi, lưu lại một câu sở bác sĩ, Tiểu Lân hắn tự giao cho ngươi. Chúng ta mấy ngày nữa trở lại nhìn hắn. Ừ, đi thong thả, Trần Bộ trưởng. Nghe vậy nhân viên y tế lão giả khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Bên kia, làm vị kia trung niên nhân mạnh mẽ đem vị kia trung niên phụ nhân mang rời tứ hợp viện sau, người sau lại đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện khí lực, tránh thoát bàn tay của hắn, có chút không khống chế được nói Trần Chấn Quân. Ngươi đến cùng xong chưa? Hiện tại nhi tử cũng đã thành như vậy, chẳng lẽ ta đây cái làm mẹ? Vẫn không thể lưu lại nơi này nhiều liếc hắn một cái. Các ngươi Trần gia, có đúng hay không hơi quá đáng. Lúc này nếu có chính đàn người ở đây, nghe được kỳ cư nhiên xưng hô trung niên nhân kia vi Trần Chấn Quân nói, khẳng định nhất thời ngay tức khắc sẽ thất kinh. Vì vậy tên, Trần Chấn Quân, đây chính là hôm nay kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, phó bộ cấp, tay cầm thực quyền, bình thường vậy đều chỉ gặp phải ở trên TV, lại không nghĩ tới bây giờ. Đúng như... Tiểu Lân biến thành như vậy, ta cũng không muốn, chỉ là ta sai lầm rồi, có được hay không, ngươi đừng nóng giận. Nếu là ngươi, lại ngã bệnh, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nghe vậy Trần Chấn Quân vẻ mặt phức tạp cùng hạ, lôi kéo tay của đối phương khẽ vuốt nói, giọng nói có dũng khí không nói ra được cảm giác vô lực. Tuy nói hắn bây giờ là không biết bao nhiêu người hâm mộ ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, đường đường phó bộ cấp, tay cầm thực quyền. Nhưng lại đại có khả năng sắp tới đem đến nhiệm kỳ mới tuyển cử trong, tiến hơn một bước, ngồi trên vị trí cao hơn. Nhưng bây giờ hắn lại liên con trai mình đều cứu không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn như vậy thụ dằn vặt, từ từ gầy gò. Loại này cảm thụ thực sự quá khó tiếp thu rồi, làm cho chịu không nổi. Ai, ta, nghe vậy được xưng là đúng như trung niên phụ nhân thân thể mềm mại run lên, sau cùng trên mặt còn là hiện ra lau một cái vẻ mệt mỏi. Ngay cả nói chuyện cũng có chút không khí lực, ta cũng không phải muốn đối với ngươi phát hỏa, chỉ là. Ngươi yên tâm đi, đều lão phu lão thê, ta lý giải. Trần Chấn Quân bài trừ vẻ tươi cười nói. Nói bậy chút gì? Bị trở thành đúng như trung niên phụ nhân lắc đầu, đột nhiên giọng nói một ngưng nói tuân lão tiên sinh trong miệng vị kia tiểu thần y. Có tin tức sao? Đang nói câu nói này thời gian, thần sắc của nàng cùng với ngữ điệu rõ ràng có chút kỳ quái. Ngay cả Trần Chấn Quân nghe vậy đều là giống nhau. Ngươi là nói, còn không có,
có người nói lão thái gia đã sai người đi qua, chỉ là cũng không giống như quá thuận lợi. Minh lão tiên sinh tựa hồ cũng không hy vọng chúng ta Trần gia tiếp xúc nhà kia người. Trần Chấn Quân theo ánh mắt phức tạp nói. Dù sao đương sơ bọn họ là bị đuổi ra kinh thành, dĩ nhiên. Mà nếu quả không có khả năng thỉnh vị kia tiểu thần y đến kinh thành, vì tiểu lân xem bệnh, đây chẳng phải là. Nói đến đây trung niên phụ nhân kia đột nhiên thần sắc đổi đổi, không muốn tiếp tục đi xuống nói. Đúng như a, người nói. Vị kia tiểu thần y, thật có thể đủ chữa cho tốt tiểu lân loại bệnh này. Nghe vậy Trần Chấn Quân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi. Người hỏi cái này để làm gì? Được xưng là đúng như trung niên phụ nhân nao nao, sau đó có chút không xác định nhỏ giọng nói tóm lại là y thánh đường vị kia tự mình đề cử. Lấy tuân lão tiên sinh thân phận, cũng không đến mức lung tung nói đi. Nghe thế, Trần Chấn Quân cặp kia ửng đỏ con ngươi lóe lóe, đột nhiên như là làm ra quyết định gì đó, nói đã như vậy, ta tự mình đi Giang Nam trông thấy vị kia. Cháu trai đi. Ngươi nói cái gì, Chấn Quân, ngươi nói thật. Nghe vậy trung niên phụ nhân kia thần sắc một trầu, có chút giật mình ngoài ý muốn nói. Đương nhiên là thực sự, tiểu lân đều đã như vậy, sở bác sĩ bọn họ cũng rõ ràng thúc thủ vô sách, nếu là tiếp tục như vậy nữa, tiểu lân tình huống tự rất có thể không ổn. Trần Chấn Quân gật đầu, lại côn đồ nhíu mày một cái, nói. Phi, phi, nói bậy chút gì, có thể ngươi bây giờ, không phải là đang ở thời kỳ mấu chốt. Trong nhường sẽ ngươi ly khai kinh thành. Trung niên phụ nhân có chút chần chờ nói. Tiểu lân là con ta phải làm được làm phụ thân trách nhiệm. Trần Chấn Quân thản nhiên nói. Nghe vậy, được xưng là đúng như trung niên phụ nhân nao nao, lần thứ hai nhìn phía Trần Chấn Quân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hắn chậm rãi nói Chấn Quân, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Nếu không ta đi chung với ngươi đi. Không cần. Thế nhưng Trần Chấn Quân nghe vậy lại lắc đầu, nói chuyện năm đó mà thủy chung là cây gai, mà bây giờ. Minh lão tiên sinh cùng gia gia cũng có mâu thuẫn, hắn không muốn chúng ta Trần gia nữa tiếp xúc nhà kia người. Cho nên vẫn là ta một người đi thôi, nhiều người trái lại phiền phức. Như vậy à, được rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát, nghe vậy trung niên phụ nhân kia dừng một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua, lại hỏi. Ngày mai sáng sớm đi, dù sao đêm nay ta phải về trước đi cùng ba ngả bài. Trần Chấn Quân lắc đầu, có chút đau đầu nói. Vào buổi tối, kinh thành ta trong đường hẻm một cái nhà không chớp mắt tứ hợp viện bên trong thư phòng. Trần Chấn Quân đang cùng một vị tuổi già sức yếu lão nhân đúng ngồi chung một chỗ, hai người trong tay tất cả ngâm vào nước theo hai chén khói bếp lượn lờ nước chè xanh. Lão nhân kia ăn mặc quần áo hôi sam, vẻ mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, ngay cả một đôi mắt cũng là khàn khàn không rõ, chỉ là lơ đãng mặt mày gian chảy lộ ra ngoài khí thế, vẫn còn có thể làm cho lòng người bẩn vừa nhảy. Minh bạch lão nhân gia này không có thể như vậy cái gì nhân vật đơn giản. Ba, ta chuẩn bị ly khai kinh thành một chuyến. Trần Chấn Quân nhìn liếc mắt đối phương, chậm rãi mở miệng nói. Mà hắn một tiếng này ba, tự nhiên cũng cho thấy ra thân phận của đối phương. Vị này tuổi già sức yếu lão giả không là người khác, chính là kinh thành Trần gia đời thứ hai bài lão đại Trần Bình Chương, Trần lão gia tử. Vị này đã từng quan tới phó quốc cấp, tiến nhập quốc cua Việt. Bất quá bây giờ cũng đã lui xuống đến mấy năm, rỗi rãnh tại gia dưỡng lão. Bất quá thứ đại nhân vật này coi như đã lui ra đến, lực ảnh hưởng cũng còn là cực kỳ kinh người. Ở Trần gia, Trần Bình Chương Trần lão gia tử lực ảnh hưởng, gần với lão thái gia. Đến mức Trần Chấn Quân cùng hắn quan hệ giữa, không hề nghi ngờ, đương nhiên là thân phụ tử. Ly khai kinh thành, trong công tác mặt chuyện mà, Trần Bình Chương Trần lão gia tử nao nao, mở miệng hỏi. Nghe vậy Trần Chấn Quân lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói không phải là chuyện làm ăn mà, là việc tư mà. Ta nghĩ đi xem đi Giang Nam. Việc tư, hồ đồ, lẽ nào ngươi không biết hiện tại chính là ngươi thời khắc quan trọng nhất, có thể không tiến hơn một bước ngồi trên bộ trưởng vị trí, tự xem đoạn này lúc. Vân vân chờ đã, ngươi nói ngươi muốn đi đâu. Trần Bình Chương nghe vậy vô ý thức nhiệt cả giận nói, một cái tát không nhẹ không nặng vỗ vào trên bàn, có thể nói theo nói, hắn chợt giật mình. Ba, ta nghĩ đi xem đi Giang Nam. Trần Chấn Quân nghe vậy, mặt không thay đổi mở miệng nói. Giang Nam, là bởi vì tiểu lân. Lão gia tử nghe vậy trần chờ nửa ngày, lúc này mới thần sắc có chút phức tạp mở miệng hỏi. Ừ, ngày hôm nay ta và đúng như lại đi xem tiểu lân, ta cảm giác nếu không có sở hành động,
chỉ sợ cũng chỉ có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Chấn Quân thở dài một hơi nói. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Bình Chương Trần lão gia tử thô ráp ngón tay hơi run lên, trầm mặc, tốt nửa ngày sau mới chần chờ nói có thể ra ra ngươi bên kia, còn có Trần Quốc. Đó là bọn họ trong lúc đó ân ân oán oán, cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn quan tâm. Ta đây lần đi qua, thầm nghĩ lấy bệnh nhân phụ thân phận, thỉnh cầu hắn vì con ta xem bệnh. Thế mà lão gia tử nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Chấn Quân có chút cứng ngắc cắt đứt. Hắn thản nhiên nói. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử nao nao, chợt có chút cười khổ lần thứ hai trầm mặc. Tốt một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra ra người hắn gần nhất thân thể càng ngày càng không tốt, hơn phân nửa đã. Nhanh không chịu nổi, nếu là hắn thật được ngã xuống, chúng ta Trần gia sau tình cảnh, chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, chúng ta mới vẫn như vậy nghe lão nhân gia ông ta nói, nơi chốn nhân nhượng hắn, đương nhiên cái này cũng là nên. Chỉ là, dù sao Tiểu Lân là ta thân nhi tử, ta làm không được theo đuổi mặc kệ. Trần Chấn Quân giọng nói như trước còn là như vậy, nói. Được rồi, người nói đúng, dù sao Tiểu Lân cũng là cháu trai ruột của ta, ta cũng làm không được nhường nhịn có người cầm mạng của hắn, nói đùa. Trần Bình Chương Trần lão gia tử đột nhiên thay đổi chuyện, nhếch môi cười nói nếu muốn đi, vậy đi thôi, bất quá nhớ kỹ tốt nhất đừng làm cho người nắm được cán. Bằng không ngươi tranh cử chuyện mà sẽ trở nên phiền phức. Dù sao trừ ngươi ra, cái khác không ít người cũng đang tranh thủ. Ba, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trần Chấn Quân nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói. Thế mà Trần Bình Chương Trần lão gia tử cũng đã không đón thêm hắn nói, mà là một bên vuốt ve mình viễn thị kính, một bên đứng dậy đi tới máy bay riêng phía trước. Ở một cái đầu gỗ trong ngăn kéo nhỏ nhảy ra một quyển rách dưới điện thoại bộ. Hắn tự lẩm bẩm ta nhớ kỹ phía trên này phải có Minh lão tiên sinh điện thoại đi. Nếu muốn đi qua, hay là trước cho hắn thông báo một tiếng, để tránh khỏi có cái gì hiểu lầm. Theo hắn liền bấm người nào đó điện thoại, đi ra bên ngoài xì xào bàn tán lên. Tạm thời không đề cập tới kinh thành phát sinh những chuyện kia mà, ngày mai, thượng là lúc sáng sớm. Thiên Khuê núi Thiên Khuê phường thị bầu không khí nghiễm nhiên đã bạo phát, rộn ràng bóng người lược ra, ở trời mới vừa tờ mở sáng thời gian hướng phía Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh xuất phát, bởi vì này một ngày, cuối cùng đã tới. Lĩnh Nam núi Võ học Đại hội. Ba năm một lần phía Nam Võ Lâm tối long trọng buổi lễ long trọng. Võ học Thịnh hội. Ngay hôm nay Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, gần kéo lại màn che. Tự nhiên náo nhiệt không gì sánh được, hấp dẫn mọi người chú mục. Mà ở loại này trong tối làm người ta chú ý, không thể nghi ngờ là phi báo cùng với hóa đao ổ chàng đại đánh cuộc. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, đủ liên lụy đến bốn vị tiên thiên cường giả, ai dám khinh thường, ai lại dám không nhìn. Chỉ sợ cũng xem như là tứ đại ẩn môn loại cấp bậc đó thực lực, cũng đều không thể không coi trọng loại này đại tràng diện. Vì vậy hôm nay, Thiên Khuê phường thị bạch gia vị kia lão tổ, tự mình hiện thân. Một vị tóc trắng xóa lão nhân của mọi người bạch gia đệ tử làm bạn dưới, tự bạch thị cung đi ra, sắc mặt đạm nhiên, không nói được một lời leo lên Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh. Thần vụ bao phủ Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, quái thạch đá lởm chởm, thẳng đứng ngàn nhận, cầu lực lão tùng chiếm giữ ở tuyệt đỉnh trên, rất có viễn phương mông lung vũ khí diễn hóa xuất các loại tràng cảnh, như là kỳ lân thú độc ngọa, thọ lộc tiên hồ, linh cầm bay lượt, chấn động đến cực điểm. Gặp qua bạch lão tổ. Từ lâu leo thượng Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh rất ít người nhất thời chắp tay hành lễ, vẻ mặt kính nể cùng tôn sùng vẻ. Tuy nói bọn họ có thể có tư cách xuất hiện ở, vậy tối thiểu, kỳ thế lực phía sau sẽ chính mình chỉ ít một gã cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn. Nhưng vấn đề là bạch lão tổ cũng cái loại này thông thường cổ vũ giả tiên thiên, thậm chí ngay cả tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, đều không thể cùng đánh đồng. Bởi vì hắn từng thân thủ trận giết qua tiên thiên trung kỳ, cận chuyện này. Liền đủ để cây Iota sợ thế nhân, nhượng mọi người kính nể. Ừ, bất quá bạch lão tổ chân nhân lại rất hòa thuận, cười khoát tay áo, nói thời gian còn sớm, chư vị riêng phần mình nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn lão nhân ta còn cần trêu ghẹo mãi vài thứ. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kỳ từ bên hông lấy xuống một quả hồn thể đen thùi, mặt trên thêu hoa cỏ cá trùng văn lộ lá cờ nhỏ, đi hướng tuyệt đỉnh trung ương. Chỉ thấy lúc này Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh trung ương. Rõ ràng là một tòa tinh thiết đổ bê tông đại hình lôi đài, mặt trên hiện đầy rỉ sét cùng rong rêu,
thậm chí còn có dây leo quấn vòng quanh mặt trên, tựa hồ có chút năm đầu. Bạch lão tổ đem vật cầm trong tay cờ vây bắt chung quanh lôi đài cắm một vòng, nhất thời mọi người lại mơ hồ cảm giác được khí lưu bắt đầu khởi động, gió nổi mây phun, vân trưng sương mù, trong thoáng chốc thật giống như lại một cổ lực lượng thần bí đem bao phủ ở vậy. Cái loại cảm giác này tuy rằng mờ mịt, nhưng là thật tồn tại. Huyền môn trận pháp, mà ở cảm thụ được loại này không rõ quỷ dị biến hóa, không ít người không khỏi vô ý thức kinh hô thành tiếng, vẻ mặt ngưng trọng cùng chấn động. Không hổ là bạch lão tổ tự mình bày ra đồ vật, quả thật có chút thần kỳ a. Mà nhưng vào lúc này, một đám tư thế oai hùng hiên ngang xinh đẹp thân ảnh, ở một vị cung trang mỹ phụ nhân dưới sự hướng dẫn xuất hiện ở đỉnh núi lối vào, nhất thời không ít người ánh mắt tụ vào đi là Thanh Khâu người tới, vị kia phải là Thanh Tú Nguyễn Thanh Tú tiên tử. Gặp qua bạch lão tổ. Nguyễn Thanh Tú là một vị rất thư hương hơi thở phụ nhân, mái tóc xoay quanh ở trên đầu, cắm một quả bay phượng ngân sai, trên mặt mặc dù là không cười đều có thể đủ mơ hồ thấy hai quả má lúm đồng tiền, rất có khí chất, cả người tràn ngập khí thế cũng rất mạnh đại, bất ngờ đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Nhưng dù vậy, hắn cũng còn là bưng hướng bạch lão tổ làm một đại lễ, tỏ vẻ tôn kính. Nguyên lai là người tiểu nha đầu này, mấy năm không gặp, nhưng thật ra biến hóa thật lớn. Nghe vậy bạch lão tổ khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười. Hắn là có chút không nghĩ tới năm đó Thanh Khâu tiểu nha đầu kia, hôm nay đã nữ đại 18 thay đổi, càng ngày càng đuổi theo bọn họ những lão gia hỏa này. Thanh Khâu thực sự là nuôi không ít ngọc thô chưa mài rũa a. Sau đó lục tục lại có không ít tông môn, gia tộc đại biểu lên đỉnh, phân loại ngồi ở từ lâu an bài tốt chỗ ngồi khu vực trên, thô sơ giản lược một tính, lại có hơn 10 nhà. Mà cái này cũng đại biểu cho, có chừng hơn 10 nhà võ lâm đại thế lực nhỏ, bên trong tông đều chính mình cổ vũ giả tiên thiên cường giả tỏa chấn, hơn nữa cái này còn coi là hoàn toàn tình hình dưới, cùng với vẻn vẹn chỉ có thể đại biểu bọn họ phía nam võ lâm mà thôi. Loại con số này quả thật làm cho người có chút giật mình. Là bọn hắn tới. Nhưng vào lúc này, tuyệt đỉnh lối vào đột nhiên truyền một ít gây rối. Theo sát mà chỉ thấy đến lấy Nguyên Liệt Cương cùng với Đoạn Cảnh Sơn cầm đầu hóa đao ổ mọi người, mặt không thay đổi xuất hiện ở lối vào nơi ấy, một đám biểu tình đều rất lạnh khốc. Nhất là Nguyên Liệt Cương, càng khóe miệng sáng loáng mang theo lau một cái ngạo mạn cùng cười nhạt. Bất quá hắn ở nhãn thần quét bạch lão tổ thân ảnh lúc, cũng vẫn là không nhịn được đôi mắt hơi một ngưng, chợt vừa đi tiến, một bên cao giọng nói bạch huynh, thực sự là đã lâu không gặp. Quả thực đã lâu không gặp. Người lão gia hỏa này gần nhất biệt lai vô dạng. Bạch lão tổ vi hơi híp mắt, cười nhạt nói. Cũng coi như không tệ, chỉ là hết lần này tới lần khác có chút không có mắt người, phải góp bắt đầu rủi ro, vì vậy cũng chỉ có thể nhượng chư vị chê cười. Nguyên Liệt Cương nghe vậy không thể đưa không, một đôi âm trầm con người vây quanh ở đây quét một vòng, sau cùng nói ra như vậy một phen ngôn ngữ. Hắn lời này, đã có loại đem bản thân đặt ở rất cao vị trí ý tứ. Cho rằng ngày hôm nay chuyện này, chính là một hồi không biết lượng sức trò khôi hài. Phải. Bạch lão tổ hơi hơi hí mắt cười, cũng không tiếp lời. Bất quá sau một khắc lại một đạo lãnh đạm tuổi nhỏ thanh âm, đang lúc mọi người bên tai hơi vang lên, nói ta nói một ít người có thể có khả năng bao lớn, nguyên lai, cũng chỉ sẽ trốn ở người sau nói xấu. Xôn xao. Nhất thời ở đây không ít người trên mặt thần sắc đều chấn động, hướng lối vào nhìn lại. Chỉ thấy quần áo hắc sam Trần Phi, không biết khi nào đã mang người đến rồi. Lạc hậu hắn nửa bước Vương Đại Sơn, lại sau, còn lại là phi báo tinh anh tiểu đội. Mà ở nhìn thấy một màn này, không ít người đôi mắt cũng không nhìn được hơi rụt một cái, bởi vì chủ động lạc hậu nửa bước loại này cử động, ở trong mắt bọn hắn, có thể không thể nào biết là cái gì đúng dịp, mà là chính mình nào đó hàm nghĩa, chẳng lẽ. Tại đây trong sát na, đông đảo ánh mắt phóng tới. Hầu như toàn bộ rơi vào quần áo hắc sam nam tử trẻ tuổi trên người, có hiếu kỳ, có lãnh đạm, có âm trầm, cũng có hở hứng. Dù sao trong truyền thuyết 26-27 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, chân chính giống như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mắt, mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn còn có chút làm cho chấn động. Chớ nói chi là tiểu tử kia ngày hôm nay còn chưa phải là đến đùa, mà là đến cùng hóa đao ổ cái loại này quái vật lớn công nhiên đối chọi. Trong đám người, Ảnh Tiên Vũ quần áo cây thông, một đầu tóc ngắn mềm mại khoác lên trên vai, tiết lộ ra thơm khí tức, một đôi mắt đẹp một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương khiến hắn có chút quen thuộc tuổi còn trẻ khuôn mặt, nhu môi hơi lẩm bẩm đêm hôm đó, phải là hắn đi.
Tiên Vũ, ngươi nói cái gì? Tựa hồ là nghe được bên cạnh ảnh Tiên Vũ nỉ non, Nguyễn Thanh Tú nhẹ giọng hỏi. Không, không có gì. Ảnh Tiên Vũ khẽ lắc đầu một cái. Mà nhưng vào lúc này, phản ứng kịp Trần Phi trong lời nói mặt phân trào phúng, Nguyên Liệt Cương quay đầu đi âm xâm xâm nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói không nghĩ tới các ngươi cư nhiên không có lâm trận mà chạy, nhưng thật ra thoáng nhượng ta có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa. Chí ít không nhượng ta thất vọng. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phủi phiết, đồng dạng ngẩng đầu nhìn hóa đao ổ đội hình. Nguyên Liệt Cương không có gì bất ngờ xảy ra đứng ở vị trí đầu não, trước nhìn thấy cái gì đoạn cảnh sơn, tắc theo sát hắn sau đó, chênh lệch nửa bước, lại sau tự nhiên đó là Chiêm Hổ, Đỗ Kim Thành loại này hóa đạo ổ đệ tử, trưởng lão, cộng lại chừng hơn 10 người, chiến trận khá lớn. Mà ở nhận thấy được Trần Phi ánh mắt, đoạn cảnh sơn cũng quay đầu đi, quan sát hắn một trận, đột nhiên khuôn mặt có chút cứng ngắc nở nụ cười nghe nói, các ngươi là tới tìm ta. Thế mà hắn cũng còn không chờ Trần Phi đám người có công phu mượn cớ, cũng đã lại lầm bầm lầu bầu nói xuống tới, dáng tươi cười có chút hiện lên hàn nói chỉ là chỉ bằng phi báo cái loại này phế vật tổ chức, có thể có cái gì tiền đồ ni. Hơn phân nửa kết quả lại là cùng năm đó vậy đi, năm đó chỉ chết một cái, lần này, sẽ chết mấy cái ni. Xôn xao. Nhất thời mọi người tại đây nhãn thần nóng bỏng, nhìn phía đoạn cảnh sơn ánh mắt, giống như nhìn một người điên. Theo sát mà hắn cư nhiên lại hướng về phía Trần Phi nở nụ cười, trong nụ cười hình như không có gì sát ý, có thể mọi người lại phảng phất cảm giác bị, có thể Trần Phi ở trong lòng hắn, đã lên hẳn phải chết sổ đen. Xem trước khi tới ý tưởng được thoáng điều chỉnh một chút. Không nghĩ tới, nhưng thật ra rất kiêu ngạo a. Trần Phi tự lẩm bẩm, trong lòng đã có một tên là lạnh lùng cảm xúc đang vang vọng. Lúc đầu ngày hôm nay thế nhưng hắn Trần Phi tìm đến chàng tử. Có thể không nghĩ tới bây giờ ngươi cái này tùy tùy tiện tiện người nào, đều dám lớn lối như vậy, nếu là thuận lợi sắp xếp, mặt mũi của hắn để nơi nào. Tổng huấn luyện viên, Vương Đại Sơn ở phía sau hắn, đồng dạng sắc mặt cũng có chút khó coi. Bắt đầu đi, nếu đều đã tới đông đủ, liền do chúng ta trước phi chư vị hâm nóng một chút chàng, thế nào? Theo sát mà Trần Phi lại không ngờ trải qua nói chuyện như vậy, hiển nhiên, là có chút không nhẫn nại được. Ha ha, Bạch huynh, nhưng thật ra cho ngươi chê cười. Thanh niên nhân cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng xung động, quá ngạo khí, xem ra hôm nay chúng ta được hành động cái không quang thải nhân vật, hung hăng tỏa tỏa người tuổi trẻ nhuệ khí, đây cũng là vì tốt cho hắn, ngươi nói là đi. Cảnh Sơn, Nguyên Liệt Cương híp mắt cười nhạt. Trận đầu liền do ta đến đây đi. Đoạn Cảnh Sơn nghe vậy lại không làm cái gì trả lời, chỉ là lạnh lùng cười cười, đi hướng lôi đài. Một hồi luận bàn mà thôi, quá quá lửa có thể không có ý gì. Thế mà Bạch lão tổ lại đột nhiên cười cười, nhìn Trần Phi thản nhiên nói tiểu huynh đệ, trận đầu ngươi tới. Đang khi nói chuyện, lão nhân gia ông ta đã ở cẩn thận đánh giá Trần Phi, dù sao 26-27 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, thật là rất hiếm thấy. Có thể nhưng vào lúc này, hắn nhãn thần lại đột nhiên giật mình. Bởi vì ngay hắn vừa dứt lời dưới sau một giây trong sát na. Trần Phi bên cạnh Vương Đại Sơn, lại không ngờ cước bộ hung hăng đạp mặt đất, hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh lược hướng lôi đài. Trận đầu ta tới trước đi, thần sắc hắn từ lâu âm lãnh xuống tới, lau một cái giống như ma tính lãnh mang tràn đầy con ngươi của hắn trong, khiến thanh âm hắn nghe hơi có chút dọa người. Nguyên bản tiếng động lớn xôn xao thiên khuê núi tuyệt đỉnh đều vào giờ khắc này phảng phất yên tĩnh. Vô luận là các hàng loạt, các đại gia tộc đại biểu, thậm chí các đại tiên thiên cường giả, trong mắt đều là lướt qua lau một cái vẻ kinh dị. Bởi vì bọn họ có thể không nghĩ tới Vương Đại Sơn sẽ người đầu tiên xuất thủ, dù sao thông thường mà nói, thực lực mạnh nhất không phải là hẳn là người cuối cùng mới ra tay sao. Người tới trước, đoạn cảnh Sơn đi từng bước một leo lên tinh thiết đổ bê tông lôi đài, mặt không biểu tình từ sau thắt lưng nghiêng rút ra một cây đao, lại dài lại mảnh rẻ, bao phủ xanh đen lành lạnh quang thải, phản chiếu ở trên mặt mọi người. Khiến không ít song đồng lỗ cũng hơi rụt một cái, sau đó vô ý thức lưu lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Là Hắc Tuyền đao, có người giọng nói run rẩy nỉ non ra cây đao kia tên. Đao danh Hắc Tuyền, là một thanh địa địa đạo đạo hung binh, từng dính qua mấy vị tiên thiên cường giả nhiệt huyết, cúi đầu ở kỳ nhận núi dưới, hàng đầu rất vang dội, được khen là hóa đao ổ hai đại chí bảo bảo đao một trong, không nghĩ tới hôm nay lại bị mang ra ngoài. Mà đang nghe đỉnh núi mọi người hơi kiêng kỵ nỉ non thanh, đoạn cảnh Sơn nhìn chằm chằm đại vương Đại Sơn,
trong mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt điên cuồng, cùng với hàn mang. Tự loại này tên mà thôi, xứng là hắn Đoạn Cảnh Sơn đối thủ sao? Trò cười. Quả nhiên a, các người phì báo còn là cũng cứ như vậy. Đoạn Cảnh Sơn khóe miệng lấy ra nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói, năm đó, ta hình như tại cái này thuận lợi giải quyết hết một cái không biết lượng sức người. Mà ngày hôm nay, lại muốn nhượng ta tái diễn một màn kia sao? Các ngươi có thể phải hiểu rõ một điểm, ta Đoạn Cảnh Sơn, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết lưu tình nhường. Nói, từ trong cơ thể hắn lại từ từ bắt đầu khởi động ra khí thế kinh người, một nhạt hắc sắc khí lưu xoay quanh ở trên vai của hắn, theo lại chuyển hướng toàn thân, cuối cùng là mắt. Khiến không ít người nhìn thấy một màn này cũng không từ hít một hơi, cảm giác được một nặng nề áp lực trước mặt nhào tới, khó có thể hô hấp, cả người khó chịu. Ha ha! Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười hiện lên đang lúc mọi người bên tai, khiến không ít người đều trong nháy mắt vô ý thức hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy sừng sững ở trên lôi đài Vương Đại Sơn mặt không biểu tình, cặp kia tràn đầy ma tính ma con ngươi, hình như có bạo ngược hiện lên, nhưng vẫn là không hề bận tâm, hắn nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Sơn, tràn ngập thịt cảm quả đấm hơi khúc trương, nhất thời một khiến người ra đầu tê dại ma khí, liền từ trong cơ thể hắn tịch quyển đi ra. Nhất thời không ít người sắc mặt đều theo vô ý thức mạnh đổi đổi. Bởi vì khí thế loại này đáng sợ trình độ, cư nhiên hoàn toàn kiêu ngạo ở Đoạn Cảnh Sơn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhất thời trên đỉnh núi đông đảo ánh mắt rồi đột nhiên mở to mấy phần, thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới Vương Đại Sơn vẻn vẹn chỉ là mới vừa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, lại cũng có thể có dùng có khí thế như vậy. Đây quả thực so với Đoạn Cảnh Sơn mang đến hung đao hắc tuyền, còn làm cho kinh ngạc. Cảm giác này là, chỉ có Bạch Lão Tổ ở cảm thụ được Vương Đại Sơn trong cơ thể tản ra cái loại này làm người ta đè nén ma khí sau, nhịn không được già nua, khàn khàn con ngươi vi vi cau, tựa hồ nghĩ tới điều gì phiền toái đổ vật, có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đối với chu vi đây hết thảy chấn động, tất cả rung động, Vương Đại Sơn lại hoàn toàn giống như không nghe thấy, thân sắc lạnh lùng, một đôi âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng có chút biến sắc đối phương. Béo đô đô mặt tròn khóe miệng một liệt, một ma khí mang tất cả ra, cũng còn vang lên một đạo lạnh giọng. Ta không cần ngươi lưu tình nhường, bởi vì, ngươi không có cái cơ hội kia. Hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh giọng vừa dứt, chấn động thanh sậu khởi. Vương Đại Sơn bàn chân mạnh dẫm một cái, sở chạm đến chỗ chu vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được ra nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. Thật nhanh, vẻn vẹn chỉ là tốc độ này, liền khiến không ít vây ở trên đỉnh núi khắp nơi cổ vũ giả con ngươi co rụt lại. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, Vương Đại Sơn khinh công tạo nghệ có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ lại có một ít thấy rõ không ra động tác của đối phương, thậm chí vẻn vẹn chỉ có thể nhìn rõ sợ tàn ảnh. Ngay tại lúc bọn họ còn đắm chìm trong nội tâm chấn động lúc, Vương Đại Sơn thân ảnh từ lâu xuất hiện ở Đoạn Cảnh Sơn trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng. Chợt thân thể lắc một cái tiên chân liền hung hăng đá ra ngoài. Dường như chính đang nộ hống giao long vậy. Thương! Thế mà Đoạn Cảnh Sơn phản ứng cũng rất cấp tốc, nhãn thần một lệ, trong tay hung đao hắc tuyền hướng về phía trước đưa ngang một cái, liền nhất thời cùng cương mãnh vô cùng tiên chân tạo thành chính diện giao kích, phát ra chói tai đụng nhau thanh. Tiếp hắn lại hai tròng mắt nhanh chóng lược ra lau một cái lạnh lùng cùng điên cuồng, cổ tay vung. Trong tay đao mang cư nhiên hình thành tàn ảnh chém về phía trước, nhất thời làm Vương Đại Sơn đôi mắt hơi co rụt lại. Tiếp theo xiếp, chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, mọi người trong tầm nhìn vốn đang ở kịch liệt giao chiến hai người, cư nhiên không biết khi nào đã ra đi. Đoạn Cảnh Sơn một đao kia bổ về phía Vương Đại Sơn, lại bị người sau thi triển xảo kình liên đẩy mang đi trực tiếp đẩy ra. Hơn nữa hắn ở đẩy đối phương ra một đao này sau, còn trở tay một chưởng bổ ra. Khác ở đối phương trên vai một chút. Song phương thân thể đều chấn động. Xôn xao. Nguyên lai đây chính là tiên thiên cường giả trong lúc đó giao thủ, thật là đáng sợ. Ta nghĩ lúc này nếu ta ở đây trên, khẳng định hơn phân nửa liên nhất chiêu đều không chống nổi đi. Có đúng hay không phi báo vị kia Vương Đại Sơn Vương lão tổ lợi hại hơn một chút, ta xem hắn từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ ưu thế a. Mà ở song phương cái này lần đầu tiên sau khi giao thủ. Nhất thời hiện tại một mảnh ồ lên, tiếng người ồn ào. Náo nhiệt dị thường. Bởi vì không thể không nói, loại này tầng độ giao thủ đối với bọn hắn mà nói,
chân thực quá đặc sắc, chỉ là hôm nay ban đầu đều thiếu chút nữa không để cho bọn họ hít thở không thông rơi. Nhất là song phương đối với lực lượng nắm giữ cùng với kỹ xảo vận dụng, thực sự hoàn toàn có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực tiêu chuẩn, làm cho giật mình. Bất quá lúc này hình như phi báo vị kia Vương Đại Sơn Vương Lão Tổ, đã thoáng chiếm cứ một điểm thượng phong, bởi vì hắn vừa rồi một trưởng kia, tựa hồ đã nhượng đối thủ bị thương. Mà ở thấy tình cảnh này, Bạch Lão Tổ cùng với Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú chờ tiên thiên cường giả tắc không nói được một lời, lẳng lặng nhìn. Chỉ có Hóa Đạo Ổ Nguyên Liệt Cương Nguyên Lão Tổ gương mặt già nua kia trên hơi có chút âm trầm, tựa hồ không nghĩ tới, đoạn cảnh sơn cư nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Ha ha! Bất quá nhưng vào lúc này, trên lôi đài đoạn cảnh sơn động tác chậm rãi đem khóe miệng một màn kia vết máu lau đi, toàn mặc dù có một loại âm u, có chút tố chất thần kinh tiếng cười hơi vang lên. Hắn ngẩng đầu, cặp kia điên cuồng mắt khán giả Vương Đại Sơn, rồi đột nhiên khóe miệng tuôn ra lau một cái tà dị nói không hổ là phi báo đao phủ, cười mặt ma, nhưng thật ra nhượng ta thất vọng. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, trong tay chuôi này hung đao hắc tuyển bỗng run lên, một điểm hàn quang hiện ra. Đây là nhất thời Vương Đại Sơn cùng với quanh mình nửa bước tiên thiên cảnh giới trở lên cường giả, cũng không từ theo bản năng con ngươi hơi run một chút chiến. Bởi vì chính ở tầm mắt của bọn họ ở giữa, chuôi này hung đao, hắc tuyền, đang từ từ lóe ra u ám ánh sáng màu, sau đó lau một cái giữ tợn cái bóng trong thoáng chốc theo nhận núi, gào thét. Đồ chơi này vâng, pháp khí, thấy thế Trần Phi sắc mặt hơi đổi đổi, bởi vì hắn đã nhìn ra cây đao kia không bình thường. Không nghĩ tới, lại là pháp khí. Không nghĩ tới trên địa cầu này thật là có loại vật này tồn tại. Vương Đại Sơn, tiếp chúng ta hảo hảo vui đùa một chút đi. Xem chiêu. Bất quá ngay hắn đắm chìm trong nội tâm giật mình tâm tình trong lúc, mọi người bên tai cũng đã vang lên đoạn cảnh sơn hơi tố chất thần kinh lệ cười, chỉ thấy kỳ giống như quỷ mị vậy lược ra, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Đại Sơn đỉnh đầu, trong tay hung đao bổ ngang xuống phía dưới. Rất đáng sợ quỷ dị khí lưu rơi xuống, khiến người sau nhất thời có chút sởn tóc gáy. Phanh! Ung ung! Đoạn cảnh sơn một đao này rất đáng sợ, bởi vì giác trước so sánh với đã nhiều chỗ nào đó lực lượng thần bí, chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh giới trở lên cường giả, mới có thể cảm thụ được. Vì vậy Vương Đại Sơn tình huống lúc này trở nên có chút không quá đẹp, không chỉ là cần chống đối hoặc tránh né một đao này, hơn nữa càng trọng yếu là cần ngăn trở quỷ dị kia lực lượng ăn mòn. Thế nhưng hắn lại thất bại, cả người hắn thân thể đều rung lên một cái thật mạnh, một không bình thường hồng nhuận nảy lên hai bên gương mặt, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại cảm giác thế nào? Thấy thế đoạn cảnh sơn điên cuồng cười cười, chợt thừa thắng xông lên, đao ảnh tràn ngập. Thực sự là đê tiện, nếu không phải là bởi vì cây đao kia, tên kia nhất định không phải là Vương phó huấn luyện viên đối thủ. Thấy thế, đứng Trần Phi sau lưng Bùi đội trưởng không khỏi tức giận nói. Bởi vì hiện tại cho dù ai đều có thể đủ nhìn ra, thay đổi cục diện, là đem hung đao. Cho cười, không thua nổi. Mà đang nghe được Bùi đội trưởng như vậy ngôn ngữ Chiêm Lăng Phong ngước cổ, vẻ mặt chẳng đáng, châm chọc nói nếu không thua nổi cũng đừng ở cái này mất mặt hiện thân. Người nào không biết hắc tuyền đao là chúng ta Hóa Đạo Ổ Đoàn lão tổ bội đao. Sử dụng lính của mình khí cũng đê tiện, các ngươi là không phải là óc có chuyện. Ngươi nói thật, câm miệng. Trần Phi đột nhiên uống dừng lại song phương, sau đó nhãn thần lãnh đạm nhìn lướt qua Chiêm Lăng Phong, cũng không nói gì thêm nữa. Mặc dù nói đối phương loại thủ đoạn này hơi lộ ra ti tiện, lấy pháp khí lệ chiếm ưu, nhưng quả thực không thể nói là cái gì phạm quy, vì vậy, nhiều tranh vô ích. Tiểu tử, xem ra trận đầu các ngươi phải thua, thật là làm cho người có chút thất vọng a. Ngay tại lúc này, Nguyên Liệt Cương vẻ mặt âm trầm cười híp mắt nói. Nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy châm chọc. Đến mức cái gì có chút thất vọng, cái này còn dùng hỏi. Liên đoạn cảnh sơn đều đánh không lại, hắn Nguyên Liệt Cương, còn có thể có lên sân khấu cơ hội sao? Phải, vậy ngươi lão hiện tại cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ. Nghe vậy Trần Phi trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt độ cung, thanh âm mạnh dương lên nói. A, nghe vậy Nguyên Liệt Cương vô ý thức cười lạnh cười. Có thể hắn nụ cười này cũng còn chưa triệt để treo đến trên mặt, lại đột nhiên cứng lại rồi. Chỉ thấy trên lôi đài Vương Đại Sơn ở lâm vào nào đó tuyệt cảnh sau, từ trong cơ thể hắn lại vô hình hiện ra một khổng lồ, làm người ta cảm giác đè nén ma sát khí, trong nháy mắt thân hình khẽ động.
Sau đó ngay sau đó, hắn cư nhiên ở một chốc xuất hiện ở đoạn cảnh sơn phía bên phải. Hai ngón tay cũng khúc, như kiếm chỉ vậy, lau một cái sâu màu đen cầu vồng ngưng tụ ra đến. Hầu như cũng liền nửa hô hấp gian, khiến Khúc Trương hai cái tay chỉ cư nhiên hiện lên hắc lên, một luồng làm người ta rung động khí tức xuất hiện, hướng đoạn cảnh sơn thắt lưng phúc đâm xuống. Là Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ, thấy tình cảnh này không ít người đều nín thở. Còn đây là Vương Đại Sơn tuyệt kỹ thành danh, ở trong chốn giang hồ chính mình rất lớn danh khí. Ngươi có đúng hay không quá coi thường ta? Ngay tại lúc này, mọi người bên tai chợt lại vang lên đoạn cảnh sơn tố chất thần kinh vậy tiếng gào thét. Theo chỉ thấy thứ năm chỉ nắm chặt, lòng bàn tay hung đao nhất đầu, đồng dạng là có một mắt thường không thể nhận ra hắc khí bay vút ra, mà cái loại này làm cho cảm giác, thậm chí ngay cả Nguyễn Thanh Tú loại này chân chính tiên thiên cường giả các, đều có chút mí mắt run run. Đoạn thủ đao. Thanh âm khàn khàn vang lên, đoạn cảnh sơn cái này đáng sợ một đao hung hăng chém vào Vương Đại Sơn Ma Vân chỉ kéo tới phương hướng. Mà hung đao hắc tuyền nhận núi trên, phảng phất là có kinh khủng lệ quỷ ở chu lên. Oanh! Nhất thời một đạo khiến người ra đầu tê dại nặng nề giao kích thanh nổ vang, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được ba động, tự hai người bọn họ đứng yên phương hướng hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà mở. Mà dưới chân bọn họ lôi đài, điên cuồng run rẩy, thậm chí thiếu chút nữa đều nứt ra rồi, bất quá lại theo bị một cổ lực lượng thần bí trở chặn. Chính là Bạch Lão Tổ sớm bố trí trận pháp. Xôn xao một tiếng, nhất thời mọi người đứng dậy, sở hữu toàn bộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài trong khói dày đặc tâm, nhãn thần nóng. Một trận chiến này, người nào thắng? Không thể không nói, làm tiên thiên cường giả chân chính buông tay chân ra đi đánh sau, loại tràng cảnh đó không thể nghi ngờ là chấn nhân tâm phách, làm người ta miệng lưỡi phát khô. Bởi vì chỉ là cái loại này kịch liệt đụng nhau sinh ra sóng gợn, cũng đủ để cho người nội tâm một lần lại một lần rung động. Chớ nói chi là còn giống như giờ phút này dạng, đối phương song phương hai đại tiên thiên sơ kỳ tất cả lấy ra giữ nhà bản lĩnh, áp đáy hòm tuyệt kỹ. Mà loại tràng diện này không thể nghi ngờ là càng chấn động mọi người tại đây nội tâm. Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ, là của hắn tuyệt kỹ thành danh cùng với cực mạnh dựa. Từng khi hắn vẫn còn nửa bước tiên thiên cảnh giới lúc, thì có một vị nửa bước tiên thiên cường giả ỷ vào phòng giáp kiên cố, chẳng đáng Vương Đại Sơn một chiêu này. Kết quả lại bị trực tiếp đâm ra lỗ máu, tại chỗ chết. Mà hiện nay, hắn bất ngờ đã đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh, đường đường tiên thiên sơ kỳ, hắn cái này dẫn cho rằng tuyệt kỹ nhất chiêu, sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, không cần quá nói nhiều cũng đã rõ ràng. Về phần hắn đối thủ đoạn cảnh sơn sở thi triển ra đoạn thủ đao, đồng dạng cũng là hóa đao ổ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt kỹ, từng có không ít giang hồ danh túc ngã xuống ở loại này đao thuật dưới, phi thường đáng sợ. Thậm chí chỉ dùng mắt đi nhìn kỹ một chiêu này, tự cũng có thể đã bị phản phệ, mắt mù rơi. Vì vậy đây tuyệt đối là sao chổi đụng vậy va chạm, chăm chú níu lấy chúng nội tâm của người. Oanh! Mà nhưng vào lúc này, nặng nề đè nén thân ảnh chậm rãi vang lên, mọi người trong tầm nhìn thấy một gã sắc mặt xanh đen trung niên nam tử nửa ngồi chồm hổm theo, vai bất ngờ có cái miệng chén lớn nhỏ lỗ máu, tiên huyết cuồn cuộn chảy xuôi ra, khiến hóa đao ổ những người đó không khỏi thần sắc biến đổi. Vô ý thức đôi mắt co rút lại đoàn lão tổ. Bởi vì ra kia xanh đen trung niên nhân, rõ ràng là bọn họ ác long đàm hóa đao ổ cổ vũ giả tiên thiên cường giả đoạn cảnh sơn. T, lẽ nào? Nhất thời quay chung quanh ở chung quanh lôi đài khắp nơi cổ vũ giả vang lên khởi liên tiếp phiến cũng hút lãnh khí thanh âm. Cái này không chỉ là bởi vì đoạn cảnh sơn lúc này trên vai thương, nhìn có chút làm cho sợ, càng nhiều hơn hay là bởi vì hắn hiện vào thời khắc này loại này dáng dấp. Chẳng phải là thua sao? Nhanh, mau nhìn bên kia. Có thể nhưng vào lúc này lại có người rồi đột nhiên kinh hô, nhãn thần run rẩy chỉ vào lôi đài bên kia phương hướng. Chỉ thấy chói mắt trong khói mù, mơ hồ có thể thấy được một béo đô đô thân ảnh đứng ở tại chỗ, mặc dù nhìn như không có gì dị dạng, nhưng vấn đề là. Dưới chân hắn mặt đất lại chẳng biết lúc nào không ngờ bị tiên huyết nhan sắc dính vào, hồng diễm diễm, thập phần chói mắt. Vương phó huấn luyện viên, nhất thời Bùi đội trưởng và vài tên phi báo tinh anh thành viên sắc mặt chợt biến, hô to ra. Ngay cả Trần Phi sắc mặt cũng hơi có chút âm trầm, sau đó vươn tay vung lên. Hô, nhất thời một hơi yếu thanh phong thổi tan trên lôi đài rất nặng yên vụ, song khi mọi người thấy rõ ràng trên đài tất cả sau, cũng không từ vô ý thức sắc mặt thay đổi, da đầu tê dại, còn người co rút lại, thật lâu không nói gì.
chỉ thấy Vương Đại Sơn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trên lôi đài, có thể ở bên tay phải hắn trên vai, không ngờ có một cái sâu không thấy đáy vết đao, chừng hơn 10 cm dài, tự vai kéo dài tới tay nhỏ bé cánh tay, thoạt nhìn tuyệt đối nếu so với Đoạn Cảnh Sơn coi trọng nặng hơn. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối dọa người chính là ở tay phải hắn trên cánh tay vết thương trong, bất ngờ làm người ta con ngươi co rút lại, lại có từng cái thật nhỏ hắc sắc khí lưu thịt chính mắt thường có thể thấy được ngọa nguậy, giống như sâu lông vậy, làm cho thấy quả thực nhịn không được trái tim co quắp, khó có thể bình tĩnh. Đó là vật gì, độc sao? Trong đám người, Thanh Khâu trận doanh phương hướng, Ảnh Tiên Vũ nhíu đôi mắt đẹp nhìn Vương Đại Sơn vết thương, không xác định nói. Không phải là độc, là một loại vật kỳ quái. Ở bên cạnh hắn Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú chậm rãi nói, lần thứ hai quét về phía Vương Đại ánh mắt, lại hơn một luồng phức tạp cùng cảm thán. Phải biết rằng cái loại này quỷ dị đồ vật, cũng không dễ dàng xử lý a. Trên lôi đài, có chút nhe răng trợn mắt Đoạn Cảnh Sơn một bên bưng trên bả vai mình lỗ máu, một bên cặp kia có chút tố chất thần kinh, thậm chí lúc này đã có một ít đỏ thắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lưu núi lớn. Ha ha! Hắn một bên đem y phục của mình gạt nửa đoạn, đắp lại vết thương, chợt tố chất thần kinh vậy cười nhạt truyền ra. Hắn nhìn Vương Đại Sơn tự tiếu phi tiếu lạnh lùng nói tất cả nói các ngươi phi báo không có gì tiền đồ, làm sẽ là kết quả gì, hôm nay cũng đem đã định trước sẽ là như vậy. Trước ngươi không tin, hiện tại, tin sao? Nụ cười của hắn rất vô tình, cũng rất tàn nhẫn, bởi vì hắn biết rõ hiện vào thời khắc này đối phương chịu thương, nặng bao nhiêu. Phải biết rằng, trong tay hắn cái chuôi này hung đao hắc tuyền hàng đầu, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện gọi ra, mà là thật có tư cách đó. Có người nói cái này hung đao là bọn hắn ác long đàm hóa đao ổ đệ nhị mặc cho ổ chủ, ở một cái cổ đại vương triều mai táng vạn người trong hố mặt đào móc đi ra ngoài, có thể nghĩ, cây đao này phía trên sát khí nặng bao nhiêu, coi như là tiên thiên cường giả cũng rất chống đối, chớ nói chi là giống bây giờ loại tình huống này, xâm lấn đến trong cơ thể. Ha ha! Thế mà mọi người vạn phần không nghĩ tới chính là, người bị như vậy trọng thương Vương Đại Sơn, cư nhiên xem đều không xem trên người mình thương thế liếc mắt, ngược lại là một đôi mắt có chút ma chướng gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Sơn vai, rồi đột nhiên nhếch miệng cười nói ngươi sẽ không thật cho rằng, ta đây một cái ma vân chỉ ngươi cứ như vậy đã toàn bộ thụ xuống đi. Ngươi cái gì ý? Nghe vậy Đoạn Cảnh Sơn mạnh biến sắc, vô ý thức quát một tiếng, vẫn còn chưa ngôn ngữ thanh thốt ra cũng đã cứng lại rồi. Ngay sau đó, hắn dùng nửa đoạn y phục bao quanh vết thương bỗng nhiên run lên, ám hồng sắc máu dường như vỡ đê vậy bài trừ, nhất thời ba một tiếng, mặt đất nhiều hơn một đại than ám hồng sắc sình sệch vết máu, tản ra làm cho đầu váng mắt hoa tanh tưởi. T. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cũng không nhịn được cứng lại rồi, vẻ mặt sợ hãi. Cái này mẹ vậy là cái gì tình huống? Đáng chết, ngoài lôi đài. Nguyên Liệt Cương thần sắc cực kỳ âm trầm nhìn một màn này, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại kết quả này, Vương Đại Sơn ma vân chỉ, lại có như vậy uy lực khủng bố. Mà ở lại đã trải qua một lần như vậy bị thương nặng sau, Đoạn Cảnh Sơn trên mặt nguyên bản bởi vì có chút kích động mà mặt đỏ lên, lúc này cũng biến thành tái nhợt, thân thể hư nhược run. Theo, hắn không nói được một lời dùng tay trái năm ngón tay run lau miệng ba, ngẩng đầu, một đôi âm trầm con ngươi gắt gao nhìn lưu núi lớn. Giọng nói âm lãnh nói ngươi đến cùng. Làm cái gì? Ta làm cái gì? Kỳ thực cũng không có gì. Bất quá chỉ là phế đi ngươi một tay mà thôi. Vương Đại Sơn nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm khàn giọng, béo đô đô mặt tròn lại tràn ngập tiếu ý nói. Người này chân thực quá kiêu ngạo, nhượng hắn nhịn không được. Dưới nặng tay a. Xôn xao. Cái gì? Phế đi một tay. Nghe vậy nhất thời Nguyên Liệt Cương cùng với hóa đạo ổ bọn người vèo một tiếng đứng lên. Vẻ mặt thần sắc mặt tới cực điểm, thậm chí ngoại trừ Nguyên Liệt Cương ra những người khác, nhãn thần đều hơi có chút hoảng loạn. Dù sao ai cũng biết, bọn họ hóa đao ổ thế nhưng tay dựa ăn cơm, cần lấy đao. Bọn họ am hiểu nhất đao thuật. Nhưng bây giờ đối phương lại còn nói phế đi Đoạn Cảnh Sơn Đoàn lão tổ một tay, cái này muốn là thật, đây chẳng phải là, Đoàn lão tổ sẽ nhân thực lực này chợt giảm xuống. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Có thể nhưng vào lúc này, trên lôi đài lại đột nhiên vang lên Đoạn Cảnh Sơn tố chất thần kinh vậy cuồng thiếu, tiếng cười như sấm. Chỉ thấy Kỳ Âm Xâm Xâm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Sơn, tuét miệng cười như điên nói thật lâu không có gặp người thú vị như vậy người, phế đi ta một tay.
Được rồi, bất quá có thể lấy ngươi một cái mạng đến mua ta một tay, ta không thiệt thòi. Mà đang ở hắn nói chuyện trong nháy mắt, quay chung quanh ở chung quanh lôi đài nửa bước tiên thiên cảnh giới dưới người, cũng không nhịn được vẻ mặt kinh dị ngây ngẩn cả người, một cái mạng, đổi một tay. Cái này, có ý tứ. Vì có nửa bước tiên thiên trở lên tầng thứ cường giả nghe vậy cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, tất cả lấy một loại phức tạp thần sắc nhìn Vương Đại Sơn. Dù sao bản thân tự thương nặng như vậy, cộng thêm hung đao sát khí nghiễm nhiên đã xâm lấn đến trong cơ thể hắn, loại trình độ này bị thương nặng, quả thực đã khó có thể xoay chuyển trời đất. Đối với lần này, Vương Đại Sơn trong lòng rất rõ ràng, chỉ là hơi âm thầm hít một tiếng, nhưng lại đừng biểu lộ bất luận cái gì ở trên mặt, mà một màn này, cũng không hiểu càng thêm làm người ta nỗi lòng không hiểu. Siêu! Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh tốc độ nhanh đến kinh người hoành lược mà đến, từ ngoài lôi đài trong khoảnh khắc xông vào Liễu Kỳ trong. Mà đạo hắc ảnh kia tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến thậm chí ở đây tuyệt đối đa số mọi người chưa phản ứng, mà kế tiếp hô hấp gian, đạo hắc ảnh kia liền đã xuất hiện ở thân thể có chút cứng ngắc Vương Đại Sơn bên cạnh, một bàn tay đặt ở trên vai của hắn. Tổng huấn luyện viên, Vương Đại Sơn rốt cục thấy rõ ràng người đến là ai, hơi chậm một chút chậm nói. Để xuống dễ dàng, không có chuyện gì. Thế mà ngay sau đó Trần Phi thân ảnh lại bình thản khi hắn bên tai vang lên. Vương Đại Sơn cả người hơi run lên, sau đó cũng cảm giác được một ấm áp lực lượng, từ trên xuống dưới không hiểu xuất hiện ở tay phải của hắn cánh tay miệng vết thương, có chút đau đớn, cũng có chút ngứa, còn có chút nói không nên lời. Nói chung nhường tinh thần hắn hình như đột nhiên đã trở về mấy phần. Hắn cư nhiên có thể xua đuổi hung đao sát khí. Thấy tình cảnh này dù là Bạch lão tổ đều nao nao, nhìn Trần Phi bóng lưng có chút xuất thần. Liên lão nhân gia ông ta cũng như cái này, chớ nói chi là ở đây những người khác. Chỉ thấy Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú quả anh đào miệng khẽ nhếch, tú khí trên mặt thần sắc có chút rung động, nhìn Trần Phi bóng lưng lăng lăng xuất thần nói hắn. Tiểu tử kia hắn, đáng chết, làm sao sẽ? Đến mức Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ càng phản ứng càng kịch liệt. Vẻ mặt giống như cây khô ra vậy nét mặt già nua, vẫn luôn ở mãnh liệt run run, nhãn thần âm trầm tới cực điểm. Phải biết rằng làm chuôi này hung binh hắc tuyền người chủ, bọn họ đương nhiên có quyền lên tiếng nhất, cũng rõ ràng nhất chuôi này năm đó bị bọn họ hóa đao ổ đệ nhị mặc cho ổ chủ, từ một cái vạn người trong hố bảo đi ra ngoài hung khí, là có kinh khủng bực nào, nó mặt trên nhiễm sát khí lại là cỡ nào nặng. Dưới tình huống bình thường mà nói, mặc dù là giống như hắn loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, nếu muốn xua đuổi cái loại này nồng nặc đến làm người ta buồn nôn sát khí, đều rất trắc trở, chớ nói chi là hiện tại loại này hung sát đã vào cơ thể tình huống dưới, càng khó khăn càng thêm khó khăn. Nhưng bây giờ, được rồi, đi theo ta, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi buông lỏng tay ra, ý bảo Vương Đại Sơn cùng hắn đến. Ngạch, đi, được rồi, tổng huấn luyện viên, chúng ta đi chưa? Vương Đại Sơn có chút kết ba mở miệng, vẻ mặt quỷ dị. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, trong cơ thể mình hung đao sát khí, giờ này khắc này cư nhiên thực sự đã hoàn toàn bị khu trừ. Mà chỉ cần mấu chốt nhất, phiền toái nhất sát khí bị khu trừ, cái khác cánh tay hắn trên thương thế kia thoạt nhìn tuy rằng dọa người, nhưng đối với hắn bực này tiên thiên cường giả mà nói, kỳ thực cũng tự chuyện như vậy, dù thế nào đã uy hát yêu ta không được tánh mạng của hắn. Mà thấy tình cảnh này Đoạn Cảnh Sơn thiếu chút nữa mặt đều tái rồi. Bởi vì, này dạng, đây chẳng phải là tay hắn tự uổng phí. Đi Thiên Khuê phường thị đi, ta y dược dương không mang ở trên người, có thể ngươi thương thế kia tốt nhất được mau chóng xử lý một chút, để tránh khỏi lưu lại tai họa ngầm. Trần Phi giải thích, nghe vậy Vương Đại Sơn lúc này mới có chút hoàn hồn nhớ tới, hình như Trần Phi ngoại trừ là bọn hắn phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên ở ngoài. Tựa hồ còn là một vị bác sĩ. Một vị y thuật rất cao minh bác sĩ. Nhất thời hắn liền không tự chủ được đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, xé rách áo khoác đem vết thương bao lại, theo Trần Phi đi xuống lôi đài, chuẩn bị ly khai đỉnh núi. Đứng lại. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm lạnh lùng quát lớn thanh tự mọi người bên tai nổ vang. Chợt liền nhìn thấy hóa đạo ổ Nguyên Liệt Cương gương mặt già nua kia, chẳng biết lúc nào sớm đã hoàn toàn âm trầm. Con người trong, bay bổng theo làm người ta rung động hàn mang cùng màu sắc trang nhã, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai người, giọng nói bất thiện nói cái này cũng còn không kết thúc ni, đã muốn đi. Nhất thời từ trong cơ thể hắn,
có lau một cái tên là làm người ta rung động áp lực khí thế bao phủ ra, thật giống như toàn thân lây dính vật gì đáng sợ vậy, mọi người ánh mắt cũng không dám nhìn kỹ hắn, tương đương làm cho. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này lão gia hỏa này là thật nổi giận. Dù sao một trận chiến này bọn họ hóa đạo ổ tổn thất cũng không nhỏ, tân nhậm tiên thiên sơ kỳ đoạn cảnh sơn bị đối phương ngạnh sinh sinh phế đi một tay, tương đương với từ nay về sau, đường tựu cơ bản đoạn ở nơi này, tất nhiên sẽ một thân thực lực chợt giảm xuống, không lớn bằng lúc trước. Mà như vậy một loại tổn thất coi như là đối với bọn hắn hóa đạo ổ mà nói, cũng đồng dạng là cực độ khó có thể tiếp nhận rồi, so với cắt thịt còn đau. Mà trước hắn sở dĩ không có biểu hiện như vậy kịch liệt, hoàn toàn là bởi vì, hắn cho rằng Vương Đại Sơn chết chắc rồi. Lấy một mạng đổi một tay, tuy nói nhưng có chút nhức nhối, nhưng tóm lại là ở có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhưng bây giờ, đột nhiên tình huống xoay mình chuyển. Tiểu tử kia cư nhiên có thể bị xua tan hung đao trong sát khí. Trong lòng hắn vừa sợ lại chấn đồng thời, không khỏi hai mắt đỏ bừng, nộ râu tóc trương lên. Trong cơ thể khủng bố kinh khí dường như hỏa sơn phun trào vậy dũng mãnh tiến ra, trong lúc mơ hồ phản chiếu ra hắn gương mặt già nua kia, dữ tợn không gì sánh được. Bởi vì nếu là Vương Đại Sơn bất tử, vậy bọn họ hóa đạo ổ đoạn cảnh sơn cánh tay, chẳng phải là trắng bị phế bỏ. Thiêu chiến nửa giờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại đến. Thế mà Trần Phi lúc này lại lười phản ứng lão gia hỏa kia, đầu cũng không quay lại hướng về dưới chân núi đi đến. Xem ra các ngươi là thực sự sợ, là đang trốn tránh sao? Có thể nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương âm lãnh thanh lại độ vang lên, nhàn nhạt châm chọc nói nếu là sợ, hành lý chặt nhận thua đi. Nghe vậy Trần Phi chính bán ra bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó tự thấy mọi người trong tầm mắt dừng lại, hắn xoay người, hai cái tay ngón tay cái cùng ngón trỏ vô ý thức ma sát, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một luồng phong mang. Lão già kia, người đều nhiều hơn đại niên kỷ, cũng chỉ biết chơi những, này lên không được mặt bàn tam lưu thủ đoạn sao. Trần Phi một đôi mắt bình thản nhìn đối phương, khóe miệng đã có một tia châm chọc cùng khởi, nói. Xôn xao. Lời vừa nói ra, nhất thời mọi người tại đây một mảnh ồ lên, không ít người đều dùng một loại ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn Trần Phi. Dù sao đây chính là Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ A. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sát tinh. Đường đường lĩnh nam núi lớn tứ đại ẩn môn một trong hóa đạo ổ tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Chỉ ngươi loại này mới vào tiên thiên cảnh giới người hiểu biết ít mặt học, mặc dù là có nửa thiên tư, có nửa năng lực, có thể ngươi bây giờ loại này tư thái. Lại dám lấy loại giọng nói này cùng một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả nói như thế, có đúng hay không có chút quá cuồng vọng, quá coi trọng mình. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Nguyên Liệt Cương lúc này sắc mặt cũng dị thường xấu xí, hắng giọng tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Trần Phi loại này trong mắt hắn nguyên không đáng giá nhắc tới tiểu bối, thanh niên nhân, lại dám như vậy cuồng vọng vô biên, không biết cái gọi là, làm cho chúng con mắt nhìn chừng, đại đình quảng chúng mặt mà như vậy cùng hắn nói. Đây quả thực là không đem hắn Nguyên Liệt Cương không coi vào đâu. Đáng chết, không biết cái gọi đồ vật. Ta nói cái gì ngươi chẳng lẽ là người điếc nghe không được. Từ giờ trở đi, hưu chiến nửa giờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại đến. Hanh, nhưng Trần Phi phản ứng cho dù so với hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều lắm, một loại không chút khách khí quát lạnh thanh nhàn nhạt vang lên, hắn liền lại xoay người lần nữa, chuẩn bị ly khai. Ngươi nói hưu chiến tựu hưu chiến. Bất quá ngay hắn vừa xoay người, cước bộ cũng còn không bước ra thời gian, một đạo hơi có chút tố chất thần kinh tiếng cười vang lên, nhất thời làm mọi người đôi mắt co rụt lại. Trần Phi bước chân của, hơi dừng lại một chút, mà phía sau hắn Vương Đại Sơn cũng giống như vậy. Đến mức mọi người tại đây đang nghe cái này tiếng cười lạnh, nhất thời vô ý thức tuyệt đại đa số tầm mắt hướng về tiếng cười kia truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi lôi đài trung tâm, đoạn cảnh Sơn bưng vết thương thần sắc trắng bệch đứng ở trong đó, nhãn thần lại tràn đầy một loại làm người ta run điên cuồng. Tiểu tử thối, cho ta thành thật cút qua một bên đi. Hôm nay ai cũng không ngăn cản được hắn chết, ta muốn mạng của hắn. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Sơn, có chút điên cuồng, có chút tố chất thần kinh lành lạnh gào thét nói. Hiển nhiên là đúng ở cánh tay của mình bị phế thủ, khắc sâu vào trong lòng, sâu tận xương tủy. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt đều có vẻ hơi có chút dị thường, không nghĩ tới là quá cư nhiên sẽ phát sinh đến bước này. Bọn họ hiện tại loại này cử động.
có thể không giống như là cái gì đánh cuộc, mà là thế thái nghiễm nhiên có chút thăng cấp.